Y võ song toàn. Tần Lâm. Tập 29. Nói xong câu này, Thái trưởng Phúc liền lên xe cứu thương. Còn lại Giang Lương đứng đây, vẻ mặt ngượng ngùng. Vừa nãy còn khoe khang, bảo sư phụ anh ta giỏi giang lắm, liên tục khoác lác bảo sư phụ anh ta có y thuật cao siêu đến đâu. Kết quả cảnh chữa bệnh lúc nãy đã vả anh ta một phát, chân bị tê mà chẩn đoán là bị tắc nghẽn gân mạch bẩm sinh. Bây giờ sư phụ đến rồi thì làm sao? Sư phụ cung kính với Tần Lâm như vậy, một tiếng đại sư, hai tiếng đại sư, hận không thể cúi người trước Tần Lâm. Trong cuộc đối thoại, cách xưng hô của hai người cũng là ngang vai vế, nếu như xếp theo vai vế thì Giang Lương này còn phải gọi Tần Lâm một tiếng sư thúc ấy. Sắc mặt Giang Lương ngượng ngùng vô cùng, có điều lập tức quay về nhà hàng, trở lại trạng thái bình tĩnh. Anh ta không đến để so y thuật, anh ta đến để cướp cô gái của Tần Lâm. Thực ra anh ta thừa nhận mình bị mất mặt, thành tựu của anh ta trên phương diện y thuật không bằng Tần Lâm, nhưng thế thì sao chứ? Y thuật đâu nói lên tất cả. Sau khi ngồi xuống, mọi người đều im lặng, bầu không khí hơi ngại ngùng. Cuối cùng Giang Lương cũng lên tiếng, tên họ Tần kia, chuyện vừa nãy chỉ có thể chứng minh y thuật của anh hơn tôi mà thôi, có điều không có nghĩa anh xứng với Thanh Thanh. Tôi cho anh 10 triệu, anh rời khỏi Thanh Thanh đi. Nói xong, Giang Lương lấy ra một tấm thẻ, ném vào mặt Tần Lâm. Lưu Hoa Hoa mặc dù cũng bị y thuật của Tần Lâm làm cho kinh ngạc, nhưng cô ta vẫn về phe Giang Lương, dù sao Giang Lương cũng cho cô ta không ít tiền. Lưu Hoa Hoa nói, tên họ Tần kia, anh đừng có nghĩ rằng hẹn họ với Thanh Thanh là có thể lấy được tiền, mặc dù Thanh Thanh là người giàu nhất cả nước nhưng tiền của cô ấy không liên quan gì đến anh. Gia tộc giàu có như nhà Thanh Thanh, tài sản có ràng buộc, không phải hẹn hò là kiếm được tiền đâu. Đặc biệt là Thanh Thanh là người giàu nhất Hoa Hạ, anh nghĩ rằng mình hẹn hò với người giàu nhất Hoa Hạ là có thể trở thành phú ông à. Cầm chỗ tiền này là anh có thể trở thành triệu phú rồi ấy, nửa đời sau không cần lo về cơm áo gạo tiền, tôi hy vọng anh có thể đưa ra sự lựa chọn đúng đắn. Lưu Hoa Hoa đương nhiên sẽ nói đỡ cho Giang Lương, hơn nữa cô ta cũng không nói điêu. Người như Liễu Thanh Thanh, lúc hẹn hò sẽ phải thận trọng. Bao gồm cả việc sau này kết hôn cũng phải công chứng tài sản trước hôn nhân, mặc dù như vậy thì ảnh hưởng đến tình cảm, nhưng cũng không có cách nào khác, người giàu đều vậy, cho dù là gả cho nhà giàu hay lấy được thiên kim tiểu thư thì đều vậy cả. Giang Lương cười khẩy, lỗ mũi hướng lên trời, chỉ vào tấm thẻ trên bàn mà nói. 10 triệu, cầm rồi cút khỏi Thanh Thanh. Liễu Thanh Thanh không nói gì mà ôm cánh tay, đứng bên cạnh xem kịch hay. Muốn so độ giàu với Tần Lâm á? Liễu Thanh Thanh này còn chưa chắc đã giàu bằng đâu. Tần Lâm cười khẩy, 10 triệu. Anh chỉ có thế thôi à? Nói xong, Tần Lâm lôi một tấm chi phiếu rồi vứt cho anh ta. 100 triệu, cút đi. Giang Lương nhíu mày, nhìn tấm chi phiếu trên bàn, cười khẩy. Còn muốn ra vẻ giàu có à? Không biết lấy đâu ra tờ chi phiếu trống, muốn dọa ai chứ? Tôi cho anh 1 tỷ, anh có tin không? Tần Lâm cười nhạt, 1 tỷ tôi cũng có thể cho. Có điều anh không xứng. Ha ha ha. Giang Lương cười lớn, Lưu Hoa Hoa đứng bên cạnh cũng cười khinh bỉ. Đúng là chém gió hay ghê, anh đã bao giờ nhìn thấy 1 tỷ chưa? Anh có biết 1 tỷ là bao nhiêu tiền không? Giang Lương cười khẩy, Hoa Hoa, đừng nói nữa, anh thấy anh Tần đây đang chuẩn bị dùng tiền đập anh, đúng không? Nào, dùng tiền đập tôi đi, tôi muốn xem, anh dùng tiền đập tôi như thế nào? Tần Lâm hơi sửng sốt. Sau đó lập tức cười mỉm. Nếu anh đã yêu cầu thì tôi sẽ thỏa mãn anh. Nói xong, Tần Lâm rút điện thoại ra, gọi cho Đoàn Bảo Đông. Cậu Tần, tôi là Đoàn Bảo Đông. Rút tiền từ tài khoản của tôi, Đoàn Bảo Đông có số tài khoản của Tần Lâm, cũng đã được Tần Lâm trao quyền, có thể rút tiền từ ngân hàng cho Tần Lâm. Đoàn Bảo Đông xứng người, không thành vấn đề, cậu muốn rút bao nhiêu? Tần Lâm nói, kiếm cho tôi chiếc xe chở hàng, chất đầy xe. Chấm chấm chấm, vâng. Đoàn Bảo Đông cũng không biết Tần Lâm muốn làm gì, ngược lại chỉ làm theo sự phân phó của anh. Sau khi cúp máy, Giang Lương và Lưu Hoa Hoa không kiêng nể mà cười lớn. Còn chất đầy xe chở hàng, anh chém gió hay ghê, anh biết chất hết thùng hàng của xe chở hàng phải tốn bao nhiêu không? Anh trai, anh chưa từng nhìn thấy quá nhiều tiền phải không, anh biết 1 triệu là bao nhiêu không đấy? 10 triệu có bao nhiêu tờ tiền? Anh biết 1 chiếc xe chở hàng chất được bao nhiêu tiền không, anh chém gió quá rồi, theo như tôi thấy,
anh định bảo tài khoản ngân hàng của anh không có hạn mức phải không? Giang Lương chẳng kiêng nể mà trào phúng, hoàn toàn không quan tâm đến người khác. Hơn nữa đã nói toẹt ra rồi, cũng chẳng cần giả vờ, mà Tần Lâm lại dám khoe dầu trước mặt Giang Lương. Mấy năm nay Giang Lương ở ngoài làm bác sĩ kiếm được không ít tiền, hơn nữa quan trọng nhất là, bố Giang Lương kinh doanh y dược. Nhập khẩu thuốc từ nước ngoài, lợi nhuận rất cao, bây giờ Giang Lương cũng được coi là một phú nhị đại. Trước mặt Liễu Thanh Thanh mặc dù không bằng, nhưng trước mặt Tần Lâm, chắc chắn anh ta là một thiếu gia siêu giàu. Tên rác rưởi nghèo khó này mở miệng là bảo mấy trăm triệu mấy tỷ, hoàn toàn đều là chém gió, anh thì biết gì về mấy khái niệm đó chứ? Tần Lâm cười khẩy, chẳng mấy chốc sẽ được như ý anh thôi. Lời vừa dứt, một chiếc xe chở hàng ầm ầm đi tới. Chiếc xe dừng trước cổng, hai bóng người đi xuống, một là Đoàn Bảo Đông, hai là Long Ích Huy. Thùng xe phía sau được mở ra, trong thùng xe lại có không ít người, đứng thành hai hàng. Dù sao cũng có nhiều tiền như vậy nên cần không ít người bảo vệ. Cậu Tần, tiền đem đến rồi, có điều, tất cả ngân hàng không có nhiều tiền mặt như vậy, tôi đã rút hết rồi nhưng vẫn không đầy. Tần Lâm gật đầu, thế là được rồi. Giang Lương không biết Đoàn Bảo Đông, cười nhạo nói. Diễn tiếp đi, còn tìm diễn viên đến để diễn cho tôi xem phải không? Nào, tôi muốn xem, một xe tải tiền mặt có đập chết được tôi không? Nói xong, Giang Lương cười cười đi đến trước xe tải. Tần Lâm đánh mắt với Đoàn Bảo Đông. Đập đi. Nói xong Đoàn Bảo Đông ra hiệu với tài xế. Sau đó, tài xế nâng thùng xe lên góc độ lớn nhất, mấy người khác nắm lấy tay nắm cửa thùng xe. Cửa thùng xe lập tức được mở ra. Giang Lương đứng phía sau, cửa thùng xe vừa được mở ra, lộp bộp, một đống tiền màu đỏ bao trùm lấy Giang Lương. Tất cả mọi người vây quanh đều trợn tròn mắt, đúng là có tiền thật. Từng tập hoa hạ tệ, mà còn là tờ có giá trị lớn nhất 100 tệ màu đỏ. Mỗi tệp là 100.000, như mấy viên gạch lớn đập xuống. Bốp bốp bốp, Giang Lương như bị căn phòng bằng gạch ngói đổ sập xuống người, rắc rắc từng tiếng, anh ta có thể nghe thấy âm thanh vỡ nát của xương cốt khắp người mình, chỉ mất mấy giây, tiền đã chất thành một núi nhỏ, chôn vùi Giang Lương ở bên dưới. Mọi người lập tức yên lặng, nhìn thấy đống hoa hạ tệ chất thành núi trước mặt, đúng là cảnh tượng hùng vĩ mà. Cứu mạng, giọng nói yếu ớt của Giang Lương truyền ra từ đống tiền. Tần Lâm đánh mắt. Một đám người đào Giang Lương ra. Giang Lương được đào ra lúc này chỉ còn thoi thóp hơi tàn, miệng chảy ra, toàn thân đầy vết thương, hai chân có dấu hiệu đã gãy, cho dù không gãy thì cũng bị dạn. Giang Lương nằm trên mặt đất, mặt tái mét, không nói được gì. Tần Lâm đi đến trước mặt, từ trên cao nhìn xuống mà hỏi. Hài lòng chưa? Sắc mặt Giang Lương xám như cho tàn, không ngờ mình lại có một ngày bị tiền, đập chết. Đống tiền này ít cũng phải mấy trăm triệu, như một đống gạch vậy, đập cho Giang Lương đau đớn vô cùng. Muốn há miệng mắng Tần Lâm mấy câu, kết quả không nói nên lời, liền ngất đi. Giang thiếu gia, sắc mặt Lưu Hoa Hoa thay đổi, vội vàng đỡ Giang thiếu gia đi bệnh viện. Tần Lâm ra hiệu với Đoàn Bảo Đông, Đoàn Bảo Đông lập tức hiểu ý, gọi mấy người chất tiền lên xe, đem về ngân hàng. Liễu Thanh Thanh khoác tay Tần Lâm, hai người khiêm tốn rời khỏi nhà hàng. Anh biết hành hạ người khác thật ấy, nhiều tiền như vậy chỉ để đập anh ta. Tần Lâm cười, chẳng phải anh ta yêu cầu còn gì. Liễu Thanh Thanh cười xinh đẹp, khoác tay Tần Lâm, hai người đi dạo với nhau. Đi dạo phố mua ít đồ, về đến nhà phát hiện ra trong nhà có một vị khách không mời mà đến. Giang Lương. Giang Lương lúc này đang ngồi trên xe lăn, sững người trong vườn nhà họ Liễu. Trên người anh ta đầy vết thương đã được băng bó. Mặc dù trông rất thảm hại, nhưng vẫn có khí chất. Giang Lương nhìn thấy hai người đã về liền nói. Thanh Thanh, em bị anh ta lừa rồi, Đông Hải của chúng ta vừa xuất hiện một lô tiền giả, anh nghi anh ta đem một xe tiền giả đến. Giang Lương đương nhiên không tin đấy là mấy trăm triệu tiền thật, ai có thể nói rút là rút được chứ? Mấy trăm triệu chứ đâu phải mấy trăm nghìn. Cho dù có là loại gia tộc siêu cấp như Liễu Thanh Thanh thì muốn rút mấy trăm triệu cũng phải điều động nhiều phía. Còn phải thương lượng với ngân hàng, hẹn lịch rút. Mọi người đều biết, rút 150.000 trở lên được coi là rút nhiều tiền nên phải đặt lịch với những ngân hàng lớn. Mấy trăm triệu này của Tần Lâm chẳng nhẽ không cần đặt lịch. Mấy chục phút là rút được rồi sao? Anh nghĩ anh là ai chứ?
Lãnh đạo Tôn à. Khi Giang Lương ở bệnh viện, anh ta càng nghĩ càng thấy không đúng, lúc sau đọc được tin tức thì thấy Đông Hải xuất hiện một lô tiền giả, anh ta mới hiểu ra, tên nhãi này đang chơi anh ta. Dám lừa anh ta vào chồng. Liễu Thanh Thanh nhíu mày, có hơi cạn lời, tên Giang Lương này sao bám dai như đỉa đói vậy. Giang Lương, có tiền hay không, không cần bàn nữa, tôi tìm bạn trai cũng đâu cần tiền của anh ấy. Lúc này đám Hoàng Yến cũng xuất hiện, bọn họ cũng biết Giang Lương, lúc đầu cũng thích Giang Lương, tên nhóc này đẹp trai, biết nói chuyện, hay nịnh hót, không như Tần Lâm, suốt ngày tỏ ra ngạo mạn, lạnh lùng. Thanh Thanh, bọn con nói chuyện với nhau thì phải bình tĩnh mà nói, tiểu Giang từ nước ngoài xa xôi về chẳng phải cũng vì con sao. Liễu Thanh Thanh nhíu mày, mẹ đừng làm loạn thêm nữa. Giang Lương nhân lúc này liền nói, dì nói đúng đấy, đâu thể so sánh tiền nong được, phải so tấm chân tình. Nói xong, Giang Lương lấy ra từ trong túi một chiếc vòng ngũ sắc rực rỡ. Trên chiếc vòng có vàng, có bạc, có cả phỉ thúy, còn có cả kim cương, trông rất hoa lệ. Hơn nữa chiếc vòng này không chỉ có vàng ngọc quý giá mà bản thân kỹ thuật tạo ra nó cũng rất đáng giá. Hơi giống kim tương ngọc ngọc bích sát vàng của Hoa Hạ, chỉ có điều được gia công phức tạp hơn nhiều. Giang Lương lấy chiếc vòng này ra đưa cho Liễu Thanh Thanh. Thanh Thanh, chiếc vòng này tên là Thị Nữ Chọc, là chiếc vòng tay mà nữ hoàng đã tặng cho cô hầu gái thân cận của mình. Tay nghề của người thợ thủ công tạo ra nó rất tuyệt vời. Ngay cả bây giờ, khó ai có thể tái tạo chiếc vòng này hoàn toàn bằng thủ công. Chiếc vòng này là độc nhất vô nhị, Thanh Thanh, em đeo nó lên sẽ là cô gái độc nhất vô nhị trên thế giới này, nó là tượng trưng cho tình cảm của anh với em. Liễu Thanh Thanh nhíu mày, không có nhận chiếc vòng, mà Hoàng Yến lại thích nó, mặt đầy kinh ngạc cùng thích thú. Hai, chiếc vòng này đẹp quá, có phải chiếc vòng thị nữ chọc trong truyền thuyết không? Hoàng Yến nhận lấy nó, thích không muốn rời tay, cứ khen chiếc vòng này suốt. Lưu Hoa Hoa đứng bên cạnh cũng góp lời, đúng vậy, dì ơi, cháu thấy Giang thiếu gia có thành ý, mua tặng chiếc vòng quý thế này, chắc chưa có ai từng tặng gì món đồ trang sức quý giá thế này đâu nhỉ. Nói xong, Lưu Hoa Hoa đánh mắt với Giang Lương. Giang Lương phản ứng lại, đúng vậy, dì mà đeo chiếc vòng này lên đúng là có dáng vẻ của nữ hoàng, chiếc vòng này là do cháu chọn để tặng dì ấy, mặc dù không rẻ nhưng tiền nào của nấy mà. Giang Lương phản ứng lại rất nhanh, lúc trước còn bảo chiếc vòng này để tặng Liễu Thanh Thanh, kết quả lại thành tặng cho Hoàng Yến. Liễu Thanh Thanh dù sao cũng là người giàu nhất cả nước, thấy qua nhiều thứ rồi, đồ vật đắt đỏ gì mà cô ấy chưa từng thấy chứ. Hơn nữa cô ấy vừa trẻ vừa đẹp, cho dù là món quà đắt tiền nhất Hoa Hạ thì cũng khó có thể khiến cô ấy cảm động. Nhưng tặng cho mẹ vợ tương lai thì dễ, nếu như có được sự ủng hộ của Hoàng Yến, thì có thể dễ dàng thành công rồi. Thật sao, vậy gì đeo lên nhé? Hoàng Yến đeo chiếc vòng thị nữ chọc lên tay, vô cùng thích nó. Lưu Hoa Hoa đứng bên liên tục khen ngợi. Dì đeo chiếc vòng này đẹp quá, có khí chất quá. Thật sao, vậy dì nhận nó nhé? Liễu Thanh Thanh nhíu mày, sao mẹ có thể tùy tiện nhận đồ của người khác thế? Không đợi mọi người trả lời, Lưu Hoa Hoa đã vội vàng nói, sợ gì chứ, cũng đâu phải người ngoài. Hoàng Yến nói, không sai, cũng không phải người ngoài, chiếc vòng tay này đẹp thật. Giang Lương mừng thầm, đúng là không phí tiền mua chiếc vòng mà, có thể giành được tình cảm của mẹ vợ đúng là đáng tiền. Giang Lương nhìn Tần Lâm, khinh bỉ nói. Anh Tần, có vẻ như anh chưa tặng cho gì món quà nào nhỉ. Miệng thì bảo mình là bạn trai Thanh Thanh nhưng một món quà cũng không tặng nổi, thế này thì không ổn lắm nhỉ. Liễu Thanh Thanh nhíu mày, Tần Lâm đương nhiên không phải chưa từng tặng, lúc trước chiếc quân lệnh bài là Tần Lâm tặng cho Hoàng Yến nhưng Hoàng Yến ghét nó nên vứt đi, vậy nên lại trở thành của Liễu Thanh Thanh. Nhưng nói như vậy, Tần Lâm thực sự chưa từng tặng. Hoàng Yến ôm cánh tay, cũng tỏ vẻ không hài lòng. Tần Lâm thấy vậy liền nói. Nếu dì thích trang sức thì cháu gọi người đem đến một bộ trang sức tặng dì nhé. Nói xong Tần Lâm gọi điện thoại. Lưu Hoa Hoa cười khẩy, tên họ Tần đúng là không biết tự lượng sức mình, còn tặng trang sức à. Chiếc vòng thị nữ chọc này là món đồ cao cấp nhất trong các loại trang sức rồi, bất kỳ loại trang sức, đá quý, kim cương nào đều là rác rưởi trước nó mà thôi, anh đừng lòe thiên hạ nữa. Giang Lương cũng cười khẩy, tên này chỉ giỏi kiếm đồ giả, chắc tí nữa lại đem đồ giả đến, lừa bịp để qua cửa ấy mà. Liễu Thanh Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, mấy người nói ít đi.
Nhìn thấy Liễu Thanh Thanh nói giúp Tần Lâm, Giang Lương nghiến răng, vô cùng khó chịu. Chẳng mấy chốc, một chiếc BMW phóng đến, dừng trước cổng nhà họ Liễu, một người đàn ông xuống xe, đó chính là Tổng Giám Đốc Ca lúc trước từng gặp. Tổng Giám Đốc Ca bưng một chiếc hộp lớn, cẩn thận đi đến. Cậu Tần, trang sức cậu cần đã được đem đến. Tần Lâm gật đầu, Tổng Giám Đốc Ca vất vả rồi. Tổng Giám Đốc Ca bất ngờ, không dám, không dám, có thể góp chút sức để giúp cậu Tần là niềm vinh hạnh của tôi đâu dám nói vất vả. Mọi người sững sờ, Tổng Giám Đốc Ca thường xuyên xuất hiện trên TV, bọn họ đều biết ông ấy, sao Tổng Giám Đốc Ca có thể tự mình đưa đồ đến cho Tần Lâm được. Hoàng Yến vốn chẳng có hứng, vẫn đang ngắm nhìn chiếc vòng tay, nhưng vừa nhìn thấy chiếc hộp lớn thì lập tức kích động. Đây là cái gì? Tổng Giám Đốc Ca mở hộp, lộ ra màu vàng rực rỡ. Thưa bà, đây là món quà cậu Tần tặng cho bà, vương miện nữ hoàng. Chiếc hộp được mở ra, một chiếc vương miện vô cùng xinh đẹp nằm bên trong. Trông giống đóa sen nở rộ, vàng rực rỡ, bên trên còn nạm phỉ thúy, cùng với nhiều loại đá quý đủ màu sắc. Giống với chiếc vòng tay lúc nãy, cũng được nạm thủ công, bây giờ phương pháp làm ra nó đã bị thất truyền. Tổng Giám Đốc Ca giới thiệu, chiếc vương miện này do Đại sư Jimmy làm ra, hiện nay kỹ thuật tạo nên chiếc vương miện này đã bị thất truyền, chỉ có mình Đại sư Jimmy có thể tạo ra nó. Đại sư Jimmy chỉ có hai tác phẩm thành công, một là chiếc vương miện, hai là chiếc vòng tay được làm từ vật liệu thừa của vương miện để tặng cô hầu gái mà bà ấy thích nhất. Sau khi Tổng Giám Đốc Ca nói xong, mọi người liền yên lặng. Bầu không khí lập tức trở nên kỳ quái. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chiếc vòng vừa nãy vốn vô cùng quý giá, dường như là món trang sức quý giá nhất. Kỹ thuật cao cấp, hơn nữa còn là đồ cổ, cũng là món đồ trong hoàng cung, giá cả cao ngất ngường. Nhưng chiếc vương miện này vừa xuất hiện, so sánh hai cái với nhau, lập tức biết ngay cái nào hơn cái nào. Chiếc vương miện này là của nữ hoàng đội, còn chiếc vòng tay kia là cho cô hầu gái đeo. Vương miện là món đồ được làm chính. Còn chiếc vòng tay chỉ dùng vật liệu thừa để làm. Biết ý nghĩa xong, ai còn muốn mua đeo mấy thứ làm từ vật liệu thừa đây? Quả nhiên, Tổng Giám Đốc Ca vừa giới thiệu xong, Hoàng Yến liền tháo vòng tay xuống, nhẹ nhàng đặt bên cạnh. Có chiếc vương miện này, chiếc vòng tay kia liền trở nên nhạt nhòa. Không thể nào, không thể nào, đây là giả. Giang Lương muốn nói đây là giả, nhưng không nói nên lời, chiếc vương miện do đích thân Tổng Giám Đốc Ca đem đến. Có thể là giả sao? Chẳng nhẽ hoài nghi thực lực của Tổng Giám Đốc Ca sao? Cầm chiếc vương miện lên, Hoàng Yến không muốn bỏ xuống, nhưng trước mặt nhiều người thế này, bà ấy không dám đội thử, chỉ vuốt ve nó mà thôi. Cảm ơn con rể, mẹ vào phòng thử trước nhé, mấy đứa cứ nói chuyện đi. Cầm lấy món quà này, Hoàng Yến lập tức đổi miệng, cười nói dịu dàng với Tần Lâm, câu nào cũng con rể, gọi vô cùng thân thiết. Hoàng Yến đi vào trong phòng, mặt Giang Lương trở nên vô cùng khó coi, ngồi trên xe lăn, vốn đang cúi đầu, lúc này Tần Lâm đứng trước mặt anh ta, dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống khiến anh ta khó chịu. Tần Lâm cười khẩy, lạnh lùng nói. Còn gì không phục không, hôm nay chúng ta giải quyết nốt. Anh cũng nhận ra, Giang Lương này là một con ruồi, muốn thu phục được anh ta thì sau này phải thường xuyên thể hiện, bằng không thì một lời nói rõ, khiến anh ta chết tâm hẳn. Giang Lương nắm chặt nắm đấm, nghiến chặt răng, nói. Họ Tần kia, anh đừng có kiêu ngạo, anh đừng có ép tôi. Thanh Thanh, em phải biết, bố anh và phó chủ tịch ngân hàng Đông Hải là anh em kết nghĩa. Liễu Thanh Thanh nhíu mày, anh nói cái gì vậy? Chuyện này đương nhiên cô ấy cũng biết, bố Giang Lương là anh em kết nghĩa từ nhỏ với phó chủ tịch ngân hàng kia, sau này trở thành phó chủ tịch ngân hàng thì vẫn thường xuyên giúp đỡ bố của Giang Lương. Vậy nên chuyện kinh doanh trong nhà họ cũng dần dần đi lên. Liễu Thanh Thanh nghe giọng điệu không có ý tốt, hình như muốn uy hiếp cô ấy. Giang Lương cười khẩy một tiếng, Thanh Thanh, anh biết công ty em dạo gần đây có xin vay một khoản không nhỏ, hiện nay anh đã nói rõ với em rồi, em không chia tay với anh ta ngay thì ngân hàng kia sẽ từ chối khoản vay của em. Anh! Liễu Thanh Thanh lập tức cạn lời. Không ngờ Giang Lương lại vô liêm sỉ đến vậy. Dùng chuyện này để uy hiếp cô ấy. Công ty Liễu Thanh Thanh gần đây thực sự cần vay một khoản lớn. Nếu như ngân hàng đột nhiên không cho bọn họ vay, thì e rằng chuỗi vốn của công ty sẽ xảy ra vấn đề. Trong tình huống thông thường,
Liễu Thanh Thanh sẽ không để công ty của bản thân xảy ra nguy cơ, hơn nữa bây giờ mỹ phẩm Tầng Vân là công ty mỹ phẩm bán chạy nhất Hoa Hạ, Liễu Thanh Thanh là người giàu nhất cả nước. Sao có chuyện ngân hàng không cho vay chứ? Trừ phi có người chơi xấu. Đương nhiên ngân hàng có quyền từ chối, chỉ là vi phạm chữ tín của bọn họ làm thôi. Nhưng với hiện thực trước mắt, chữ tín là gì chứ? Liễu Thanh Thanh nói, Giang Lương, anh nghĩ tôi là ai, tôi sẽ không bị anh uy hiếp đâu. Giang Lương cười khẩy, không bị tôi uy hiếp đúng không? Được, em đợi đấy. Nói xong, Giang Lương rút điện thoại ra gọi vào một dãy số. Alo, chú Khổng phải không à? Cháu là Giang Lương, cháu có chuyện muốn nhờ chú giúp đỡ. Mỹ phẩm Tầng Vân muốn vay tiền ở chỗ chú phải không ạ? Phiền chú từ chối khoản vay của bọn họ giúp cháu. Đúng, có chút mâu thuẫn, được, cảm ơn chú Khổng. Cúp máy xong, Giang Lương cười cười. Thanh Thanh, em đừng có hối hận đó. Giang Lương vừa nói xong, điện thoại của Liễu Thanh Thanh reo lên. Nhìn thấy dãy số bên trên, Liễu Thanh Thanh nhíu mày. Alo, tôi là Liễu Thanh Thanh. Xin chào, tôi là giám đốc nghiệp vụ của Ngân hàng Đông Hải, về chuyện quý công ty xin vay tiền, chúng tôi tạm thời không thể đồng ý, hy vọng cô lượng thứ. Liễu Thanh Thanh nhíu mày, giám đốc, xin cô xem xét lại, chúng tôi là mỹ phẩm Tầng Vân. Giám đốc cũng rất khó xử, tổng giám đốc Liễu, tôi biết công ty của cô là mỹ phẩm Tầng Vân, nhưng cũng không còn cách nào khác, đây không phải việc mà tôi có thể quyết định, thực sự xin lỗi cô. Giám đốc nói xong liền cúp máy. Cũng hết cách rồi, giám đốc không làm gì được, đây là mệnh lệnh của phó chủ tịch ngân hàng, cô ấy cũng không hiểu tại sao lại từ chối khoản vay của mỹ phẩm Tầng Vân, đây chẳng phải muốn đắc tội Liễu Thanh Thanh sao? Liễu Thanh Thanh là khách hàng lớn, là người giàu nhất nước. Loại người này trong mắt nhân viên ngân hàng là khách hàng siêu VIP, phó chủ tịch ngân hàng sao lại từ chối cho vay chứ, đúng là không biết tại sao. Mặt Liễu Thanh Thanh đen xì, trong lòng buồn phiền. Mặc dù chỉ là từ chối khoản vay, không thể ảnh hưởng quá mức đến công ty, nhưng cũng khiến cô ấy cảm thấy vô cùng ghê tởm. Không vay được thì sẽ có nhiều hạng mục không tiến hành được, như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc cung ứng hàng, và việc trả tiền cho bên cung cấp nguyên vật liệu. Đến lúc đó mỹ phẩm Tầng Vân sẽ bị thất tín với hai bên, tiếng tăm cũng mất dần. Tên Giang Lương này đúng là kinh tởm. Tần Lâm cười, tên họ Giang kia, anh đúng là biết làm trò thật. Thế mà cũng nghĩ ra được phương pháp này để uy hiếp. Nhưng tiếc rằng, chỉ là một phó chủ tịch nhỏ mà thôi, đâu có chức tước gì. Giang Lương cười khẩy, anh còn tỏ vẻ được nữa không, còn bảo phó chủ tịch ngân hàng chẳng có chức tước gì. Có giỏi thì anh tìm một người cho tôi xem anh có xoay chuyển được tình thế không. Tôi muốn mở rộng tầm mắt xem Tần đại sư nổi tiếng có đúng là ngành nào cũng quen biết không. Nếu anh thực sự có bản lĩnh thì khiến công ty tôi phá sản đi. Nhìn thấy dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của Giang Lương, Tần Lâm cười khẩy. Nếu anh có yêu cầu kỳ dị như vậy thì để tôi thỏa mãn. Nói xong, Tần Lâm lôi điện thoại ra, gọi điện thoại. Alo, Chủ tịch Tôn à? Cậu Tần, sao cậu gọi điện cho tôi vậy, cậu có chuyện gì muốn phân phó? Tôi nghe nói bọn ông có chi nhánh ở Đông Hải từ chối khoản vay của mỹ phẩm Tầng Vân, tôi muốn hỏi tại sao? Chủ tịch Tôn sững sờ, ông ta biết tin tức này. Lúc này Phó Chủ tịch Khổng vừa gọi điện báo tin. Có điều đâu phải chuyện gì lớn, nhưng Tần Lâm hỏi vậy, ông ta có hơi cảnh giác. Cậu Tần, xin hỏi cậu và mỹ phẩm Tầng Vân. Tần Lâm nói, Liễu Thanh Thanh là bạn gái tôi. Con người của Chủ tịch Tôn co rút, sắc mặt thay đổi, vội vàng nói. Cậu Tần yên tâm, chuyện này cứ để tôi đi xử lý ngay đây. Sau khi cúp máy, Giang Lương cười khẩy. Anh biết làm trò thật đấy, chắc không ra vẻ giàu có thì anh không chịu được. Chủ tịch Tôn là thằng chủ tịch ngân hàng quái nào, phó chủ tịch Khổng mới là chú tôi, anh nghĩ anh. Khi Giang Lương vẫn đang thao thao bất tuyệt thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Nhìn thấy số điện thoại hiển thị trên màn hình, Giang Lương sững sờ. Đây là... chú Khổng. Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng gào thét. Giang Lương, mẹ kiếp! Cháu có tin chú giết cháu không? Nghe thấy âm thanh giận dữ, Giang Lương sững sờ. Chú Khổng, sao vậy ạ? Phó Chủ tịch Khổng lạnh lùng nói, chú làm sao á, cháu bảo chú bị làm sao, rốt cuộc cháu đã đắc tội với ai vậy? Chú bị cho thôi việc rồi, mẹ kiếp, sau này cháu đừng tìm chú nữa. Với cả,
tất cả khoản vay của công ty y dược của bố cháu đều bị ngưng rồi, tất cả vì thằng phế vật là cháu đó. Nói xong, Phó Chủ tịch Khổng liền cúp máy. Giang Lương trợn tròn mắt, chú Khổng bị cho thôi việc rồi. Vừa nãy Tần Lâm gọi cuộc điện thoại kia, chẳng nhẽ là gọi cho chủ tịch ngân hàng của bọn họ sao? Giang Lương không dám tin, khi vừa cầm điện thoại lên chuẩn bị gọi hỏi lại, kết quả có một cuộc điện thoại gọi đến. Tay Giang Lương run rẩy, ấn nút trả lời. Alo, bố ạ, khi nghe máy, lòng anh ta có cảm giác không lành. Quả nhiên, vừa bắt máy, bố Giang ở đâu bên kia đã tức giận gào lên. Giang Lương, mẹ kiếp, mày làm gì vậy, mày đắc tội với ai thế, tất cả các khoản vay của ngân hàng đều bị dừng rồi. Trong một tháng, nếu không có thêm tiền thì công ty sẽ bị phá sản. Giang Lương sững sờ, trợn tròn mắt. Bố đùa con à, bố nói cho con biết đấy không phải sự thật đi. Ha ha, tao đùa với mày làm gì? Gia đình cho mày 100.000, mày muốn làm gì thì làm, nợ nhiều tiền như vậy, tao không trả được, tao chỉ còn đường chạy thôi, nhà và xe đều bị thế chấp ngân hàng rồi, mày tự cầu phúc cho bản thân đi. Nói xong, bố Giang liền cúp máy. Người Giang Lương mềm nhũn ra, từ trên xe lăn trượt xuống đất, nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt. Không, không thể nào, không thể nào. Giang Lương không thể nào ngờ. Lúc nãy anh ta chỉ tùy tiện nói một câu mà có thể thành thật. Rốt cuộc Tần Lâm có năng lực lớn đến vậy sao? Một cuộc điện thoại mà có thể dừng tất cả khoản vay của nhà họ Giang, dọa bố mình sợ đến bỏ chạy. Chỉ để lại cho anh ta 100.000 tiền mặt, 100.000 thì làm được cái gì chứ? Thế chấp xe để vay tiền đã được mấy trăm nghìn rồi. Giang Lương sốt ruột vô cùng, liền ngất đi. Lưu Hoa Hoa nhìn thấy Giang Lương nằm dưới đất, mặt đầy vẻ chán ghét. Đi đến bên cạnh Liễu Thanh Thanh, cười hi hi mà nói. Thanh Thanh, cậu đừng trách tớ nhé, chúng ta là bạn bè mà, tớ vì bị Giang Lương mặt dày bám lấy nên mới vậy thôi, chắc cậu không trách tớ đâu nhỉ. Nói xong, Lưu Hoa Hoa liền nháy mắt với Tần Lâm. Anh Tần Lâm à, tôi là bạn thân của Thanh Thanh, chắc anh không trách tôi đâu nhỉ. Chúng ta thêm Zalo của nhau nhé. Lúc này Lưu Hoa Hoa đã nhận ra, Tần Lâm lợi hại hơn Giang Lương nhiều. Mới đầu là y thuật, sau đó là quan hệ, khả năng tài chính, phương diện nào cũng đè bẹp được Giang Lương. Lúc trước còn cho rằng Tần Lâm là một tên ăn bám, nhưng bây giờ nhìn lại, Tần Lâm thực sự lợi hại, khéo còn môn đăng hộ đối với Liễu Thanh Thanh. Tần Lâm cười khẩy, thêm Zalo của cô á, tôi không có hứng. Lưu Hoa Hoa này là loại gió chiều nào theo chiều đấy, lúc trước còn một lòng giúp đỡ Giang Lương, bây giờ lại muốn làm quen với anh, đúng là buồn cười mà. Nhìn thấy Tần Lâm không quan tâm đến mình, Lưu Hoa Hoa ngượng ngùng cười, lại quay đầu bắt chuyện với Liễu Thanh Thanh. Liễu Thanh Thanh cũng không phải cô gái bình thường mà là một người phụ nữ thành đạt, nếu không có thủ đoạn thì sao có thể đưa doanh nghiệp của mình đứng đầu trong vô số doanh nghiệp kia chứ? Lưu Hoa Hoa, cậu có thể đi về rồi. Sắc mặt Lưu Hoa Hoa thay đổi, kéo tay Liễu Thanh Thanh rồi nói. Thanh Thanh, cậu tức giận ấy à? Liễu Thanh Thanh lạnh lùng nói, ha ha, đâu có. Sau này có chuyện công việc thì tớ sẽ liên lạc với cậu sau. Lời Liễu Thanh Thanh lập tức kéo mối quan hệ của hai người trở nên xa cách. Lưu Hoa Hoa sững sờ, cô ta lập tức hiểu, vị thế của cô ta trong lòng Liễu Thanh Thanh đã bị hạ xuống rồi. Bạn thân trước kia của Liễu Thanh Thanh hiện nay đã trở thành một người quen mà thôi. Lưu Hoa Hoa lúc này hối hận vô cùng, vốn cho rằng có thể lấy được chút lợi từ Giang Lương, kết quả bây giờ Giang Lương lại trở thành kẻ mất tất cả. Mất chút tiền kia thì chẳng đáng gì, nhưng quan trọng là mất đi tình bạn với Liễu Thanh Thanh. Chỉ tiếc rằng trên đời này không bán thuốc hối hận. Sau khi đuổi hai kẻ đáng ghét này đi, Tần Lâm và Liễu Thanh Thanh trở về phòng. Nhà họ Liễu lúc này đã công nhận Tần Lâm rồi, còn về việc đôi tình nhân làm gì thì cũng chẳng ai quan tâm. Sau khi vào phòng, hô hấp của Liễu Thanh Thanh rõ ràng nhanh hơn nhiều. Mặc dù đã từng tiếp xúc thân mật với Tần Lâm, nhưng chẳng mấy khi một mình ở chung một phòng. Hai người ngồi trên ghế sofa, Tần Lâm tự nhiên mà ôm lấy cô ấy, toàn thân Liễu Thanh Thanh như bị điện giật, lúc trước khi đứng trên sân khấu diễn thuyết với tư cách là người giàu nhất cả nước còn không run thế này. Hay là chúng ta xem TV đi? Tần Lâm cười, được, anh vừa ôm em vừa xem. Tần Lâm ôm Liễu Thanh Thanh, mở TV lên, giống như cặp vợ chồng son vừa ăn xong cơm xong ngồi xem TV vậy. Bầu không khí ấm áp vô cùng, nên Liễu Thanh Thanh cũng từ từ thả lòng.
Chán nản đổi mấy kênh, đến một kênh tin tức đang phát một đoạn tin tức. Liễu Thanh Thanh cười, dùng tay đẩy Tần Lâm rồi nói. Ui, bạn gái cũ của anh kìa. Tần Lâm nhìn qua, bản tin đang đưa tin về Tô Văn Kỳ. Tần Lâm có hơi cạn lời, Liễu Thanh Thanh đúng là một bình giấm nhỏ sao, giọng nói của cô ấy có hơi chua chua, hơn nữa hình như cô ấy chưa bao giờ ghen với người khác mà chỉ ghen với Tô Văn Kỳ mà thôi. Bình giấm nhỏ, chỉ người hay ghen. Có thể là vì cô ấy thấy những người khác không có năng lực cạnh tranh, nhưng Tô Văn Kỳ thì không như vậy. Có thể ca hát, nhảy múa, lại xinh đẹp, còn là thiên hậu, trong mắt Liễu Thanh Thanh thì đúng là địch thủ đáng gờm. Hai người ngồi xem tin tức về Tô Văn Kỳ. Chiều ngày hôm nay, thiên hậu Tô Văn Kỳ đã đăng bài viết lên trang cá nhân Facebook, tuyên bố tạm thời rút khỏi giới giải trí, sóng gió lần này rốt cuộc sẽ gây ảnh hưởng lớn đến đâu. Tô Văn Kỳ có đúng là người chịu trách nhiệm chính đối với những người bị hại kia không? Dược mỹ phẩm rốt cuộc có đáng tin không? Các cơ quan chức năng có phải chịu trách nhiệm cho chuyện này không? Chúng ta vẫn cần phải điều tra thêm. Nhìn thấy tin tức này, Tần Lâm và Liễu Thanh Thanh nhíu mày. Tô Văn Kỳ bị sao vậy? Rút khỏi giới giải trí. Xảy ra chuyện gì vậy? Liễu Thanh Thanh cũng vô cùng quan tâm, bởi vì tin tức có nhắc đến dược mỹ phẩm, chẳng nhẽ mỹ phẩm xảy ra vấn đề. Liễu Thanh Thanh chuyên sản xuất mỹ phẩm nên cô ấy rất quan tâm đến tin tức trong ngành. Để em tra xem. Liễu Thanh Thanh vội vàng lướt tin tức. Quả nhiên sáng hôm nay vừa xảy ra chuyện. Sản phẩm mà Tô Văn Kỳ làm đại diện, mỹ phẩm có nhãn hiệu Đồng Bảo xảy ra vấn đề. Hàng trăm cô gái sử dụng kem dưỡng da Đồng Bảo gặp vấn đề, hơn nữa đã chuyện này xảy ra được mấy ngày rồi. Khoảng 3-4 ngày trước, sau khi có người sử dụng kem dưỡng da Đồng Bảo, trên mặt bỗng mọc râu. Kem dưỡng da Đồng Bảo là sản phẩm cho phái nữ, kết quả lại mọc râu, đây rõ ràng là do sản phẩm có hàm lượng thuốc kích thích hormone, phá hủy kết cấu sinh lý của phái nữ. Một hai người bị vậy thì là chuyện nhỏ nhưng bây giờ con số đã lên đến hàng trăm người rồi. Lúc phát hiện ra đã là trên trăm người rồi, đây đúng là chuyện lớn mà. Liễu Thanh Thanh lúc này không đùa nữa chỉ nói với Tần Lâm. Anh mau hỏi xem có chuyện gì đang xảy ra. Tần Lâm gật đầu, lập tức gọi điện cho Tô Văn Kỳ, kết quả cô ấy đã tắt máy. Có vẻ như Tô Văn Kỳ sợ bị quấy rầy nên đã tắt máy rồi, điện thoại của người đại diện cũng không có người nghe. Khi Tần Lâm chuẩn bị tìm người khác để hỏi thì có một số lạ gọi đến. Tần Lâm nghe máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói mệt mỏi của một cô gái. Alo, nghe thấy giọng nói này liền biết đây là Tô Văn Kỳ. Đổi số rồi à, Tần Lâm hỏi. Ừ, tôi xảy ra chuyện rồi, đọc tin tức rồi à. Tôi đổi số khác để đỡ bị phiền. Tần Lâm nói, đọc rồi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mỹ phẩm Đồng Bảo kia, sản phẩm của họ không hợp quy định à? Tô Văn Kỳ thở dài, ai biết được chứ, thực ra lúc nhận quyền đại diện tôi cũng cẩn thận lắm, tôi cũng thử dùng sản phẩm rồi, bạn bè xung quanh tôi, người đại diện. Đều dùng thử nhưng chẳng xảy ra vấn đề gì thì tôi mới nhận quyền đại diện. Kem dưỡng da của bọn họ, đời thứ nhất vốn chẳng có vấn đề gì, sau này nói nó còn trải qua nghiên cứu phát triển, chế tạo ra đời thứ hai này vừa được đưa lên thị trường có mấy ngày không ngờ lại xảy ra chuyện. Nghe thấy giọng của Tô Văn Kỳ vô cùng kỳ lạ, Tần Lâm nhíu mày. Cô xảy ra chuyện à? Tô Văn Kỳ nói, đúng vậy, anh cũng thấy giọng tôi ồm hơn nhiều. Nếu không tại sao tôi lại rút khỏi giới giải trí chứ, nếu cứ như vậy, sau này tôi không hát được nữa. Tôi tìm bác sĩ tư nhân để khám, sau khi kiểm tra, hình như là ở trong kem dưỡng da có chứa quá nhiều nội tiết tố nam, vậy nên mới bị như vậy, thôi đừng nhắc đến nữa, tôi đang buồn thối ruột đây. Tần Lâm nhíu mày, cô gửi vị trí của cô đi, tôi đến thăm cô. Ừ, tôi đang trốn ở nhà bạn đây. Nói xong, hai người cúp máy. Tô Văn Kỳ gửi vị trí của mình cho Tần Lâm. Tần Lâm có hơi hiếu kỳ nên hỏi. Mỹ phẩm của phụ nữ tại sao có chứa nội tiết tố nam? Liễu Thanh Thanh dù sao cũng là chuyên gia trên lĩnh vực này, nên có thể lập tức cho Tần Lâm câu trả lời. Nội tiết tố nam có thể khiến làn da trở nên mịn màng, trên thực tế làn da của nam giới đẹp hơn nữ giới nhiều, đó cũng là vì nội tiết tố nam. Công ty của em có rất nhiều sản phẩm bên trong có chứa nội tiết tố nam. Nhưng hàm lượng vô cùng nghiêm ngặt, không bao giờ vượt quy định, mỹ phẩm Đồng Bảo này không biết tại sao lại sử dụng quá tiêu chuẩn, anh mau đi xem. Tần Lâm gật đầu, đứng dậy rời đi.
Tập đoàn Đồng Bảo là một công ty lớn, xảy ra chuyện lớn thế này, Liễu Thanh Thanh cũng bận. Khéo còn phải tiếp nhận thị trường và khách hàng của công ty kia, đây đúng là một miếng bánh thơm ngon, ai ai cũng muốn sâu xé tranh giành. Tần Lâm rời khỏi nhà họ Liễu, đi đến một khu biệt thự nhỏ ở khá xa, gặp được Tô Văn Kỳ bên trong một tòa biệt thự khá khiêm tốn. May mà không giống như trong tưởng tượng, Tô Văn Kỳ không thay đổi gì mấy. Như mọc râu hay gì đó. Chỉ là giọng ồm hơn, nhưng ngoại hình thì không thay đổi. Cô không sao chứ? Tô Văn Kỳ bĩu môi, sao lại không sao, giọng tôi hỏng rồi, sau này không hát được nữa. Mấy thứ như kiếm tiền, Tô Văn Kỳ chẳng quan tâm, nhưng cô ấy rất quan tâm đến việc ca hát, nếu như cả đời này vẫn vậy, Tô Văn Kỳ sẽ buồn bực chết mất. Đưa cô tay đây, tôi xem nào. Tô Văn Kỳ đưa cổ tay qua, Tần Lâm bắt mạch cho cô ấy. Mấy phút sau lại đổi tay. Hai tay bắt mạch xong, vẻ mặt của Tần Lâm không có gì thay đổi, Tô Văn Kỳ vô cùng lo lắng. Sao vậy, rốt cuộc có vấn đề gì? Tần Lâm nói, không có vấn đề gì lớn, phương pháp có thể chữa khỏi bệnh của cô có rất nhiều, nhưng phương pháp đơn giản nhất chính là mặc kệ nó sẽ tự khỏi. Tô Văn Kỳ sững sờ, có thể tự khỏi. Cần bao lâu? Tần Lâm nói, mỗi cơ thể đều khác nhau, với cả mỗi người đều sử dụng một lượng khác nhau. Với tình trạng của cô thì mất tầm khoảng 3 tháng. Bởi vì Tô Văn Kỳ phải đi diễn rất nhiều, một khi cô ấy đi diễn, mỹ phẩm đều là của thợ trang điểm, vậy nên dùng sản phẩm nào cô ấy cũng không biết. Chỉ có lúc nghỉ ngơi, Tô Văn Kỳ mới sử dụng sản phẩm của nhà tài trợ. 3 tháng thì không ổn, bây giờ có rất nhiều người muốn kiện tôi, bây giờ tôi còn không dám ra đường. Nói xong, Tô Văn Kỳ rút điện thoại ra, cho Tần Lâm xem mấy bình luận của cư dân mạng. Đều do Tô Văn Kỳ đại diện nên tôi mới mua, kết quả lại bị như vậy, bạn trai cũng muốn chia tay với tôi, Tô Văn Kỳ nhất định phải đền tiền cho tôi. Tôi cũng là fan của Tô Văn Kỳ, sản phẩm xảy ra vấn đề, ngôi sao cũng phải chịu trách nhiệm. Không sai, Tô Văn Kỳ nhất định phải chịu trách nhiệm, bao nhiêu cô gái đều mua vì cô ấy, kết quả như này, đây chẳng phải lừa đảo sao? Không chỉ là lừa đảo, đây rõ ràng là nhân phẩm có vấn đề, cô ta kiếm tiền. Chúng ta phải ngậm đắng nuốt cay, bây giờ tập đoàn Đồng Bảo cũng bỏ chạy rồi, chúng tôi tìm ai đây? Xảy ra chuyện lớn như vậy, tập đoàn Đồng Bảo liền bỏ chạy, ông chủ bỏ chạy, tất cả nhân viên cũng không thể bồi thường, tập đoàn Đồng Bảo cơ bản bị giải tán rồi. Tần Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, có thể hiểu được suy nghĩ của người dân, dù sao ngôi sao làm người đại diện, khi xảy ra vấn đề thì phải tìm ngôi sao ấy đầu tiên. Cầm lấy phí đại diện rồi thì phải chịu trách nhiệm. Nhưng chuyện này Tô Văn Kỳ cũng đâu biết làm thế nào, sản phẩm đời thứ nhất rõ ràng không xảy ra vấn đề gì, sau đó Tô Văn Kỳ mới chấp nhận làm người đại diện, kết quả sản phẩm đời thứ hai lại gặp vấn đề, biết kiện đâu đây. Hơn nữa Tô Văn Kỳ cũng là người bị hại, cô ấy cũng không biết nên làm thế nào. Muốn xoa dịu dư luận thì cần một khoảng thời gian, có điều hiện nay quan trọng nhất là phải chữa khỏi bệnh cho mọi người. Tần Lâm nói, về lý mà nói. Bệnh này dưới tác dụng của châm cứu thì sẽ có hiệu quả ngay tức khắc, có điều tôi không thể châm cứu cho nhiều người đến vậy được, vậy nên tôi sẽ nghiên cứu một phương thuốc để cô thử nghiệm xem sao. Tô Văn Kỳ bĩu môi, cũng không từ chối. Mặc dù bị coi là chuột bạch thì không vui lắm, có điều cô ấy cũng biết Tần Lâm có thể giúp cô, hơn nữa Tần Lâm nếu có thể thử nghiệm trên người cô thì sẽ không có vấn đề gì. Tần Lâm ra ngoài mua một ít dược liệu. Cô đưa tôi xem chỗ kem dưỡng da Đồng Bảo đời thứ hai. Tô Văn Kỳ đưa chỗ sản phẩm có vấn đề cho Tần Lâm, cầm kem dưỡng lên, Tần Lâm bôi lên tay, đặt trước mũi ngửi. Sau một hồi nghiên cứu, Tần Lâm trộn loại kem dưỡng da có vấn đề này với một số loại thảo dược, trộn thành một viên tròn giống như viên thuốc nặn từ lá cây vậy. Xong anh liền bảo, uống đi. Tô Văn Kỳ sững sờ, cái gì cơ, cái viên này mà cũng uống được á. Tần Lâm cười, thuốc tôi đưa mà cô không yên tâm à? Được rồi. Nếu như người khác đưa cho, Tô Văn Kỳ chắc chắn không dám uống, dù sao bên trong cũng có trộn một ít kem dưỡng da, mấy đồ trong kem dưỡng da thì không ăn được. Nhưng đồ Tần Lâm đã đưa thì cô ấy có thể tin tưởng được. Cầm viên thuốc lên, cô tỏ vẻ chán ghét mà cho vào trong miệng, nuốt ực một cái xuống cổ họng. Sau khi uống thuốc, mấy phút sau, Tô Văn Kỳ bắt đầu cảm thấy mình toát mồ hôi. Tôi bảo, thuốc này có ổn không thế, sao tôi lại cảm thấy mình bị đổ mồ hôi?
Tần Lâm nói, đổ mồ hôi là đúng rồi, đừng lo, uống thêm mấy ngụm nước, tí nữa còn đi vệ sinh mấy lần. Tô Văn Kỳ cố nhịn cảm giác khó chịu, nhắm mắt uống nước. Sau 4-5 lần đi vệ sinh, Tô Văn Kỳ mở miệng, đột nhiên cảm thấy giọng mình ổn hơn nhiều rồi. Mặc dù đã nhìn thấy y thuật của Tần Lâm, nhưng cô vẫn bị sốc nhẹ. Chỉ với viên thuốc vỡ vừa rồi mà có thể giúp cô khôi phục lại giọng nói. Hơn nữa, viên thuốc này còn được làm từ kem dưỡng da, thông thường, không thể ăn hay uống mỹ phẩm, cũng chỉ có Tần Lâm mới lợi hại như vậy. Sau khi bước ra, Tô Văn Kỳ còn vui sướng hát hai bài, mặc dù giọng hát chỉ khàn tạm thời, nhưng cũng đủ dọa cô ấy sợ chết khiếp, bây giờ giọng hát có khả năng bị mất đã hồi phục trở lại là một chuyện vô cùng tốt. Mở điện thoại lên và tiếp tục lướt Facebook. Lúc này, sự việc kem dưỡng da Đồng Bảo đã trở thành chủ đề rất nổi ở Đông Hải, luôn ở trên trang đầu, từng giây từng phút cập nhật số người bị hại. Tô Văn Kỳ nhíu mày, số người bị hại đã lên đến 1.000 người rồi, hiện tại tất cả số giường bệnh ở các bệnh viện lớn đều đang trong tình trạng khẩn cấp, nếu tiếp tục tăng lên thì e rằng bọn họ sẽ phải xếp hàng. Sắc mặt Tần Lâm cũng trở nên nghiêm trọng, căn bệnh này thật ra cũng không nghiêm trọng, giống như vừa rồi Tần Lâm chữa trị cho Tô Văn Kỳ, anh có thể nghĩ ra mười mấy cách chữa trị bệnh của Tô Văn Kỳ. Nhưng bệnh nhân nhiều như vậy, nếu Tần Lâm chữa trị cho từng người một thì không biết khi nào mới xong. Vì vậy muốn chữa trị cho bọn họ trên quy mô lớn thì bắt buộc phải nhờ đến thuốc. Viên thuốc vừa rồi cũng ổn, nhưng trước mắt có một vấn đề, đó chính là viên thuốc này chưa có quá trình sản xuất, cũng chưa được kiểm nghiệm, nó chỉ là viên thuốc được Tần Lâm nặn nên thôi, e là bọn họ sẽ khó công nhận. Tô Văn Kỳ lướt lướt Facebook, biểu cảm cùng lúc càng nghiêm trọng, cô nói. Anh xem. Hiện giờ cả nước đang theo dõi Đông Hải, nhóm người này còn nói là hội đàn ông Đông Hải, thế này đúng là rảnh rỗi hóng hớt mà. Do nội tiết tố nam tăng quá mức, dẫn đến những chị em sử dụng sản phẩm này ít hay nhiều đều xuất hiện những đặc tính phái nam, vì thế mọi người đều đang gặp nguy hiểm, chị em phụ nữ sử dụng mỹ phẩm để trở nên xinh đẹp, chẳng ai muốn bị mọc râu cả. Thấy sự việc càng lúc càng ầm ĩ, Tô Văn Kỳ lại bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió một lần nữa. Tần Lâm nói, bắt đầu từ phạm vi nhỏ trước đi, đến Bệnh viện Nhân dân Đông Hải thôi. Tần Lâm là chuyên gia đặc biệt của Bệnh viện Nhân dân Đông Hải, khá có tiếng nói, nên chắc sẽ được phép chữa trị cho bệnh nhân. Lần này Tô Văn Kỳ cũng đeo khẩu trang đi cùng Tần Lâm. Lúc đến bệnh viện thì gặp Lâm Nguyệt Giao, Lâm Nguyệt Giao lúc này thực sự rất bận, nhìn thấy Tần Lâm, cô nhíu mày hỏi. Anh họ, sao anh đến đây? Tần Lâm không có gì để giải thích, anh có phương thuốc bí mật giải được độc này. Lâm Nguyệt Giao sững sờ giây lát, sau đó hơi do dự. Mặc dù cô cảm thấy y thuật của Tần Lâm không quá tài giỏi. Nhưng phải thừa nhận, phương thuốc cổ truyền của anh ấy rất lợi hại. Cuốn sách mà Tần Lâm viết cho cô trước đây có thể nói là Donny đóng giày cho cô, rất nhiều đơn thuốc trùng hợp đánh trúng lĩnh vực còn yếu của cô, thậm chí cô còn rất bối rối. Sao lại trùng hợp như vậy, những thứ cô không biết đều xuất hiện trong cuốn sách này. Em đi thảo luận với viện trưởng một lúc. Lâm Nguyệt Giao đến gặp viện trưởng Lý Trung Chính nói. Viện trưởng, anh hộ tôi nói có phương thuốc bí mật, có thể giải độc cho những bệnh nhân này, có thử không ạ? Lý Trung Chính nghe vậy thì kích động đứng dậy, anh họ cô đến rồi à? Vậy còn chờ đợi gì nữa, bảo anh họ cô đảm nhận chức tổ trưởng tổ chuyên gia, mau, bắt đầu giải độc cho bệnh nhân. Bởi vì sản phẩm kem dưỡng da Đồng Bảo được sử dụng rất rộng rãi nên vẫn có rất nhiều chị em phụ nữ sử dụng nhưng không xuất hiện triệu chứng bệnh, cũng có trường hợp mua rồi nhưng chưa sử dụng. Ước tính trong khoảng thời gian tới sẽ có rất nhiều bệnh nhân nữ, nếu chữa trị chậm trễ thì bệnh viện sẽ sớm bị quá tải, đến lúc đó, bệnh nhân ở bên ngoài không thể vào viện được, rất dễ xảy ra chuyện lớn. Lý Trung Chính vừa nghe thấy Tần Lâm đến thì rất xúc động, giờ khắc quan trọng này cần Tần Đại Sư ra tay mới được. Người khác làm ông ấy không yên tâm. Lý Trung Chính vội vàng bước nhanh đến phòng bệnh, thấy Tần Lâm thì kích động nắm lấy tay anh. Tần Đại Sư, cậu có nắm chắc không? Tần Lâm nói, chắc là không vấn đề gì, vào khám vài người xem thế nào trước đã. Mặc dù đã 10 phần chắc chín, nhưng vẫn nên khám trước rồi nói sau. Tô Văn Kỳ cùng Tần Lâm bước vào phòng bệnh, bốn cô gái trong phòng bệnh này đều rất trẻ trung xinh đẹp. Lúc này lại đang biến hóa trở nên nam tính ở các mức độ khác nhau. Có người mọc râu, người bị lông chân dài ra, giọng nói thô khàn, lỗ chân lông trở nên to ra, nghiêm trọng nhất là, có người thậm chí còn bị ngực teo lại.
Mấy cô gái nằm trên giường bệnh, đắp chăn kín người, không muốn gặp ai cả. Tần Lâm đi tới trước giường bệnh, vỗ vào người bệnh nhân nói. Tôi là bác sĩ, hiện giờ cần bắt mạch cho cô, mong cô hãy phối hợp. Bệnh nhân quay đầu lại, duỗi tay ra với khuôn mặt vô cảm. Lúc quay đầu lại, Tần Lâm thấy cằm cô gái đó đã bị chấm đen một mảng, trông có vẻ như đã mọc một ít râu. Cô gái vốn rất xinh đẹp mà giờ lại trông vô cùng kỳ lạ, cô gái không nói gì cả, có lẽ giọng nói đã bị trở nên thô kệch. Cô gái vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Tô Văn Kỳ. Tô Văn Kỳ. Mặc dù Tô Văn Kỳ đã đeo khẩu trang, nhưng cô gái vừa nhìn đã nhận ra. Dù sao cũng là fan cứng của Tô Văn Kỳ, bọn họ vốn rất thích Tô Văn Kỳ, nhưng giờ gặp lại như nhìn thấy kẻ thù. Tô Văn Kỳ, cô đền khuôn mặt cho tôi. Nói xong, nữ bệnh nhân nhào lên như lên cơn điên, giọng nói rất khàn đặc, không khác gì giọng đàn ông. Khuôn mặt Tô Văn Kỳ tràn đầy vẻ xin lỗi, thật sự xin lỗi, nhưng tôi cũng là người bị hại. Cô im miệng. Cô gái đó xông lên, muốn xé xác Tô Văn Kỳ, Tần Lâm vội vàng cản lại, ấn cô gái đó quay lại. Không thể không nói, sau khi nội tiết tố nam tăng quá mức, thể lực của phụ nữ đã mạnh hơn trước rất nhiều, may mà có Tần Lâm ở đây, nếu là người đàn ông khác thì có lẽ không thể đọ lại sức lực của họ. Đừng cử động, Tô Văn Kỳ đến để giúp các cô giải quyết vấn đề, hiện giờ tôi sẽ chữa bệnh cho cô phải phối hợp với tôi. Nữ bệnh nhân giãy giụa vài lần. Nhưng sau khi nghe được lời nói của Tần Lâm thì đã bình tĩnh trở lại. Quả thực, chữa bệnh quan trọng hơn. Nếu thật sự có thể chữa khỏi căn bệnh này, thì bọn họ sẽ bỏ qua chuyện của Tô Văn Kỳ. Tần Lâm bắt đầu bắt mạch, tay trái tay phải, mỗi bên hơn 2 phút. Gật đầu, vẻ mặt thoáng giãn ra đôi chút. Giống hệt với mạch tượng của Tô Văn Kỳ, chỉ khác là hơi nghiêm trọng hơn một chút, ước tính phải mất 2 ngày mới khôi phục hoàn toàn. Tần Lâm lấy ra viên thuốc đã làm từ trước đưa cho cô gái, uống với nước. Viện trưởng Lý và rất nhiều chuyên gia đều đang đứng ở phía sau, nữ bệnh nhân cảm thấy chắc cũng đáng tin, nên cầm lấy nuốt luôn xuống bụng. Sau đó, Tần Lâm nói, trong khoảng thời gian này, cô sẽ đổ mồ hôi và đi vệ sinh thường xuyên, vì vậy nhớ phải bổ sung nước. Nói xong, còn quay sang nói với Lâm Nguyệt Giao, truyền cho cô ấy 2 chai nước muối. Vâng. Sau đó, Tần Lâm làm tương tự với những người còn lại, cả 4 nữ bệnh nhân đều uống viên thuốc của Tần Lâm chế ra. Ra khỏi phòng bệnh, Lý Trung Chính nghiêm mặt, nói nhỏ. Tần Đại Sư, ngày mai bọn họ đã đỡ hơn được chưa? Tần Lâm gật đầu, khá lên nhiều rồi, nhiều nhất là 2 ngày, mau chóng tiến hành điều trị cho các bệnh nhân khác thôi. Lý Trung Chính đã an tâm hơn, quá trình chữa trị căn bệnh này diễn ra vô cùng nhanh chóng, với tốc độ của Tần Lâm. Trong chiều nay tất cả các bệnh nhân sẽ đều được chữa khỏi. Nếu 2 ngày sau có hiệu quả, thì muộn nhất là chiều mai bọn họ sẽ có thể xuất viện, những nữ bệnh nhân đang xếp hàng bên ngoài có thể nhập viện rồi. Cứ như thế, chắc sẽ nhanh chóng chữa khỏi cho tất cả các bệnh nhân. Tần Đại Sư, cho tôi mượn đơn thuốc một chút. Mặc dù bọn họ tin tưởng 100% vào Tần Lâm, nhưng bệnh viện vẫn là bệnh viện, phải có đơn thuốc và viên thuốc kê cho bệnh nhân. Bọn họ cần lấy đơn thuốc này đi lập hồ sơ, nếu không sẽ không ai chịu trách nhiệm trong trường hợp xảy ra sai sót. Tần Lâm gật đầu, đây cũng là quy trình bình thường của bệnh viện, nếu là bệnh viện khác, phỏng chừng còn không dám dùng thuốc của Tần Lâm. Tần Lâm tìm giấy và bút, bắt đầu viết đơn thuốc, xong rồi đưa cho Lý Trung Chính. Đơn thuốc này khá đặc biệt, nhìn không giống với những đơn thuốc thông thường, ngay cả Lý Trung Chính cũng không nhận ra. Nhưng nếu là do chính tay Tần Đại Sư viết ra, thì chắc không có vấn đề gì. Sau một buổi chiều, tất cả các bệnh nhân đã uống thuốc và truyền nước muối. Mỗi bệnh nhân, Tần Lâm đều đích thân bắt mạch và xác nhận tình trạng của họ giống với Tô Văn Kỳ, rồi mới cho uống thuốc. Thấy tất cả bệnh nhân đều đã uống thuốc, Tô Văn Kỳ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. 2 người ngồi trong phòng làm việc của viện trưởng một lúc, Tô Văn Kỳ lấy điện thoại ra và mở lên. Tiếng tinh tinh từ các loại tin nhắn điện thoại, Zalo truyền đến. Đa số là từ môi giới, đồng nghiệp và nhân viên công ty, ngoài ra còn có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Nhìn thấy một số gọi đến mấy chục lần, Tô Văn Kỳ nhíu mày. Sao vậy, Tần Lâm hỏi. Không có gì, một người bạn trước kia gọi cho tôi rất nhiều cuộc, không biết muốn làm gì. Nhìn vẻ mặt của Tô Văn Kỳ, người bạn này chắc chắn không phải là người bạn bình thường. Ngay khi Tô Văn Kỳ đang nhíu mày,
số máy này lại gọi đến. Alo, Tô Văn Kỳ miễn cưỡng nhận điện thoại. Văn Kỳ, là anh đây, anh nghe nói em xảy ra chuyện, anh có thể giúp được em, hiện giờ bệnh nhân đang ở đâu? Ở bệnh viện Nhân dân Đông Hải. Được, 10 phút nữa anh sẽ đến nơi. Này, anh đừng, Tô Văn Kỳ vốn định bảo anh ta đừng đến, nhưng còn chưa kịp nói thì đối phương đã cúp máy rồi. Tô Văn Kỳ bất lực lắc đầu, lông mày cau lại. Tần Lâm hỏi, ai vậy? Tô Văn Kỳ thở dài giải thích, anh ta tên là Trịnh Cương, trước đây từng theo đuổi tôi. Bạn trai cũ? Cũng không hẳn, lúc trước anh ta theo đuổi tôi cũng khá có cảm tình với anh ta, sau đó gia đình anh ta biết tôi là ngôi sao hạng ba thì liền bắt anh ta cắt đứt quan hệ với tôi. Gia đình bọn họ cũng được coi là hào môn, rất có thành kiến với các sao nữ trong giới giải trí. Đúng là như vậy, năm đó khi Trịnh Cương theo đuổi Tô Văn Kỳ, cô mới chỉ là ca sĩ hạng ba, rất nhiều người chưa từng nghe đến tên cô. Trong mắt đám người nhà giàu kia, cô chẳng khác gì mấy cô người mẫu ảnh. Lúc đó, bố mẹ Trịnh Cương phản đối rất kịch liệt, Trịnh Cương cũng không còn cách nào, chỉ đành bỏ cuộc. Thực ra, chuyện này đã đả kích khá nặng nề vào lòng Tô Văn Kỳ, mặc dù cô vẫn chưa đồng ý, hai người họ cũng chưa chính thức xác định quan hệ, nhưng dù vậy, cô vẫn có cảm giác bị người ta ghét bỏ. Sau này, Tô Văn Kỳ gây tiếng vang lớn và trở thành ngôi sao hạng A, thiên hậu châu Á, giá trị con người lập tức thay đổi, rất nhiều gia đình giàu có muốn lấy đại minh tinh này về làm vợ. Trịnh Cương cũng từng liên lạc với cô, nhưng bị Tô Văn Kỳ từ chối. Vốn dĩ ngay từ đầu cô đã không yêu đương với Trịnh Cương, cho dù bố mẹ anh ta không ngăn cản thì Tô Văn Kỳ cũng chưa chắc sẽ đồng ý. Nhưng không ngờ Trịnh Cương lại liên lạc với cô để giúp đỡ vào lúc này. Tên Trịnh Cương này cũng là bác sĩ đông y, chút nữa anh ta sẽ đến đây, không chừng cũng có thể giúp ích. Hơn nữa, bố Trịnh Cương là hội trưởng Hiệp hội Y học tỉnh Hán Đông. Tần Lâm gật đầu, cũng chẳng thấy làm sao, anh không hứng thú lắm với mấy thể loại Hiệp hội Y học này, tổ chức bác sĩ chân chính chỉ có bệnh viện, mấy thể loại chỉ bàn bạc chữa bệnh trên sách vở, không có bệnh nhân quả thực vô vị. Mấy phút sau, một người đàn ông mặc vest đeo kính lịch lãm bước nhanh đến. Văn Kỳ, anh đến rồi. Người đến chính là Trịnh Cương, anh ta ăn mặc rất lịch sự, trông có vẻ như là một bác sĩ nổi tiếng. Tô Văn Kỳ gật đầu, chào hỏi vài câu, cả hai đã nhiều năm không gặp, giờ gặp lại thấy Tô Văn Kỳ vẫn xinh đẹp như vậy, trong lòng anh ta lại dâng lên cảm xúc năm nào. Trịnh Cương nhìn cô với ánh mắt dạt dào cảm xúc hỏi. Văn Kỳ, nhiều năm không gặp, nhưng tình cảm của anh dành cho em vẫn vẹn nguyên như vậy. Tô Văn Kỳ nhíu mày, vốn tưởng rằng Trịnh Cương đến đây có lòng tốt định giúp đỡ, nhưng không ngờ khi gặp mặt lại nói đến chủ đề này. Tô Văn Kỳ lùi lại mấy bước, khoác lấy cảnh tay Tần Lâm nói. Trịnh Cương, tôi đã có bạn trai rồi. Trịnh Cương nhíu mày, sắc mặt bỗng chốc thay đổi, nhìn Tần Lâm với ánh mắt tràn đầy thù địch. Sau đó, Trịnh Cương siết chặt nắm đấm, hỏi Tần Lâm với gương mặt hung ác. Anh là ai? Lý Trung Chính thấy Trịnh Cương không có ý tốt liền vội vàng giới thiệu. Đây là Tần Lâm, là chuyên gia đặc biệt của bệnh viện chúng tôi. Trịnh Cương nhíu mày, tỏ ra khinh thường, chuyên gia đặc biệt à, cũng chỉ là cái danh mà thôi, tình trạng của bệnh nhân hiện tại thế nào rồi, tôi đến giải quyết vấn đề giúp Tô Văn Kỳ. Vừa rồi Tô Văn Kỳ khoác tay Tần Lâm, quả thực khiến Trịnh Cương xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Vội vàng hỏi để chữa ngượng. Lý Trung Chính nói, bác sĩ Tần đã chữa trị rồi, xin hỏi cậu là... Lý Trung Chính cũng rất tò mò, người trẻ tuổi trông rất có phong thái, không biết là nhân vật lớn nào. Trịnh Cương lấy điện thoại ra, tìm một bản lý lịch điện tử, vênh váo tự đắc đưa cho ông ấy. Tôi tên là Trịnh Cương, phó viện trưởng Bệnh viện Trung ương Thủ đô, chuyên gia khoa da liễu Thủ đô. Bố tôi là Trịnh Hiểu Long. Hai mắt Lý Trung Chính lập tức lóe sáng, chàng trai này quả thật là một nhân vật lớn. Phó viện trưởng Bệnh viện Trung ương Thủ đô. Đó là bệnh viện hàng đầu cả nước. Đây là thủ đô của Hoa Hạ, là quy tụ các nhân tài, hầu như tất cả các bác sĩ hàng đầu của đất nước đều tập trung ở đó. Trịnh Cương còn trẻ như vậy đã trở thành phó viện trưởng bệnh viện trung ương, mặc dù ít nhiều cũng có mối quan hệ của bố anh ta, nhưng kỹ thuật chuyên môn của bản thân anh ta chắc chắn cũng rất tốt. Và lại, không ngờ Trịnh Cương lại là con trai của hội trưởng Trịnh, hội trưởng Trịnh là hội trưởng Hiệp hội Y học tỉnh Hán Đông. Được coi là người có y thuật cao nhất tỉnh Hán Đông, gia đình truyền thống đông y có thể sản sinh ra một nhân tài như này cũng không có gì kỳ lạ.
Trịnh Cương nói, tôi vốn là bác sĩ đông y, sau khi vào bệnh viện mới bắt đầu tập trung vào khoa da liễu, vì thế mới có thể chuyên gia, phó viện trưởng trong vài năm ngắn ngủi. Bản chất đông y vốn toàn diện, một khi có chuyên môn về ngoại khoa thì sẽ càng lợi hại hơn, cho nên vừa nghe nói chỗ các ông xảy ra chuyện này thì tôi liền đến đây luôn. Tất cả mọi người đều cảm thấy rất kính nể Trịnh Cương, Trịnh Cương quả thật rất tài giỏi, còn trẻ tuổi mà đã có sự nghiệp thành đạt, lại là con cháu nhà nòi, chắn chắc được tôi luyện từ nhỏ, y thuật cực kỳ cao minh. Tô Văn Kỳ nói, cảm ơn, nhưng Tần Lâm đã cho bọn họ uống thuốc rồi, hiện giờ bệnh nhân đều đang nghỉ ngơi. Trịnh Cương nhíu mày, bệnh tình nghiêm trọng như vậy, sao có thể tùy tiện tìm một người kê thuốc chứ? Dẫn tôi đi xem. Trịnh Cương vốn dĩ rất coi thường Tần Lâm, cộng thêm mối quan hệ cạnh tranh hiện tại, tất nhiên muốn hạ thấp anh. Bản thân Tần Lâm cũng là chuyên gia đặc biệt, nhưng qua miệng Trịnh Cương lại trở thành, tùy tiện tìm một người. Lý Trung Chính rất khó xử, nhưng muốn xem tình hình bệnh nhân chắc không vấn đề gì, liền dẫn Trịnh Cương đến phòng bệnh. Vừa đến phòng bệnh thì thấy tất cả bệnh nhân đều đang yếu ớt nằm trên giường, truyền nước muối sinh lý. Trịnh Cương tiến lên trước liếc mắt nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán bệnh nhân, chăn gối cũng đã vô cùng ẩm ướt liền nhíu mày. Bệnh nhân đã uống thuốc gì vậy? Cho tôi xem đơn thuốc. Lý Trung Chính vội vàng lấy đơn thuốc ra đưa cho Trịnh Cương xem. Ai kê vậy? Là Tần Đại Sư. Trịnh Cương nhìn thoáng qua đơn thuốc này, không khỏi nhíu mày. Đơn thuốc này không phổ biến lắm, lông mày càng lúc càng nhíu sâu, mấy phút sau liền đập mạnh xuống bàn. Vớ vẩn, đơn thuốc này quá vớ vẩn, làm như vậy chẳng khác nào hại người. Sắc mặt của tất cả bác sĩ đều lập tức thay đổi. Hại người? Không phải chứ, đây là đơn thuốc do Tần Đại Sư kê đó. Tần Đại Sư khá có uy tín trong bệnh viện nhân dân, trước đây anh từng cứu chữa một vài bệnh nhân quan trọng, tất cả đều được anh ra tay cứu trong tình trạng nguy kịch. Năng lực không hề tầm thường. Nhưng hôm nay tên Trịnh Cương này lại nói phương thuốc của Tần Đại Sư hại người. Một bên là Tần Đại Sư không có bằng cấp gì, nhưng lại từng cứu chữa vô số trường hợp nguy cấp. Một bên được tổ chức có thẩm quyền cấp bằng công nhận, là con cháu gia đình truyền thống đông y, bọn họ thật sự rơi vào tình thế khó xử. Trịnh Cương vừa nhìn vừa lắc đầu nói. Long ly, thược dược, phụ tử. Uống thuốc này sẽ tiêu chảy, mất nước. Thông thường con người không thể thải quá mức hay bổ sung quá nhiều, bất cứ thứ gì nhiều quá cũng không tốt, thải quá mức như này rõ ràng rất có hại cho cơ thể, những bệnh nhân này đã suy nhược quá rồi, còn tiêu chảy thế này sẽ nguy hiểm đến tính mạng mất. Các anh hãy kiểm tra cho bệnh nhân đi, xem có cực kỳ suy yếu không. Trịnh Cương giống như lãnh đạo, chỉ huy mấy bác sĩ kiểm tra cho bệnh nhân. Sau một hồi kiểm tra, các bác sĩ nhíu mày. Chỉ số đường huyết của bệnh nhân rất thấp. Huyết áp cũng thấp, quả thực rất suy nhược, gần như sắp ngất rồi. Kết quả kiểm tra quả đúng với những gì Trịnh Cương nói. Tất cả bệnh nhân đều đang cực kỳ suy nhược, gần như sắp hôn mê, nếu liều lượng thuốc nhiều hơn một chút thì e bệnh nhân đã ngất phải tiến hành cấp cứu rồi. Trịnh Cương cười mỉa mai, đây chính là trình độ chuyên gia đặc biệt của các người à. Đây mà là chữa bệnh à, là giết người thì có. Nếu các người không muốn xảy ra chuyện thì để tôi tiếp quản những bệnh nhân này. Giờ hãy nhanh chóng đem những bệnh nhân này đi rửa ruột để nôn hết lượng thuốc chữa tiêu hóa ra ngoài. Chuyện này, Lý Trung Chính hơi khó xử, một bên là Tần Đại Sư, một bên là Trịnh Cương, hơn nữa lý luận của hai người hoàn toàn khác biệt, không biết nên nghe theo ai. Tần Lâm không nói gì mà chỉ im lặng quan sát tất cả, lông mày hơi nhíu lại. Trịnh Cương nhìn thấy bọn người không động đậy thì cười khinh bỉ. Được, không làm đúng không, tôi gọi điện thoại. Nói xong, Trịnh Cương lấy điện thoại ra gọi. Alo, bố à, giờ con đang ở bệnh viện nhân dân, con có chuyện muốn báo cáo với bố. Trịnh Cương kể tóm tắt lại tình huống hiện tại, xảy ra chuyện lớn như vậy, tất nhiên Trịnh Hiểu Long cũng biết. Một lúc sau, Trịnh Cương đưa điện thoại cho Lý Trung Chính. Viện trưởng Lý, bố tôi muốn nói chuyện với ông. Lý Trung Chính nhận điện thoại, lễ phép nói. Hội trưởng Trịnh à, xin chào, tôi là Lý Trung Chính. Viện trưởng Lý này, tôi nghe nói bệnh viện các ông tìm một người bên ngoài kê thuốc linh tinh cho bệnh nhân. Đơn thuốc này đã được kiểm chứng chữa. Các ông không thể tùy tiện dùng phương thuốc linh tinh để trị bệnh đâu. Lần này xảy ra chuyện lớn như vậy, đây là sự cố hàng loạt, các ông phải bảo đảm trị liệu theo phương án đúng đắn và bác sĩ đáng tin cậy hơn. Lúc này không thể cố chấp làm sai nữa.
bác sĩ Trịnh Cương là chuyên gia khoa da liễu nổi tiếng cả nước, tôi đề nghị các ông nên giao chức tổ trưởng tổ chuyên gia cho bác sĩ Trịnh Cương. Viện trưởng Lý, ông thấy thế nào? Hội trưởng Trịnh nói một hồi khiến Lý Trung Chính không biết nói gì, dù sao người ta cũng là hội trưởng Hiệp hội Y học tỉnh Hán Đông, rất có tiếng nói trong ngành. Được rồi, hội trưởng Lý, tôi sẽ nghe theo đề nghị của ông. Sau khi cúp máy, Lý Trung Chính nói, giờ tôi tuyên bố, tổ trưởng tổ chuyên gia sẽ đổi thành Trịnh Cương, Tần Đại Sư, anh tạm thời nghỉ ngơi chút đi. Tô Văn Kỳ nhíu mày, viện trưởng Lý, nhưng mà... Trịnh Cương cướp lời nói, không có nhưng nhị gì hết, Văn Kỳ, em yên tâm, có anh ở đây, anh sẽ chữa khỏi cho những bệnh nhân này giúp em. Nói xong, Trịnh Cương nhìn Tần Lâm với ánh mắt mỉa mai nói. Anh kê đơn thuốc này, rõ ràng là giết người, sau này anh đừng đến đây nữa, tôi không hy vọng anh xen vào chuyện này, anh về đi. Tần Lâm lạnh nhạt liếc nhìn anh ta, sau đó lại nhìn sang Lý Trung Chính hỏi. Các ông chắc không? Trịnh Cương cười ha hả nói, chuyện này có gì mà chắc với chả không, có tôi ở đây, không đến lượt anh chữa trị. Còn nhỏ tuổi thì về chăm chỉ học tập đi. Tần Lâm giễu cợt nói, nếu đã vậy thì tôi đi đây. Nói xong, Tần Lâm quay người xuống tầng. Tên Trịnh Cương này đã tự cao tự đại như vậy thì để anh ta chữa trị đi. Tô Văn Kỳ do dự một lúc, vẫn ở lại bệnh viện. Mặc dù cô ấy cũng muốn đi cùng Tần Lâm, nhưng trong bệnh viện còn rất nhiều bệnh nhân. Đều mua sản phẩm kém chất lượng do cô làm đại diện, vì thế Tô Văn Kỳ tạm thời không muốn rời đi, mà muốn ở lại với những bệnh nhân này. Trịnh Cương bắt đầu ra lệnh, hiện giờ tiến hành rửa ruột cho các bệnh nhân, sau đó dán cao thuốc lên giữa lưng, kết hợp với uống thêm một số thuốc, chắc sẽ khỏi nhanh thôi. Nói xong, bác sĩ lập tức làm theo, dù sao tổ trưởng tổ chuyên gia hiện giờ cũng là Trịnh Cương. Trịnh Cương nói với Tô Văn Kỳ. Văn Kỳ, đừng lo lắng. Có anh ở đây, những bệnh nhân này chắc chắn sẽ khỏe lại. Mặc dù cô tin tưởng Tần Lâm hơn, nhưng bây giờ hình như chỉ có thể hy vọng Trịnh Cương có thể chữa khỏi bệnh cho bọn họ. Hy vọng là vậy. Tô Văn Kỳ bước ra hành lang ngồi xuống ghế, kiên nhẫn chờ đợi kết quả của những bệnh nhân này. Trịnh Cương thấy Tô Văn Kỳ lạnh nhạt như vậy, thì trên mặt lộ ra vẻ bực bội, sau đó lén lút gọi điện thoại cho Trịnh Hiểu Long. Bố, con muốn tên bác sĩ này thân bại danh liệt. Tô Văn Kỳ chợp mắt ở hành lang một lúc, khi cô mở mắt ra thì trời đã tối. Phát hiện trên người có thêm một chiếc áo, còn Trịnh Cương ngồi bên cạnh. Tô Văn Kỳ giật mình, vội vàng đứng dậy, may mà Trịnh Cương cũng là người đứng đắn, không động chạm gì đến cô. Văn Kỳ, em tỉnh rồi à, bệnh tình của những bệnh nhân kia đã ổn định lại rồi, sau khi anh tiến hành rửa ruột, đắp cao thuốc. Cộng thêm châm cứu và uống một số thuốc thì bệnh tình của những bệnh nhân này về cơ bản đều đã ổn định, em yên tâm đi. Tô Văn Kỳ thở phào nhẹ nhõm, sau đó lấy điện thoại ra lướt Facebook, muốn xem tin tức tiêu cực thế nào rồi. Vừa mở Facebook, đầu trang không phải về cô ấy, Tô Văn Kỳ có chút vui mừng, thế nhưng nhìn kỹ lại, cô lại cau mày. Tần Đại Sư. Trang đầu lại biến thành Tần Đại Sư. Tần Đại Sư tên lừa đảo thế kỷ mới. Tiêu đề trang nhất này thực sự vô cùng gây sốc, trước kia Tần Đại Sư đã từng đến Đại hội Đông Y, đến bây giờ mọi người vẫn nhớ như in cảnh tượng gió. Tần Đại Sư hiện giờ đã trở thành đại biểu trong lòng rất nhiều người, nhất là với những người trong ngành, rất nhiều người từng thất Tần Đại Sư ngoài đời, lại biết sự tài giỏi của Tần Đại Sư hơn. Nhưng giờ lại xảy ra chuyện như vậy. Tần Đại Sư là lừa đảo sao? Sau khi mở ra, tin tức đầu tiên chính là... Tần Đại Sư kê thuốc hại người ở Bệnh viện Nhân dân Đông Hải, bị Phó Viện trưởng Bệnh viện Trung ương Thủ đô vạch trần, bệnh nhân rơi vào nguy kịch, may mà có Phó Viện trưởng Trịnh kịp thời ra tay cứu chữa. Dưới tiêu đề, người viết đã giải thích chi tiết sự việc hôm nay. Tần Lâm kê thuốc thế nào cho người bệnh, các bệnh nhân đó suy yếu vô cùng, toàn thân đổ mồ hôi, suýt rơi vào hôn mê. Sau đó Trịnh Cương xuất hiện, như thần tiên hạ phàm lật ngược tình thế và cứu những bệnh nhân này khỏi nguy hiểm. Sau khi rửa ruột, đắp cao thuốc, uống thuốc, tình trạng bây giờ của bệnh nhân đã ổn định. Đằng sau Tần Đại Sư có người trợ giúp, thực chất chỉ là sản phẩm của truyền thông, chứ không tài giỏi như vậy, chỉ là một mánh khóe quảng cáo mà thôi. Tần Đại Sư thực chất không phải là cao thủ y học, anh chỉ cho người ta ảo giác rằng mình rất giỏi mà thôi, thực tế, chỉ là người nổi tiếng trên mạng. Bên dưới còn kéo theo một vài người quản lý người nổi tiếng trên mạng giống với Tần Lâm. Như đại sư Thái Cực Quyền và các đại sư giả danh khác.
Hôm nay gặp phải tình huống nguy cấp cho nên trình độ của Tần đại sư đã bị vạch trần, bản thân anh vốn không có trình độ, những bài giảng trước đây đều do các đại sư tài giỏi viết kịch bản sẵn mà thôi. Tất cả mọi người đều bị Tần đại sư lừa rồi. Bài đăng này viết y như thật, vô cùng chi tiết, tất cả mọi người thấy bài đăng này đều vô cùng ngạc nhiên há hốc mồm. Tin tức này thật sự bùng nổ rồi, những người mắng chửi Tô Văn Kỳ đột nhiên giảm xuống, tất cả chuyển sang chửi Tần đại sư. Lang băm hại người, cái xã hội bây giờ làm sao vậy, vì kiếm tiền mà bất chấp mọi thủ đoạn sao? Quá lắm rồi, lang băm không chỉ kiếm tiền mà còn hại người nữa, tôi nghĩ nếu không có chuyên gia khác xuất hiện thì những bệnh nhân hôm nay e là rơi vào nguy hiểm rồi. Không ngờ luôn, Tần đại sư mà tôi ngưỡng mộ trước kia lại là tên lừa đảo. Các người còn may đấy, tôi là sinh viên trường y đây, chúng tôi lên lớp còn dùng video bài giảng của Tần đại sư làm tài liệu giảng dạy đó. Giờ xem ra đều là nhảm nhí. Cư dân mạng bình luận không ngừng, tranh nhau chỉ trích Tần đại sư, dù sao trong ấn tượng trước kia của mọi người, Tần đại sư thực sự rất tài giỏi, hiện giờ bỗng chốc từ trên cao ngã xuống đất, là chuyện khá thú vị. Dậu đổ bìm leo là sở trường của cư dân mạng, gió chiều nào liền theo chiều ấy, những người đứng về phía Tần đại sư cũng lập tức quay ngoắt lại. Tôi đã sớm biết Tần đại sư là giả mà, lúc trước tôi đã nói rồi. Không tin các người xem lại bài đăng trước đây của tôi mà xem. Đúng vậy, làm gì có đại sư trẻ tuổi như vậy được chứ? Học y không thể nào có đường tắt đâu. Xã hội bây giờ, gì cũng thiếu chỉ không thiếu lừa đảo, lừa tiền cũng có thể bỏ qua, những dùng y thuật lừa người thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân. Bỗng chốc, dường như tất cả các anti-fan của Tần đại sư đều đứng lên. Những lời bình luận bỗng chốc lan tràn khắp mặt bao. Tất cả đều chửi bới Tần đại sư. Chỉ là mọi người tạm thời không thể tìm ra Tần Lâm, nếu không sẽ có fan cuồng rồi. Tên Tần đại sư và Tô Văn Kỳ đều không phải dạng tốt lành gì, chả trách hai người yêu nhau được. Chuyện giới giải trí chỉ xem cho vui thôi, không chừng trong đó còn có thủ đoạn gì đó. Bất kể là thủ đoạn gì, thì những bệnh nhân hôm nay gặp nguy hiểm đều liên quan đến Tần đại sư. Nhìn đống bình luận này, sắc mặt Tô Văn Kỳ tối sầm lại. Quay đầu sang Trịnh Cương hỏi. Anh làm à? Trịnh Cương cười nói, em đề cao anh quá rồi. Anh đâu có năng lực đó chứ. Anh cũng có phải người trong giới giải trí đâu. Tô Văn Kỳ nhíu mày, Trịnh Cương nói cũng có lý. Một người bác sĩ như Trịnh Cương không thể làm tin tức của Tần đại sư phủ khắp mặt báo như vậy được. Nhưng chỉ có Trịnh Cương biết được tường tận như vậy, chắc chắn anh ta cũng đã cung cấp một vài thông tin cho truyền thông. Tô Văn Kỳ hơi tức giận. Anh chữa bệnh thì cứ chữa đi, sao lại muốn vu oan Tần Lâm? Nhưng Tô Văn Kỳ lại không thể tỏ ra tức giận, dù sao Trịnh Cương cũng đến đây giúp cô, hiện tại cô đang lâm vào tình thế rất khó xử. Lúc này Liễu Thanh Thanh đang ở công ty cũng nhìn thấy tin tức này, ánh mắt lập tức có chút không vui. Cô gọi điện cho giới truyền thông địa phương, đi thẳng vào vấn đề. Trong tương lai, mỹ phẩm Tầng Vân chúng tôi sẽ hủy bỏ mọi hợp đồng với các ông. Sau này đừng kêu gọi chúng tôi tài trợ nữa. Nói xong, lập tức cúp máy. Trợ lý đứng bên cạnh giật mình, chưa từng thấy Liễu Thanh Thanh tức giận như vậy. Tổng giám đốc Liễu, sao vậy à? Liễu Thanh Thanh nghiến răng nghiến lợi, không đáp, lạnh lùng nói. Không có gì, chuẩn bị tiếp nhận khách hàng của công ty đồng bảo đi. Mặc dù Liễu Thanh Thanh cực kỳ tức giận, nhưng cô cũng hết cách. Hiện giờ trên các phương tiện truyền thông, mọi người đều đang bàn tán vô cùng xôn xao, có người ác ý điều hướng dư luận, khiến rất nhiều người bắt đầu chửi rủa Tần đại sư. Mặc dù chuyện này là do Trịnh Cương làm ra, nhưng anh ta không thể có khả năng lớn như vậy. Chủ yếu là do cư dân mạng bàn tán sôi nổi, dẫn đến dân tình bàn tán, tất cả cư dân mạng đều tin lời của Trịnh Cương nên Tần đại sư mới bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Ngay cả bản thân Trịnh Cương cũng hơi sững sờ, không ngờ chuyện này lại hot quá mức như vậy. Nhưng cũng tốt, dù sao anh ta chỉ muốn hủy hoại sự nghiệp và cuộc sống của Tần Lâm, danh tiếng càng xấu càng tốt. Trong phòng quay kênh VTV1 của đài truyền hình Trung ương, Triệu Lệ Khôn nhìn tin tức trên điện thoại với vẻ mắt rất không vui. Chuyện này là thế nào? Là ai đã ác ý tung tin đồn vậy? Sao cũng không có ai xử lý? Thư ký của Triệu Lệ Khôn nói, Tổng Thanh tra Triệu, chuyện này không có người đứng sau làm, mà do cư dân mạng tự đăng. Thực ra. Rất nhiều tin tức hot đều là do có người đứng đằng sau khống chế, thậm chí có thể dùng tiền để mua tin hot. Nhưng lần này không phải,
đó hoàn toàn là hành vi tự đăng của cư dân mạng, đẩy chủ đề Tần Đại Sư là kẻ lừa đảo lên đầu sóng ngọn gió. Bởi vì sự việc đã làm dấy lên sự phẫn nộ của dư luận, công thêm Tần Đại Sư bắt đầu giúp Tô Văn Kỳ, nên làm mất cảm tình của mọi người. Mà Trịnh Cương lại vô cùng có uy tín, các bằng cấp của anh ta trông rất đáng tin cậy, cuối cùng dẫn đến tình trạng này. Triệu Lệ Khôn nhíu mày, chúng ta ai cũng biết thực lực của Tần Đại Sư, sao cậu ấy có thể là lừa đảo được chứ? Cho dù lần này là trách nhiệm của cậu ấy thật, thì cũng chỉ là một lần khám sai mà thôi, không thể là lừa đảo. Nghĩ cách dìm nó xuống. Vâng, Triệu Lệ Khôn dù sao cũng là tổng thanh tra của đài truyền hình Trung ương, có không ít mối quan hệ, trước đây cũng khá thân thiết với Tần Lâm, nên lần này ra tay giúp đỡ cũng là chuyện thường tình. Nhưng, mình bà ấy không chắc có hiệu quả. Trong bệnh viện thủ đô, mấy người nghiêm thần y đang ngồi họp trong văn phòng, ai nấy đều vô cùng tức giận. Tên Trịnh Cương này thật vớ vẩn, ăn nói linh tinh. Lại dám nói Tần Đại Sư là lừa đảo, tôi thấy cậu ta mới là lừa đảo. Nghiêm thần y cũng là bác sĩ ở thủ đô nên quen biết Trịnh Cương, mặc dù Trịnh Cương cũng rất ưu tú, nhưng trước Tần Đại Sư, anh ta chỉ là đứa trẻ danh mà thôi. Ban đầu, trong cuộc phỏng vấn của Đại hội Đông Y, ba lão thần y các ông làm khó Tần Lâm như thế nhưng cuối cùng lại bị Tần Lâm giải quyết tất. Những căn bệnh nan y bao năm không chữa được, đến tay Tần Lâm đều được giải quyết dễ dàng, trình độ y thuật này không thể là giả được. Đối với sự việc ngộ độc tập thể của Mỹ phẩm Đông Bảo lần này, bọn họ cũng không nghĩ rằng Tần Đại Sư chữa trị sai. Lão Nghiêm, ông xem đơn thuốc này của Tần Đại Sư đi. Nghiêm thần y nhìn, lông mày khẽ cau lại, mấy phút sau, hai mắt của Nghiêm thần y lập tức phát sáng, vỗ đùi nói. Đơn thuốc này đúng rồi. Sau khi nhìn đơn thuốc một lượt, mấy vị thần y khác đều gật đầu đồng ý. Đơn thuốc này trông có vẻ kỳ lạ, nhưng thực ra lại rất có hiệu quả. Đúng vậy, mấy bệnh nhân kia sử dụng kem dưỡng da của Đồng Bảo, dẫn đến nội tiết tố nam trong cơ thể tăng cao, mới xuất hiện những triệu chứng đó. Muốn thải hết nội tiết tố nam ra ngoài cơ thể thì phải bài tiết. Mà đã bài tiết thì phải bài tiết hết, cho dù dùng phương pháp châm cứu cũng không thể thải ra sạch sẽ, đơn thuốc này của Tần Đại Sư chắc chắn có thể thải hết sạch. Không những thế, có thấy lượng lớn dễ sắn trong này không, chứng minh Tần Đại Sư vẫn có chừng mực, bỏ nhiều dễ sắn như vậy có thể đảm bảo bệnh nhân không bị kiệt sức. Thông tin nói thuốc của Tần Đại Sư khiến bệnh nhân bị ngất rõ ràng là vớ vẩn. Sau một hồi nghiên cứu, ba vị chuyên gia già cảm thấy thuốc của Tần Đại Sư chắc chắn không có vấn đề gì. Và lại còn vô cùng đúng bệnh, liều lượng chuẩn xác, giảm hay tăng đều sẽ khiến giảm hiệu quả. Tần Đại Sư không hổ là Tần Đại Sư, người có thể nghiên cứu ra đơn thuốc này trong một khoảng thời gian ngắn như vậy chắc chắn là cao thủ. Đơn thuốc này không thường gặp, rõ ràng là Tần Đại Sư đã sáng chế ra cho riêng sự cố lần này. Có thể chế tạo ra một đơn thuốc hoàn hảo trong thời gian ngắn như vậy, mấy người nghiêm thần y lại càng khâm phục Tần Đại Sư hơn. Đồng thời cũng cảm thấy tin đồn này vô cùng đáng ghét, rõ ràng là bác sĩ nổi tiếng lại bị nói thành kẻ lừa đảo, đúng là quá đáng ghét. Làm sao đây, hay là chúng ta cùng nhau lên tiếng nói rõ? Được, để tôi đi sắp xếp. Lúc này ở y quán Hiên Viên, Khổng Phàm Lâm và Diệp Vãn Nhi cũng đang đứng ngồi không yên. Cậu Tần bị oan rồi, đơn thuốc này không có vấn đề gì. Trình độ của Trịnh Cương kiểu gì vậy, điểm tốt của đơn thuốc này lại nói là hại người. Tôi thấy cậu ta mới là lang băm. Thầy Khổng, phải làm sao đây? Tôi sẽ kết hợp với một vài đại sư đông y cùng nhau lên tiếng. Rất nhiều người đang bắt đầu lên tiếng bênh vực Tần Đại Sư, nhưng bọn họ không đủ quyền uy, hơn nữa cũng không có người đẩy bài, công thêm hiện tại định hướng dư luận quá mạnh mẽ, rất nhiều tin tức trên Facebook đều bị đẩy xuống, căn bản không có ai xem. Tần Lâm lúc này đang ngắm mấy con cá mà Liễu Thanh Thanh nuôi trong phòng làm việc. Nhìn dáng vẻ vô tư của Tần Lâm, Liễu Thanh Thanh cạn lời lắc đầu. Lão Tần này, đã là lúc nào rồi mà anh còn bình tĩnh ngồi đây, anh xem trên mạng đang chửi rủa anh như nào kìa. Tần Lâm mỉm cười, rắc một nắm thức ăn vào bể cá, lạnh nhạt nói. Bọn họ chửi, anh cũng hết cách, tốt hơn hết là không nhìn, mắt không thấy tim không phiền. Liễu Thanh Thanh thực sự không nói nên lời, những lời chỉ trích này khiến cô tức chết đi được, mà nhân vật chính lại tỏ ra như không có chuyện gì, ung dung quá mà. Liễu Thanh Thanh lướt Facebook một hồi, đột nhiên nói. Này, lão Tần, có người đang lên tiếng giúp anh này. Tần Lâm cũng nhìn vào,
là đại sư Đông y Nghiêm Thần Y. Mặc dù Facebook của Nghiêm Thần Y không có nhiều người theo dõi, nhưng cũng là đại sư Đông y được công nhận, so về thâm niên cùng bằng cấp, thì hơn hẳn Trịnh Cương. Tần Lâm nhìn một lượt, Nghiêm Thần Y viết một bài rất dài, còn có một video ngắn. Trong video, Nghiêm Thần Y và những vị đại sư Đông y khác đang ngồi trước máy quay giới thiệu về đơn thuốc của Tần Lâm. Nói đơn thuốc này tuyệt diệu, tâm huyết như nào, chỉ có bác sĩ thâm niên nhiều năm mới có trình độ này. Cho dù ba người bọn cùng nhau nghiên cứu 3 ngày 3 đêm cũng chưa chắc đã tìm ra đơn thuốc hoàn hảo như này. Nếu những bệnh nhân uống thuốc này sẽ chắc chắn sẽ có hiệu quả ngay lập tức. Rồi phê bình Trịnh Cương chỉ là một chuyên gia nhỏ nhoi mà luôn tự cho mình giỏi giang, thậm chí còn chưa lên được chức giáo sư mà cũng dám thách thức Tần đại sư. Mấy người đại sư Đông y bọn họ còn phải ngưỡng mộ Tần đại sư, Trịnh Cương là cái thá gì chứ? Sau khi xem hết video này, tâm trạng Liễu Thanh Thanh tốt hơn rất nhiều, Tần Lâm cũng khẽ gật đầu, ánh mắt hiện lên sự khen ngợi. Khá lắm, không ngờ ba người bọn họ lại có thể phân tích được đơn thuốc của anh một cách rõ ràng như vậy, xem ra cũng có chút bản lĩnh. Liễu Thanh Thanh cạn lời, đây là điều anh nên quan tâm à, cái anh nên quan tâm là bọn họ đang bênh vực anh, giúp anh lấy lại trong sạch mà. Tần Lâm cười nhạt, lấy lại trong sạch hay không thì làm sao, anh cũng không phải là người trong giới giải trí. Ai thích chửi thì cứ để họ chửi đi, sớm muộn gì cũng có ngày đến đây cầu xin anh. Liễu Thanh Thanh mở miệng, muốn nói lại thôi. Tần Lâm thật sự tự tin quá mức, bây giờ dư luận đã loạn đến như này rồi, còn ai đến cầu xin anh chứ? Lúc này, tại công ty giải trí ở Tân Cảng xa xôi, Mã Lương Điền hung hăng đập bàn, tất cả giám đốc, quản lý cấp cao ngồi phía trước đều sợ run cầm cập. Mã Lương Điền thường ngày hay cười, rất hiếm khi tức giận. Một khi chủ tịch Mã tức lên thì không phải là chuyện nhỏ. Vẻ mặt của Mã Lương Điền rất hung dữ, ông ấy chỉ tay vào mấy ông chủ nổi tiếng trong giới giải trí chửi bới. Các người đều là một lũ vô dụng, con mẹ nó, sao lại để loại tin tức này lan truyền như vậy chứ? Không biết đường không chế à? Nhóm người này rất ấm ức, đây là tin do cư dân mạng tự đăng, thuộc về hiện tượng xã hội, bọn họ cũng không có cách nào kiểm soát. Nhưng chủ tịch Mã dạy dỗ. Bọn họ không dám nói lại, để chủ tịch Mã chửi một trận là được. Sau khi chửi bới một hồi, Mã Lương Điền mới bình tĩnh lại và nói với bọn họ. Được rồi, xem có cách nào cứu chữa không, nếu thật sự không được thì bảo với tập đoàn Facebook xóa toàn bộ bài viết về Tần Đại Sư. Đây là biện pháp cuối cùng, cũng là biện pháp vô dụng nhất. Bởi vì một khi xóa những thứ này đi, sẽ càng dễ khiến cư dân mạng không hài lòng. Vì vậy, chưa đến bước đường cùng thì không thể làm như vậy, nó sẽ càng bôi đen tiểu sư huynh hơn. Nhưng nếu sự việc phát triển đến mức không thể kiểm soát, Mã Lương Điền chỉ có thể dùng cách thức áp chế này, áp chế bọn họ một thời gian, chuyện này tự khắc sẽ trôi vào quên lãng. Một người đột nhiên lên tiếng, Chủ tịch Mã, ở đây có một bài viết của 3 vị đại sư Đông y cùng nhau đăng lên thanh minh cho Tần đại sư. Thế sao, mau xem thử. Hiện giờ chỉ còn thiếu một người có uy tín. Những người quen thuộc đều biết rõ y thuật của Tần Lâm chắc chắn là hàng đầu thế giới. Anh đã theo sư phụ Hiên Viên học tập 10 năm đó, không ngoa khi nói có thể cứu sống người đã chết, anh thật sự có năng lực này. Vì vậy y thuật của Tần Lâm chắc chắn không thể sai sót được, chắc chắn là có người đổ oan cho anh. Bây giờ có người uy tín lên tiếng thì dễ giải quyết rồi, hơn nữa người lên tiếng lại chính là 3 vị đại sư Đông y có uy tín tuyệt đối, cả nước chỉ có 10 mấy vị đại sư Đông y. Những người này chắc chắn tài giỏi hơn Trịnh Cương rất nhiều. Sau khi xem xong, Mã Lương Điền gật đầu, không hổ là đại sư Đông y, cũng có chút kiến thức, có thể nhìn ra tâm huyết của tiểu sư huynh. Biết làm thế nào rồi chứ? Mã Lương Điền trợn mắt, khiến tất cả mọi người đều sợ hãi. Rõ rồi, chúng tôi đi làm ngay đây. Sau khi trở về, tất cả các phương tiện truyền thông đều bắt đầu viết bài. Tìm tất cả những cây viết xuất sắc nhất bắt đầu thêm thắt miêu tả toàn bộ sự việc một cách chi tiết. Ngay sau đó, tiêu đề bài báo đã lên đầu mục tìm kiếm. Sự thật về Tần Đại Sư, rốt cuộc là lừa đảo hay là bị chục triệu người hiểu nhầm. Phía dưới là video phân tích của 3 vị đại sư Đông y về đơn thuốc của Tần Lâm và tâm huyết khổ cực của Tần Đại Sư cũng những kiến thức độc đáo trong đơn thuốc. Không ai có thể sánh kịp với quyền uy của Đại Sư Đông y. Bỗng chốc. Mọi chuyện lại chuyển sang chiều hướng khác. Ngoài 3 vị đại sư Đông y, Khổng Phàm Lâm cũng lên tiếng.
Tôi đã theo học Tần Đại Sư mấy tháng rồi, trình độ của Tần Đại Sư cao hơn tôi rất nhiều. Tần Đại Sư chắc chắn không phải lừa đảo, chỉ là bị kẻ tiểu nhân hãm hại mà thôi. Hy vọng mọi người xem xét kỹ lại, ai cũng biết trình độ của Tần Đại Sư vô cùng cao siêu. Ngoài Khổng Phàm Lâm, còn có một vị đại sư khác cũng lên tiếng. Thái Trường Phúc. Thái Trường Phúc tôi mới từ nước ngoài trở về, lúc trước chưa được nghe đến danh tiếng của Tần Đại Sư, tôi còn từng coi thường cậu ấy. Sau đó Tần Đại Sư đã hướng dẫn tôi chữa bệnh cho công chúa nước Dị Lan từ xa qua video. May mà có Tần Đại Sư chỉ điểm, tôi mới chữa khỏi được căn bệnh kỳ lạ của công chúa. Thái Trường Phúc tôi vô cùng kính phục y thuật của Tần Đại Sư. Không ngờ Thái Trường Phúc cũng lên tiếng. Thái Trường Phúc có ảnh hưởng khá lớn trong lĩnh vực y tế, ngoài là một đại sư đông y, Thái Trường Phúc còn có rất nhiều sách. Rất nhiều tác phẩm là giáo trình của các trường đại học y lớn. Vì thế tầm ảnh hưởng của Thái Trường Phúc trong giới y khoa vô cùng to lớn. Tất cả mọi người đều bị sốc, không ngờ Thái Trường Phúc cũng lên tiếng bênh vực Tần Đại Sư, xem ra Tần Đại Sư thật sự có thực lực. Những đại sư đông y này đều là nhân vật có uy tín, không thể có chuyện bị người khác mua chuộc hoặc nói linh tinh vì mấy đồng bạc được. Lời nói của một người không đáng tin, thì lời nói của nhiều người như vậy vô cùng đáng tin rồi. Bỗng chốc. Những bình luận bàn tán trên Facebook trở nên rất phức tạp, nhất thời không ai dám lên tiếng, tất cả mọi người đều theo dõi xem vị Tần Đại Sư này rốt cuộc là thật hay là giả. Bên khác, tại bệnh viện, Trịnh Cương cũng đã nhìn thấy rất nhiều người lên tiếng bệnh vực Tần Lâm, nhưng anh ta đã không có cơ hội phản bác, bởi vì bệnh viện đang bận rối tung rối mù. Ban đầu, sau khi rửa ruột và châm cứu, mấy bệnh nhân kia đã đỡ hơn một chút, nhưng mấy tiếng sau, cơ thể của tất cả bệnh nhân đều sưng phù lên. Trông như người bóng bay vậy, cực kỳ nghiêm trọng. Bác sĩ Trịnh, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Viện trưởng Lý Trung Chính đã lo lắng đến mức nhễ nhại mồ hôi, viện trưởng đã đích thân ra tay trợ giúp rồi, gần như tất cả nhân viên y tá đều chăm sóc những người bệnh này, lo lắng không yên như có chuyện nghiêm trọng xảy ra vậy. Trán Trịnh Cương cũng nhễ nhại mồ hôi, viện trưởng Lý, đơn thuốc của tôi chắc không có vấn đề gì, bệnh nhân đang trong giai đoạn thải độc. Đợi đến khi độc trong cơ thể bọn họ thải hết ra ngoài thì sẽ ổn thôi. Lý Trung Chính và mấy bác sĩ cũng rất lo lắng, bác sĩ Trịnh, cậu nói không có vấn đề gì, nhưng mà tình trạng hiện giờ của bệnh nhân không thể kéo dài đến lúc thải độc xong. Nếu cứ tiếp tục sưng phù như vậy, rất có thể sẽ bị toác ra, đến lúc đó mao mạch toàn thân vỡ ra, sẽ phải cấp cứu. Những bác sĩ khác cũng rất lo lắng, nếu cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bác sĩ Trịnh, rốt cuộc anh có biết chữa không vậy? Đúng vậy, anh là chuyên gia khoa da liễu của thủ đô mà, sao đến chuyện này cũng không hiểu vậy? Lẽ nào anh chỉ biết khoa da liễu, mà bỏ qua nội khoa à? Các bác sĩ vốn rất tôn trọng Trịnh Cương, nhưng hiện giờ tình trạng bệnh nhân đã thành ra như này rồi, mọi người đều rất lo lắng, nếu bệnh viện bọn họ xảy ra vụ chết người hàng loạt, thì sẽ vô cùng nghiêm trọng. Bác sĩ Trịnh nghiến răng, sắc mặt hơi khó coi. Các người đừng đổ trách nhiệm lên mình tôi, nếu lúc trước tên Tần Lâm kia không cho mấy người này uống nhầm thuốc thì sao biến thành như này chứ? Tất cả là tại anh ta. Bác sĩ Trịnh nói vậy khiến các bác sĩ khác đều nhíu mày, lúc trước còn cảm thấy Trịnh Cương này đáng tin cậy hơn, nhưng giờ xem ra không phải như vậy. Tần Đại Sư chưa bao giờ trốn tránh trách nhiệm. Và lại, sau khi Tần Đại Sư điều trị xong, cũng chưa từng xảy ra nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng, ngược lại, sau khi Trịnh Cương tiếp nhận. Những bệnh nhân này bị phù nề đến mức khó kiểm soát. Ngay cả thoát nước nhân tạo cũng không được, cứ tiếp tục như vậy thì thận sẽ là cơ quan bị hỏng đầu tiên. Một khi thận bị suy kiệt, thì sự sống cũng sẽ kết thúc. Lý Trung Chính lúc này đã không còn tin tưởng Trịnh Cương nữa, ông ấy cũng đã nhìn thấy những bài đăng thanh minh cho Tần Lâm trên Facebook, nhiều người tin tưởng Tần Đại Sư như vậy, có lý nào mà ông ấy không tin chứ? Thế này đi, tạm thời đình chỉ chức vụ của bác sĩ Trịnh. Để Tần Đại Sư làm tổ trưởng tổ chuyên ra đi. Vẻ mặt Trịnh Cương tối sầm lại, bị cách chức như vậy khiến anh ta vô cùng mất mặt, vả lại, nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, thì sau này anh ta không thể làm việc trong giới y khoa nữa. Viện trưởng Lý, ông suy nghĩ lại đi, tôi đã tiếp nhận những bệnh nhân này rồi, nếu bây giờ chuyển sang cho Tần Đại Sư kia thì ra thể thống gì chứ? Nếu trị khỏi thì tính công cho tôi hay anh ta? Nếu không chữa khỏi, thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Những câu hỏi của Trịnh Cương khiến mọi người cứng miệng. Làm việc trong bệnh viện phải suy nghĩ đến vấn đề này. Nhưng Lý Trung Chính lắc đầu nói,
Bác sĩ Trịnh, mọi người đều làm nghề chữa bệnh cứu người, hôm nay gặp phải chuyện này, chẳng phải nên đặt an toàn của người bệnh lên đầu sao? Ai chữa khỏi được bệnh, thì thế nào? Lẽ nào cậu rõ ràng là không chữa được, nhưng vì cái gọi là trách nhiệm, công lao, mà chúng tôi phải bất chấp nguy hiểm cho cậu chữa tiếp sao? Lẽ nào trong mắt cậu, tính mạng bệnh nhân chỉ là trách nhiệm, công lao thôi à? Bác sĩ Trịnh Cương, tôi chính thức thông báo với cậu, bây giờ cậu đã không còn là tổ trưởng tổ chuyên gia nữa, tất cả bệnh nhân của kem dưỡng da Đồng Bảo không cần cậu giúp đỡ nữa, cậu có thể đi rồi. Sắc mặt Trịnh Cương thay đổi, không ngờ Lý Trung Chính ra quyết định như vậy, nhìn dáng vẻ của ông ấy, có vẻ là đã quyết tâm rồi. Ngay khi Lý Trung Chính vừa dứt lời, một giọng nói trầm trầm vang lên sau lưng ông ấy. Viện trưởng Lý có quyền thật đấy. Sau đó, một người đàn ông trung niên bước vào từ phía sau, trông khá giống Trịnh Cương, đây chính là bố anh ta Trịnh Hiểu Long. Cũng là hội trưởng Hiệp hội Y tế tỉnh Hán Đông. Sắc mặt Lý Trung Chính hơi thay đổi, chau mày nói, hội trưởng Trịnh. Hội trưởng Trịnh cười nhạt nói. Lý Trung Chính, giờ ông quyền cao chức trọng thật đấy, con trai tôi chữa bệnh có vấn đề chỗ nào? Lý Trung Chính cũng không nhún nhường, chỉ tay vào bệnh nhân trong phòng nói. Hội trưởng Trịnh, ông có thể tự mình đến xem, những bệnh nhân chữa trị đầu tiên đã bắt đầu sưng phù toàn thân rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy, bọn họ sẽ phải vào phòng ICU. Hội trưởng Trịnh nhíu mày, liếc nhìn tình trạng bệnh nhân, rồi nói. Các ông chưa tìm ra nguyên nhân à, tôi nghe nói lúc trước có một lang băm kê cho bọn họ thuốc tiêu chảy. Mấy người bác sĩ nhíu mày, không ngờ tính cách của bố con nhà này lại giống nhau như vậy, chỉ biết đổ hết trách nhiệm cho người khác, không bao giờ nghĩ đến lỗi lầm của mình. Lý Trung Chính nói, ông xem mấy người đằng sau này đi, Tần đại sư chữa hề động đến mấy người này, chỉ có bác sĩ Trịnh Cương chữa trị, hiện giờ bọn họ cũng bị sưng phù, chỉ là chưa quá nghiêm trọng, nhưng nếu không kiểm soát thì cuối cùng chắc chắn cũng phải vào phòng ICU. Nếu những bệnh nhân này đều phải vào phòng ICU, thì bệnh viện chúng tôi sẽ bị quá tải, không thể tiếp nhận. Hội trưởng Trịnh hừ lạnh, ý của ông là do Trịnh Cương tất hả? Lý Trung Chính không thèm phí lời nói với ông ta, hội trưởng Trịnh, tôi không nói đến chuyện trách nhiệm, điều tôi muốn nói là phải cứu được bệnh nhân. Nếu các ông không để ý, mà mặc kệ các ông có để ý hay không, tôi phải liên lạc với Tần đại sư. Nói xong, Lý Trung Chính lấy điện thoại ra bấm số của Tần Lâm. Tần đại sư, tôi là Lý Trung Chính, hiện giờ có vài bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, mong Tần đại sư ra tay cứu chữa. Tần Lâm nhíu mày nói. Nói cụ thể ra xem nào. Tần đại sư, sau khi uống thuốc của Trịnh Cương xong, những bệnh nhân này đều bắt đầu sưng phù lên, hiện giờ đã phù nề rất nghiêm trọng, nếu cứ tiếp tục như vậy, có khả năng sẽ bị rách da dẫn đến vỡ mao mạch trên diện rộng và chảy máu. Tần Lâm suy nghĩ một hồi, tôi đến xem. Sau khi cúp máy, không đến 10 phút sau, Tần Lâm đã đến bệnh viện một lần nữa. Lần này bước vào bệnh viện, tất cả mọi người đều nhìn Tần Lâm với ánh mắt mong chờ, khác hoàn toàn so với lúc trước, trong mắt lộ ra vẻ kính trọng. Vào thời khắc quan trọng, vẫn nên dựa vào Tần đại sư. Bố con Trịnh Cương mặt mày u ám, đứng bên cạnh xem kịch. Hội trưởng Trịnh lạnh lùng nói, viện trưởng Lý, ông phải suy nghĩ cho kỹ, nếu để người này chữa bệnh, có vấn đề gì ông sẽ phải chịu trách nhiệm. Lý Trung Chính cũng lạnh lùng đáp lại, hội trưởng Trịnh, ông không phải đe dọa tôi. Hôm nay nếu có bệnh nhân gặp bất trắc, tôi sẽ từ chức viện trưởng này. Ông vừa dứt lời, xung quanh liền trở nên im ắng. Cả hội trường rộng lớn đều trở nên im lặng, Lý viện trưởng nói năng mạnh mẽ như vậy, xem ra ông ấy đã quyết tâm tin tưởng Tần Lâm. Trong mắt Lý Trung Chính, Tần đại sư vẫn là người đáng tin cậy nhất. Tần Lâm không quan tâm đến tranh chấp bên ngoài, sau khi bước vào phòng bệnh, nhìn thấy mấy nữ bệnh nhân này đã hôn mê. Toàn thân phù nề, giống như bị ngâm dưới sống mấy ngày. Tần Lâm nhíu mày, lập tức lấy kim bạc ra châm vào vai bệnh nhân. Kinh mạch trên vai là đầu mút cơ thể, đóng chặt huyệt vị trên vai sẽ có thể bảo đảm sinh khí của cơ thể không bị mất đi. Sau đó, Tần Lâm chườm lạnh lên vùng bụng dưới của bệnh nhân. Thấy động tác của Tần Lâm, bố con Trịnh Cương lắc đầu nguầy nguậy. Vớ vẩn, điều này quá vớ vẩn, bệnh nhân hiện giờ đã vô cùng suy nhược. Lại còn chườm lạnh lên, điều này rõ ràng sẽ khiến bệnh thêm nặng hơn, bệnh nhân sẽ không thể chịu được. Tôi nói cho các người biết, nếu bọn họ gặp nguy hiểm đến tính mạng thì không hề liên quan đến con trai tôi. Mọi người đều cười khinh bỉ,
không thèm để ý đến hội trưởng Trịnh. Mặc dù hội trưởng Lý quyền cao chức trọng, nhưng mọi người đều là bác sĩ, chữa bệnh cứu người mới là thiên chức của bác sĩ, người hám lợi đen lòng, chỉ biết trốn tránh trách nhiệm, bỏ mặc sống chết của bệnh nhân như ông ta không xứng làm bác sĩ. Tần Lâm chườm lạnh được một nửa, rồi nói với y tá bên cạnh. Chuẩn bị đựng nước tiểu. Vâng. Y tá đặt một cái bô ở dưới cơ thể bệnh nhân, chuẩn bị đựng nước tiểu. Theo cây châm cuối cùng của Tần Lâm, bệnh nhân bắt đầu thải nước. Khi bệnh nhân tiểu ra, phù nề trên cơ thể cũng biết mất theo với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Mà những đặc tính nam giới trên người bệnh như râu, lông chân cũng từ từ biến mất. Hai mắt Lý Trung Chính sáng lên, lập tức thấy vô cùng ngạc nhiên. Không hổ là Tần Đại Sư. Tần Lâm quay đầu liếc nhìn Trịnh Cương, sau đó nói với Lý Trung Chính. Phương pháp chữa trị này cũng không có vấn đề gì, cao thuốc, đơn thuốc, châm cứu kết hợp với uống thuốc cũng có thể khiến độc tố trong người bệnh nhân đào thải ra ngoài. Nhưng anh không suy tính đến tình trạng suy nhược cơ thể của người bệnh. Một khi những độc tố này vào thận sẽ gây áp lực lớn cho thận, dẫn đến không thể đào thải ra ngoài trong thời gian ngắn. Phải mất ít nhất 3 ngày để đào thải độc tố ra ngoài qua đường nước tiểu. Nhưng trong 3 ngày này, bệnh nhân không được ăn uống, một khi uống nước, cơ thể sẽ tự động bảo vệ, làm loãng độc tố, dẫn đến phù nề. Đây chỉ là kiến thức cơ bản của khoa nội, đến cái này cũng không hiểu mà cũng tự xưng là bác sĩ đông y. Có một số người tự xưng là chuyên gia khoa da liễu, nhưng thực tế không phải vì anh ta có sở trường về da liễu, mà là vì anh ta không biết những khoa khác. Lang băm. Tần Lâm nói một hồi, lập tức khiến tất cả mọi người đều lộ ra vẻ cười cợt. Ánh mắt tập trung lên người Trịnh Cương, Tần Đại Sư nhận xét quá chính xác. Chuyên gia khoa da liễu cái gì chứ, bọn họ chưa từng nghe đến đông y có nhiều khoa như vậy, bình thường đông y chỉ chia thành đông y khoa nội và đông y khoa ngoài. Trịnh Cương có vẻ cảm thấy bản thân rất cao siêu, nhưng thực ra không biết cái gì cả, loại người này mà cũng được làm phó viện trưởng bệnh viện trung ương, đúng là có ô dù to. Tần Lâm ra tay, nhanh chóng chữa trị xong cho tất cả các bệnh nhân. Bệnh viện lúc này đã bị bao quanh bởi các phương tiện truyền thông. Khi Lý Trung Chính bước ra ngoài cổng, tất cả mọi người đều bao vây, ai nấy đều vô cùng kích động hỏi. Viện trưởng Lý, tôi nghe nói các ông đã mời Tần Đại Sư quay lại, có đúng không? Viện trưởng Lý, rốt cuộc Tần Đại Sư có năng lực thật không? Các ông có yên tâm để Tần Đại Sư chữa trị cho nhiều người như vậy không? Tình trạng bệnh nhân bây giờ thế nào rồi? Có ai bị nguy hiểm đến tính mạng không? Lý Trung Chính ra đây chính là để trả lời câu hỏi, vì thế cũng không hề hoảng loạn. Đúng vậy, chúng tôi đã mời Tần Đại Sư quay lại, y thuật của Tần Đại Sư là điều không thể nghi ngờ, chắc chắn vượt xa tôi. Hiện tại, một nhóm bệnh nhân đã hồi phục, cơ thể còn hơi yếu đuối, hiện giờ đang truyền đường hồi phục, sớm nhất là mai sẽ được xuất viện. Các phóng viên rất phấn khích. Tần Đại Sư tài giỏi như vậy thật à? Vậy vì sao lúc trước lại nói đơn thuốc của Tần Đại Sư là hại người, trên mạng cũng đã công bố đơn thuốc của Tần Đại Sư, ông có suy nghĩ gì về đơn thuốc này? Lý Trung Chính thành thật nói. Tôi không phải là bác sĩ đông y, thực sự không đủ hiểu biết về phương diện này nên không hiểu đơn thuốc của Tần Đại Sư, nhưng tôi đã tin nhầm lời Trịnh Cương, khiến bệnh nhân bỏ lỡ cơ hội điều trị, đây là trách nhiệm của tôi. May mà Tần Đại Sư y thuật cao siêu, cứu tất cả những bệnh nhân khỏi nguy hiểm. Những phóng viên này cũng bỗng chốc hiểu ra, mặc kệ lúc trước là thật hay giả, ai đúng ai sai, bác sĩ chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân mới là bác sĩ giỏi, chỉ cần Tần Đại Sư chữa khỏi cho những bệnh nhân này, thì đã đủ đập tan mọi tin đồn. Phóng viên hỏi thêm, vậy nguyên nhân chúng độc lần này là gì? Lý Trung Chính trả lời, theo chẩn đoán của chúng tôi, có thể kết luận nguyên nhân của vụ chúng độc lần này chính là do kem dưỡng da đồng bảo vì mục đích tăng hiệu quả làm đẹp mà dẫn đến nội tiết tố nam vượt quá tiêu chuẩn. Khiến người sử dụng bị trúng độc, ngay cả Tô Văn Kỳ hiện giờ cũng đang chữa trị tại bệnh viện chúng tôi. Mọi người bất ngờ nhìn nhau, Tô Văn Kỳ cũng bị trúng độc. Đúng vậy, mặc dù cô Tô Văn Kỳ là người đại diện, nhưng cô ấy chỉ đại diện cho đời thứ nhất, khi sản phẩm đời thứ hai ra, cô ấy cũng đang trong thời gian thử nghiệm. Chính trong thời gian này đã xảy ra sự cố, nên bản thân Tô Văn Kỳ cũng bị trúng độc. Lý do cô ấy tạm thời rút khỏi giới giải trí là do bị trúng độc. Cổ họng bị thay đổi, không thể ca hát. Mọi người đều sững sờ. Há, Tô Văn Kỳ bị nghiêm trọng như vậy cơ à,
vậy cô ấy hiện giờ thế nào rồi? Lý Trung Chính nói, mọi người yên tâm, cô ấy được Tần Đại Sư chữa trị, hiện giờ đã ổn rồi, không có gì xảy ra thì mai sẽ được xuất viện. Mọi người bỗng chốc xôn xao, Tô Văn Kỳ vốn là mục tiêu công kích của mọi người. Nhưng vừa nghe nói Tô Văn Kỳ cũng ở trong bệnh viện, tất cả mọi người lập tức bất giận. Tô Văn Kỳ cũng là người bị hại, không cần thiết phải tấn công cô ấy. Mặc dù cô ấy lấy tiền đại diện, nhưng cũng không biết sản phẩm có vấn đề, không thể trách cô ấy. Sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc, trên đầu trang lại xuất hiện mấy tiêu đề bài báo. Tô Văn Kỳ cũng trúng độc, đang chữa trị tại bệnh viện. Tần Đại Sư bàn tay vàng, cứu chữa lúc nguy cấp. Hai thông tin quan trọng đã một lần nữa làm dấy lên làn sóng dư luận, hai tin tức này có cảm giác rất chân thật. Những người hiểu lầm Tần Lâm và Tô Văn Kỳ đang dần dần xin lỗi trên mạng. Tất cả các phương tiện truyền thông đều đứng chặn ở cổng bệnh viện chờ đợi 3 ngày 3 đêm, nhưng cuối cùng Lý Trung Chính đi ra thông báo với mọi người. Tần Đại Sư đã đi rồi. Mọi người ai nấy đều vô cùng tiếc nuối, chưa ai được nhìn thấy Tần Đại Sư, cũng không biết Tần Đại Sư mặt mũi ra sao. Vì thế cho dù Tần Đại Sư đi ra từ cổng chính, cũng không ai nhận ra được. Xem ra Tần Đại Sư thực sự không muốn công khai, chữa bệnh xong liền rời đi luôn, giấu nhẹm danh tiếng và công lao. Sau đó, một chủ đề khác xuất hiện trên Facebook. Chúng ta nợ Tần Đại Sư một lời xin lỗi. Bị người ta đẩy lên đầu sóng ngọn gió, bị gần như tất cả cư dân mạng mắng chửi. Dù vậy, nhưng khi cần Tần Đại Sư, anh vẫn quay về bệnh viện cứu chữa bệnh nhân. Chưa từng phàn nàn, không cần người khác thanh minh cho, cũng không giải thích với truyền thông. Đây mới là y đức thực sự, mới là đại sư đức độ chân chính. Tần Đại Sư không hổ là Tần Đại Sư. Ngoài ra, Tô Văn Kỳ cũng trở lại giới giải trí và truy cứu trách nhiệm của tập đoàn Đồng Bảo, tự bỏ ra 10 triệu tệ lập quỹ dưới danh nghĩa cá nhân để trả toàn bộ chi phí y tế cho bệnh nhân. Cách làm của Tô Văn Kỳ được mọi người hết sức quan tâm và khen ngợi. Liễu Thanh Thanh xem tin tức, mỉm cười trêu chọc Tần Lâm. Anh lại nổi tiếng rồi, Tần Đại Sư. Tần Lâm bất lực lắc đầu, làm bác sĩ không phải vì nổi tiếng, và lại nổi tiếng cũng chẳng có tác dụng gì. Tuy nhiên, cũng hy vọng có thể tác động đến một số bạn trẻ, khuyến khích các bạn thi vào các trường đông y, học đông y. Liễu Thanh Thanh nói, đúng vậy, càng có nhiều người học đông y thì sẽ tốt hơn cho ngành của các anh. Trong lúc hai người nói chuyện, Tần Lâm bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại, số này đã được lưu trong danh ba, là Thái Trường Phúc. Không ngờ Thái Trường Phúc lại gọi điện cho anh, Tần Lâm sững sờ giây lát. Alo, bác sĩ Thái à? Chào Tần Đại Sư, là tôi đây, chỗ tôi có người liên hệ muốn mời cậu đến giảng ở Đại học Y, không biết cậu có thời gian không? Tần Lâm suy nghĩ giây lát, thời gian thì không thành vấn đề, nhưng mà có cần thiết không? Những sinh viên của trường đại học y thực ra đều là những người mới bắt đầu học đông y, có rất nhiều tiền bối chỉ dạy bọn họ rồi. Ví dụ như các đại sư đông y như Thái Trường Phúc, Khổng Phàm Lâm, trình độ của bọn họ đã cực kỳ cao rồi, chỉ dạy cho những sinh viên mới này thì hoàn toàn không có vấn đề. Mặc dù trong mắt Tần Lâm, Thái Trường Phúc và Khổng Phàm Lâm vẫn còn phải cải thiện nhiều, thậm chí những sách của Thái Trường Phúc viết có rất nhiều lỗi sai, nhưng cũng thừa đủ để dạy cho những lính mới này. Nếu Tần Lâm đi thì có vẻ hơi giao châu mổ gà. Và lại, rất nhiều điều Tần Lâm nói khiến Thái Trường không, Khổng Phàm Lâm bừng tỉnh hiểu ra là vì kiến thức chuyên môn của bọn họ đã tích lũy đến trình độ này rồi. Nhưng những sinh viên kia chưa đạt đến trình độ này, bài giảng của Tần Lâm cũng không thể khiến bọn họ cảm nhận được cảm giác núi cao còn có núi cao hơn, có thể sẽ không đạt được hiệu quả tốt lắm. Thái Trường Phúc nói, tất nhiên là cần thiết, gần đây khoa mắt của trường Đại học Y mới chính thức ra mắt. Đông Tây Y gần như chưa có sự kết hợp về phương diện này, vì thế chúng tôi muốn mời một người có uy tín đến giảng dạy về sự kết hợp của Đông Tây Y trong khoa mắt. Tần Lâm ngẫm nghĩ, cái này thì được. Nếu bảo Tần Lâm giảng về chủ đề bất kỳ, thì anh thật sự không biết giảng về thứ gì, nhưng có chủ đề sẵn thì tốt rồi. Sau khi nghiên cứu một lúc, Tần Lâm liền bắt tay vào chuẩn bị. Trưa hôm sau, một nhóm sinh viên đang tập trung ở cổng Đại học Y tỉnh Hán Đông để đợi Tần Đại Sư đến. Khi Thái Trường Phúc bước vào trường thấy đám sinh viên tụ tập ở đây thì thắc mắc hỏi. Các em tập trung ở đây làm gì vậy? Mấy bạn sinh viên nói, thưa thầy Thái, chúng em đang đợi Tần Đại Sư ạ. Thái Trường Phúc cười nói, các em cũng đâu có quen biết, em có biết ai là Tần Đại Sư không?
mọi người quay sang nhìn nhau, đúng là vậy, bọn họ không quen biết Tần Đại Sư, cho dù Tần Đại Sư có xuất hiện thì bọn họ cũng chưa chắc đã nhận ra. Nhưng có lẽ Tần Đại Sư là người rất phong độ nhỉ. Thái Trường Phúc bất lực lắc đầu, Tần Đại Sư rất vô cùng khiêm tốn, hơn nữa tuổi tác cũng tầm tầm các em, bảo cậu ấy là sinh viên cũng có người tin, vì vậy các em không cần đợi ở đây đâu, được rồi, thầy vào trước đây. Nói xong, Thái Trường Phúc liền bước vào trong trường. Mấy bạn sinh viên cũng nhìn nhau, chúng ta cũng giải tán đi, dù sao cũng không biết ai là Tần Đại Sư, đợi cũng vô ích, không bằng vào trong chiếm chỗ ngồi tốt. Cũng được, đi thôi. Mấy sinh viên đang chuẩn bị rời đi, thì đột nhiên có một người ăn xin lảo đảo đi đến, một tay cầm gậy trống, một tay cầm bát, ăn mặc rách nát. Mấy bạn sinh viên này, mắt tôi bị mù, các bạn cho tôi ít tiền ăn với. Người ăn xin này đeo kính râm, có vẻ như là người mù. Mọi người nhíu mày, nói nhỏ. Lớp trưởng, đây có phải là ăn xin thật không? Trong xã hội ngày nay có quá nhiều ăn xin giả mạo, giả vờ đau ốm tàn tật, ban ngày xin tiền, ban đêm lái siêu xe vào ba, chuyện này cũng không có gì xa lạ. Tất cả mọi người bây giờ cũng đều giơ cao cảnh giác, gặp ăn xin phải chú ý để tránh bị lừa. Lớp trưởng suy nghĩ rồi nói, mọi người xem tôi đây. Lớp trưởng bước lên trước, trực tiếp tháo kính râm của người ăn xin xuống. Ông ơi, mắt ông bị làm sao vậy ạ? Người ăn xin sững sờ một lúc, rồi nói, tôi bị mù bẩm sinh, từ nhỏ đã không thấy gì. Lớp trưởng mỉm cười, thế à, vậy thì trùng hợp quá, chúng tôi là sinh viên khoa mắt trường đại học y, để chúng tôi xem giúp ông. Nói rồi, lớp trưởng lấy từ trong túi áo ra một chiếc đèn pin nhỏ, chuẩn bị khám bệnh cho người ăn xin. Vẻ mặt người ăn xin hơi lúng túng khẽ tránh ra sau. Không cần đâu chàng trai, mắt của tôi sinh ra đã bị như vậy rồi, không chữa được đâu. Lớp trưởng cười ha hả nói, cái này khó nói lắm, hiện giờ công nghệ tiên tiến như vậy, không chừng có thể chữa được cho ông đó, để tôi xem. Người ăn xin mù không tránh được, chỉ đành đứng đó cho lớp trưởng chữa bệnh. Lớp trưởng tách mí mắt của người ăn xin ra, chiếu đèn pin vào, cậu ta đột nhiên mỉm cười, sau đó nói với các bạn. Thấy chưa, đồng tử phản xạ bình thường, chứng tỏ đồng tử không có vấn đề gì, giác mạc cũng không bị tổn thương. Những người bị mù bẩm sinh, đồng tử đều không có phản xạ, cho dù có dùng ánh sáng mạnh hơn nữa chiếu vào, đồng tử cũng không co lại hoặc giãn ra. Cái này nói lên điều gì? Chứng tỏ người này đang giả vờ. Người ăn xin vội vàng lui ra sau, cướp lại kính râm, trừng mắt lườm bọn họ, sau đó nhanh chóng rời đi. Các bạn học bật cười ha hả, người ăn xin này thú vị thật đó, giả vờ mù lại gặp chúng sinh viên khoa mắt chúng ta. Người ăn xin đổi sang địa điểm khác, đeo kính lên tiếp tục giở trò lừa gạt. Tần Lâm bước đến cổng đại học y, vừa định bước vào thì người ăn xin đột nhiên bước đến xòe tay ra nói. Bạn học, hãy thương tình cho tôi ít tiền, tôi bị mù bẩm sinh, không nhìn thấy gì cả. Tần Lâm nhíu mày, đồng thời tháo kính người ăn xin xuống, mở mí mắt ông ta, lập tức nhíu mày nói. Mặc dù ông không phải bị mù bẩm sinh, nhưng cũng sớm mất thị lực thôi, cho ông ít tiền vậy. Tần Lâm rút ra mấy trăm tệ từ trong túi đưa cho ông già ăn mày tươi cười, giả bộ cảm ơn. Sau đó cầm tiền chạy mất. Nhìn thấy Tần Lâm cho tiền, mấy bạn học nhíu mày, có hơi cạn lời. Tên nhãi này thuộc khoa nào vậy, sao ngu thế, thế mà cũng bị lừa. Mọi người đều lắc đầu lia lịa tỏ vẻ không biết, cùng đi qua bắt chuyện với Tần Lâm. Người anh em, anh học lớp nào thế? Tần Lâm sững sờ, cười nói, tôi không phải sinh viên. Lớp trưởng cạn lời, chẳng trách, anh không phải sinh viên của đại học y khoa chúng tôi đúng không? Tôi bảo này, sao anh không nhận ra được ông ta giả mù vậy? Tần Lâm nói, tôi nhận ra mà, tháo kính xuống, đồng tử mắt có phản ứng, rõ ràng là giả mù. Mấy bạn học sững sờ, anh không phải sinh viên của trường tôi thật sao, vậy anh là bác sĩ à? Đúng vậy, Tần Lâm nói. Lớp trưởng và mấy bạn học cười, vỗ vai Tần Lâm nói. Người anh em cũng có chút y thuật đấy, nếu biết ông ta giả mù thì sao còn đưa tiền, anh bị sao vậy? Tần Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù ông ta bây giờ không mù nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ mù, mắt của ông ta bị viêm giác mạc cấp tính, bệnh đã vào đến xương rồi. Lớp trưởng sững sờ, sau đó cười. Người anh em đừng đùa, viêm giác mạc cấp tính sao? Đó chẳng phải là đau mắt đỏ sao,
đau mắt đỏ thì sao có thể bệnh vào đến xương được. Thôi vậy, tôi thấy anh cũng chẳng hiểu đâu, đừng giả bộ như hiểu nữa, anh có tiền cho ông ta thì chúng tôi cũng chẳng quan tâm, thôi, chúng tôi đi đây. Mấy bạn học xoay người đi về trường, chuẩn bị dự tiết học của Tần đại sư. Trên đường mọi người vẫn thảo luận, nói Tần Lâm nhất định là thuộc khoa khác, nếu không cũng là loại bác sĩ vớ vẩn, chẳng làm ăn được gì. Viêm giác mạc cấp tính chính là bệnh đau mắt đỏ trong dân gian, loại bệnh này rất đơn giản, thực ra ngày thường không chú ý vệ sinh, thường dùng tay xoa mắt, nên khiến bụi bẩn lọt vào trong mắt. Lại thêm lúc đó bản thân bị cảm hoặc thể chất không tốt thì có thể bị loại bệnh này. Viêm giác mạc cấp tính rất dễ chữa, nếu như bản thân không có bệnh lý nền, chăm rửa tay, chú ý vệ sinh cơ thể thì khoảng 10 ngày là khỏi. Nếu như sử dụng các loại thuốc nhỏ mắt như thuốc nhỏ mắt natri hyaluronate và thuốc nhỏ mắt ofloxacin thì có thể hồi phục nhanh hơn. Nhanh nhất 3-4 ngày sẽ thấy hiệu quả, cho dù để đấy không quan tâm thì cũng không có ảnh hưởng gì, cùng lắm là khó chịu thôi. Buồn cười nhất là Tần Lâm lại bảo bệnh viêm giác mạc cấp tính này có thể bị mù, đây rõ ràng là không hiểu gì. Nghe thấy đám sinh viên này thảo luận, Tần Lâm cũng cạn lời. Khoảng cách giữa đám sinh viên này với anh là quá lớn. Mặc dù viêm giác mạc cấp tính không khiến người khác bị mù, cũng có thể tự khỏi. Nhưng tiền đề là cơ thể người bệnh phải bình thường khỏe mạnh, không có bệnh lý nền. Không bị bất kỳ loại bệnh nào khác ảnh hưởng, hơn nữa cơ thể khỏe mạnh thì tự khỏi là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ không như vậy, ông già ăn mày lúc nãy, Tần Lâm vừa nhìn là nhận ra, môi tái nhợt, móng tay dẹt, hơn nữa tai còn có dấu trắng, rõ ràng là loại thể chất dễ nhiễm bệnh. Loại người này một khi bị viêm giác mạc thì sẽ rất khó chữa trị, lại thêm ngày thường hay giả mù nên luôn đeo kính râm, hoặc mấy thứ khác, nên gây tổn thương mắt. Hoàn cảnh sinh sống thì bẩn thỉu, vì ăn xin nên ông ta đương nhiên sẽ tỏ ra bẩn thỉu, dưới điều kiện không hợp vệ sinh như vậy, chưa đến 2 tháng nữa, ông già ăn mày này sẽ bị mù. Sau khi đi vào trường, Tần Lâm tìm Thái Trường Phúc và một số lãnh đạo của trường học. Nhìn thấy anh còn trẻ như vậy, mấy lãnh đạo đều sững sờ, bọn họ đều thuộc hàng phó giáo sư hoặc giáo sư, hôm nay nghe nói Tần Đại Sư sẽ đến nên đặc biệt đến nghe giảng. Họ kéo Thái Trường Phúc lại, nói nhỏ. Thái Đại Sư, ông có chắc chắn đây là Tần Đại Sư không? Sao giống sinh viên trường thế, trẻ như vậy cơ à? Thái Trường Phúc nói, Tần Đại Sư trẻ như vậy đó, mọi người đừng nghi ngờ, tôi đã nói chuyện với Tần Đại Sư mấy lần rồi. Mấy giáo sư này bán tín bán nghi. Có điều nếu Thái Trường Phúc đã nói như vậy thì chắc không sai đâu, dù sao Thái Đại Sư cũng rất đáng tin. Thái Trường Phúc và mấy giáo sư đi vào giảng đường trước, đây là giảng đường lớn nhất Đại học Y Khoa, lúc này giảng đường đã được ngồi kín, mấy chỗ trống đằng sau đều có sinh viên đứng kín. Đa phần đều là sinh viên khoa mắt của trường, cũng có một số khoa khác đến xem, dù sao cũng là Tần Đại Sư, người nổi tiếng trong ngành. Đặc biệt là chuyện xảy ra vào lúc trước khiến bây giờ Tần Đại Sư đã được mọi người tung hô là đại sư hot nhất mạng xã hội, chỉ có điều không ai biết Tần Đại Sư trông như thế nào. Thậm chí mấy cảnh quay của Tần Đại Sư trong Đại hội Đông Y lúc trước còn được mọi người cắt thành meme, chỉ có điều đều là ảnh anh đeo mặt nạ. Được rồi, hôm nay Tần Đại Sư đến trường chúng ta giảng giải kiến thức chuyên môn, mọi người cho một tràng vỗ tay nào. Mọi người nhiệt tình vỗ tay, mắt ai cũng phát sáng. Cuối cùng cũng có cơ hội tận mắt chứng kiến phong thái của Tần Đại Sư rồi. Sau khi Tần Lâm đi vào phòng, tiếng vỗ tay ngớt dần, chỉ còn lác đác vài tiếng, nghe rất buồn cười. Tất cả mọi người đều mắt chữ A mồm chữ O, nhìn thấy người đàn ông tuổi tác tương đương bọn họ thì ai ai cũng kinh ngạc. Đây là Tần Đại Sư sao? Mọi người đều sững sờ, Tần Đại Sư trẻ quá. Mặc dù lúc trước nghe nói Tần Đại Sư trẻ tuổi, nhưng nghĩ chắc cũng phải hơn 30. Dù sao cũng được xưng là đại sư, chắc chắn cũng phải hơn 30 tuổi. Nhưng không ngờ, trông Tần Lâm cũng tầm tuổi bọn họ, tầm hơn 20 tuổi mà đã trở thành bác sĩ đứng đầu cả nước rồi sao? Dưới bục giảng, những bạn học lúc trước nhìn thấy Tần Lâm đều mắt chữ A mồm chữ O, đặc biệt là lớp trưởng của bọn họ Vương Húc Đông. Ai ai cũng sững sờ. Anh là Tần Đại Sư. Tần Lâm nhìn Vương Húc Đông gật đầu nói, có duyên phết nhỉ, vừa nãy vừa gặp. Khóe miệng Vương Húc Đông giật giật. Tên nhãi này mà là Tần Đại Sư sao, đây là mà là Tần Đại Sư hot nhất mạng xã hội sao? Lúc trước bọn họ cũng từng chứng kiến y thuật của Tần Lâm trước cổng trường,
còn chẳng nhận ra ông già ăn mày giả mù vậy mà còn đến đây giảng bài cho bọn họ. Sao Thái Đại Sư lại bị lừa vậy? Đã từng có rất nhiều lời đồn đại trên mạng, nhưng bây giờ xem ra điều đó không phải là không có căn cứ, vì ai cũng nói như vậy thì đương nhiên cũng có lý. Nhìn mặt không bằng nghe danh, Vương Húc Đông thất vọng vô cùng, thấy Tần Đại Sư chỉ là một nhân vật thực sự của giới truyền thông, chỉ là được mọi người thổi phồng quá thôi chứ chẳng phải đại sư y thuật. Tần Lâm đứng trên bục giảng, thẳng thắn nói. Cái gọi là khoa mắt, bao gồm tất cả dây thần kinh, kinh mạch, mạch máu nối với mắt. Có rất nhiều bộ phận được nối với mắt, hầu như cả phần đầu đều ảnh hưởng đến mắt, vậy nên muốn học được khoa mắt thì nhất định phải học khoa não. Muốn học khoa não thì phải giỏi tất cả những ngành học khác, vậy nên trong đông y, không thể phân loại rõ ràng khoa mắt ra. Bây giờ phân riêng dễ ra là vì để người bệnh có thể dễ dàng khám bệnh hơn, người bệnh có thể phân khoa nhưng bác sĩ chúng ta thì không được. Tôi gợi ý cho tất cả các bác sĩ tương lai ở đây nên giỏi tất cả các khoa chứ đừng chỉ chuyên tâm học một khoa. Nghe thấy Tần Lâm nói năng linh tinh, Vương Húc Đông có hơi không nhịn được, không thèm giơ tay mà ở dưới nói leo. Tần Đại Sư, nghe thấy anh nói như vậy, vậy anh giỏi tất cả các khoa à? Tần Lâm hơi sững sờ, lạnh lùng nói. Ngoại trừ phụ khoa tôi hơi kém một chút, nếu so với mấy cậu thì tôi thực sự cũng được coi là giỏi. Lời Tần Lâm lập tức khiến mọi người xôn xao. Điên cuồng quá. So với bọn họ thì được coi là giỏi, lời này đúng là đang giễu cợt tất cả bọn họ mà. Tần Lâm là đàn ông, không giỏi phụ khoa là bình thường, thậm chí cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng những khoa ngành khác, nếu so với sinh viên đại học bọn họ thì nhất định được coi là thông thạo. Chỉ có điều Tần Lâm cho rằng mấy thứ như y học thì không có biên giới, nếu như bảo là thông thạo thì cũng chỉ là tương đối mà thôi. Đám Vương Húc Đông lập tức không phục, liền cười khẩy. Tần Đại Sư, anh nói câu này hơi quá đáng đấy. Không nói những khoa khác, chỉ nói khoa mắt thôi, anh nghĩ trình độ y học của anh cao hơn chúng tôi sao? Thái Trường Phúc nhíu mày, vội vàng đánh mắt với Vương Húc Đông. Cậu sinh viên này, cậu phải tôn trọng bác sĩ đứng giảng. Vương Húc Đông cười mỉm, thầy Thái, em đâu có không tôn trọng đâu ạ, có điều nếu là thảo luận về học thuật thì khó tránh việc giao lưu nói chuyện, em thấy Tần Đại Sư này hình như cũng chẳng hiểu biết về khoa mắt lắm đâu, vừa nãy còn gặp một ông già ăn xin ở bên ngoài giả mù, Tần Đại Sư còn cho ông ta tiền, không thể nói đây là tốt bụng được nhỉ. Vương Húc Đông nói xong, mọi người đều ôm miệng cười. Nhiều người từng thấy ông già mù ở cổng trường rồi. Ông ta lừa ai cũng được nhưng không thể nào lừa được đám sinh viên khoa mắt, dù sao cũng đều là chuyên gia, vừa nhìn là biết ngay giả hay thật. Tần Lâm lại cho ông ta đến mấy trăm tệ, mặc dù cũng tốt bụng ấy, nhưng điều này có nghĩa là y thuật của Tần Đại Sư cũng chẳng đến đâu cả. Ngay cả mù thật hay mù giả cũng không phân biệt được, với cái trình độ này thì sao có đủ tư cách để đứng lớp giảng bài cho bọn họ. Tần Lâm cười nhạt, đây là vấn đề đầu tiên mà tôi muốn giảng. Muốn có thành tựu ở khoa mắt thì nhưng khoa khác nhất định phải giỏi, cho dù không có thời gian tìm hiểu thì ít nhất cũng phải đạt đủ tiêu chuẩn. Tần Lâm nói xong, mọi người lộ vẻ không quan tâm. Rõ ràng, bản thân Tần Lâm còn không đạt đủ tiêu chuẩn, nếu không thì sao có thể không nhìn ra ông ta giả mù chứ? Khi Tần Lâm chuẩn bị tiếp tục giảng thì đột nhiên có sinh viên vội vàng xông đến cửa lớp. Các thầy cô ơi, ngoài cổng xảy ra chuyện rồi, có người đột nhiên chảy máu mắt. Mặt mấy giáo sư lập tức biến sắc, mau đưa đến phòng y tế. Còn chưa dặn dò xong đã có mấy sinh viên cao to cường tráng khiêng người bệnh đến đây. Giáo sư nhíu mày, khiêng đến đây làm gì, đây đâu phải phòng y tế. Mấy bảo vệ cũng không còn cách nào khác, phòng y tế không có ai, thấy bảo mọi người đều ở đây. Mấy bác sĩ trong phòng y tế đều rất ngượng ngùng, nghe nói Tần Lâm đến nên bọn họ đều rời khỏi vị trí làm việc, không nhịn được mà qua đây xem. Kết quả không ngờ đúng lúc này lại có người bị thương. Vương Húc Đông nhìn qua lập tức nhíu mày, đây chẳng phải ông già ăn mày lúc nãy sao? Người bệnh không ngừng dụi mắt, nhưng từ cách ăn mặc thì có thể nhận ra đây là ông già ăn mày lúc nãy. Vương Húc Đông nhíu mày, vội vàng kéo tay người bệnh. Đừng chạm vào mắt nữa. Sau khi kéo tay người bệnh nhìn thấy mắt ông già ăn mày chảy máu, trông vô cùng kinh dị. Vương Húc Đông nhíu mày, chuyện gì xảy ra thế này? Tránh ra, để giáo sư Lưu xem. Vương Húc Đông cũng chỉ là sinh viên mà thôi, nhiều chuyên gia giáo sư đang ở đây đến vậy, đâu đến lượt cậu ta khám bệnh.
Giáo sư Lưu là chuyên gia lão thành của khoa mắt, kiến thức lâm sàng và kinh nghiệm từng trải đều vô cùng phong phú. Nhìn thấy tình hình này liền vội vàng khám phần mắt, phát hiện ra không bị tổn thương bên ngoài, chắc không phải do bị va đập nên chảy máu. Vừa nãy tại sao lại chảy máu mắt? Người bệnh hơi hoảng, tôi cũng không biết, tôi vừa dụi mắt thì thấy đau, sau đó chảy máu thì tôi không mở được mắt nữa. Giáo sư Lưu nhíu mày, lấy tăm bông và thuốc khử trùng cho tôi. Y tá đem đến tăm bông và một chai cồn iốt, giáo sư Lưu lập tức khử trùng. Sau một hồi lau chùi, chỗ cáu bẩn và vết máu ở xung quanh đã được lau sạch, giáo sư Lưu nói. Mở mắt ra để tôi khám. Ông già ăn mày cảm thấy thoải mái hẳn, từ từ mở mắt ra, sau đó, sắc mặt thay đổi. Chết rồi, tôi không nhìn thấy gì nữa, sao tôi không nhìn thấy gì thế này, tôi mù rồi, cứu mạng, cứu mạng. Thế giới này thực sự không có chuyện gì đau đớn bằng việc đột nhiên mất đi thị giác. Ông già ăn mày mặt xám như tro, sợ đến mức hồn bay phách lạc, trở nên hoảng loạn, cứ như một tên điên vậy. May mà có bảo vệ đứng bên giữ chặt ông ta thì mọi người mới không gặp nguy hiểm. Đừng động đây nữa, mắt của ông có lẽ là... Giáo sư Lưu do dự một lúc này tôi tạm thời chưa thể chẩn đoán ông bị bệnh gì, còn cần tiến hành kiểm tra bằng máy móc tối tân, tôi khuyên ông nên đến bệnh viện trung ương tỉnh để khám. Sắc mặt ông già ăn mày vô cùng khó coi, cảm giác như trời đất sụp đổ. Tần Lâm nói, không cần đi vội đâu, tôi khám giúp ông. Lúc trước Tần Lâm từng khám cho ông ta ở ngoài cổng rồi, có điều không đủ kỹ lưỡng, không ngờ lại xảy ra chuyện nhanh đến vậy, nhanh hơn anh nghĩ nhiều. Tần Lâm tiến lên, kéo tay ông già ăn mày để bắt mạch, mấy phút sau, nhíu mày nói. Bệnh của ông xuất phát từ nhiều nhân tố, vừa nãy tôi vừa giảng qua rồi. Muốn giỏi khoa mắt thì phải thông tuệ kiến thức của những khoa khác. Bệnh của ông chỉ là viên giác mạc cấp tính bình thường, nhưng vì ông có thể chất mẫn cảm, sống lối sống không lành mạnh trong thời gian dài, tác phong sinh hoạt không điều độ nên mới dẫn đến sức khỏe yếu, bị nhiễm bệnh vặt này cũng có thể khiến ông mất đi thị giác. Sắc mặt ông già ăn mày thay đổi, bác sĩ, bây giờ phải làm thế nào, cậu cứu tôi với, cầu xin cậu cứu tôi với. Sắc mặt Vương Húc Đông lúc này khó coi vô cùng, lúc nãy bọn họ ở ngoài cổng còn to mồm bảo ông già ăn mày này giả mù, hơn nữa mắt chẳng hề bị bệnh, nhưng bây giờ, có vẻ như mắt ông già ăn mày thực sự có bệnh rất nghiêm trọng. Lúc này Vương Húc Đông mới hiểu ra, chẳng trách lúc ở bên ngoài Tần Lâm bảo ông ta sắp mù, không ngờ lại là thật. Tần Lâm nói, bệnh này không khó chữa, chỉ là không biết ông có muốn chữa không, trước tiên ông phải giữ gìn vệ sinh, không thể sống bẩn thỉu thế này được, nếu không vi khuẩn ở đâu cũng có, cho dù hôm nay mắt không sao thì ngày mai cũng khó tránh được nhiễm trùng. Thứ hai, ông nhất định phải ăn uống hợp lý, không được rượu chè quá độ, ăn uống thả phanh. Cuối cùng, tác phong sinh hoạt phải có quy luật, ông có làm được không? Ông già ăn mày do dự. Bất đắc dĩ gật đầu, chỉ cần mắt tôi khỏi là được, bác sĩ yên tâm, tôi sẽ không bao giờ đi ăn xin nữa. Ông già ăn mày này có tay có chân, chỉ cố ý giả bộ mù mà thôi, ông ta hoàn toàn có thể tìm được công việc bình thường. Tần Lâm nói như vậy, sau này ông ta sẽ không bao giờ dám lừa người, đi ăn xin nữa. Được, nếu ông có thể làm được vậy thì tôi sẽ chữa cho ông, tôi cần ông phối hợp một chút. Nào, tìm một chỗ cho ông ta nằm xuống. Chuẩn bị châm cứu. Nhìn thấy Tần Lâm đích thân ra tay, Thái Trường Phúc đích thân giúp đỡ. Đây là Tần Đại Sư đó, Tần Đại Sư ra tay chữa bệnh, người bình thường không có tư cách làm trợ thủ đâu. Mọi người chuẩn bị bàn, đặt ông già ăn mày nằm xuống, sau đó Thái Trường Phúc lấy kim bạc của mình ra đưa cho Tần Lâm. Tần Đại Sư chuẩn bị dùng phương pháp châm cứu nào? Tần Lâm nói, đâm vào minh huyệt. Thái Trường Phúc lập tức nhíu mày, sắc mặt hơi đổi. Tần Đại Sư, cậu có chắc chắn đâm vào minh huyệt không? Vị trí của minh huyệt rất gần nhãn cầu, một khi không cẩn thận thì có thể gây tổn thương đến nhãn cầu của người bệnh. Tần Lâm gật đầu, tôi biết điều này. Thái Trường Phúc nói, tôi đương nhiên không hoài nghi thực lực của Tần Đại Sư, nhưng thể chất mỗi người đều khác nhau, có người minh huyệt nằm sau nhãn cầu, căn bản không thể châm cứu, Tần Đại Sư có chắc chắn không? Tần Lâm nói, tôi đương nhiên có cách. Nói xong, bắt đầu kiểm tra mắt người bệnh. Vị trí của minh huyệt nằm giữa vành mắt và nhãn cầu, vị trí này rất đặc biệt, khi mát xa cũng chỉ có thể ấn nhẹ nhàng mà thôi. Nhưng rất ít người châm cứu vào chỗ này, một là châm cứu chỗ này hiệu quả không nhiều.
trừ phi là để chữa trị chứng viêm hay nhiễm trùng mà thôi. Bệnh nhỏ thế này thực ra không cần phương pháp phức tạp đến vậy, bây giờ có rất nhiều thuốc Tây có thể chữa được bệnh, như thuốc nhỏ mắt khử trùng cũng có thể. Hai là, châm cứu ở vị trí này quá nguy hiểm. Cấu tạo cơ thể mỗi người đều hoàn toàn khác nhau, có người có minh huyệt nằm sau nhãn cầu hơi đặc biệt thì rất khó để châm cứu vào huyệt vị này, cùng lắm là có thể mát xa mà thôi. Tần Lâm và Thái Trường Phúc kiểm tra một hồi, giáo sư Lưu nhíu mày, lắc đầu nói. Quả nhiên, người bệnh này có nhãn cầu đặc biệt, kim bạc không thể đâm đến huyệt vị đó được. Những giáo sư khác cũng gật đầu, đúng là không đến được, nếu như cứ cố đâm vào thì có thể gây tổn thương đến nhãn cầu, như vậy không những không chữa khỏi mà còn khiến người bệnh mù mãi mãi. Tần Lâm nói, có thể, đưa kim bạc đây. Giáo sư Lưu nhíu mày, nói Tần Đại Sư, hay là xem xét phương án khác, cách này mạo hiểm quá. Tần Lâm cười nói, cái này đâu tính là mạo hiểm. Vừa hay tôi cũng muốn dạy cho mọi người kỹ xảo này, tên là kim cong. Nói xong, Tần Lâm lấy kim bạc ra, dưới sự chú ý của mọi người, nhẹ nhàng dùng sức bẻ cong kim bạc. Động tác này giữ khoảng mấy giây, Tần Lâm thả tay ra, kim bạc xuất hiện độ cong nhỏ. Trong tình huống bình thường, kim bạc khá giòn, bẻ sẽ không cong. Chỉ là Tần Lâm từ từ ấn giữ mới có thể xuất hiện độ cong này không chỉ nhỏ mà không giữ được lâu. Chẳng mấy chốc đã quay về nguyên dạng. Vậy nên phải làm rất nhanh, nhân lúc kim bạc còn cong phải tiến hành châm cứu. Tần Lâm đánh mắt với giáo sư Lưu nói, ấn giữ phần đầu của người bệnh, không được để cho người bệnh động đậy. Được. Giáo sư Lưu đã hiểu, phương pháp châm cứu tỉ mỉ này không thua kém gì phẫu thuật, nhất định phải khống chế người bệnh không được động đậy. Giáo sư Lưu và Thái Trường Phúc ấn đầu người bệnh đột nhiên lo lắng. Sao vậy? Sao vậy, mấy người muốn làm gì? Tần Lâm nói, đừng lo, bây giờ tôi sẽ châm cứu cho ông đừng động đậy, phối hợp với tôi một chút, sẽ không, đau đâu. Khi nói ba chữ, không đau đâu, ngón trỏ và ngón cái ấn kim bạc, ngoài ra ba ngón tay còn lại ấn lên xương lông mày để phân tán sự chú ý. Sau đó, một cây kim đâm vào minh huyệt. Giáo sư Lưu và Thái Trường Phúc đứng bên cạnh nín thở, tim đập nhanh vô cùng, lo lắng muốn chết. Đúng là người tài gan lớn mà. Nếu không có Tần Lâm nắm vững thì bọn họ thực sự không dám động vào phương pháp châm cứu này. Ấn cong kim bạc lại có thể đâm vào huyệt vị, nắm vững kỹ năng cơ bản, hơn nữa còn trẻ tuổi, chắc tay, điều này khiến cho hai vị chuyên gia giàu kinh nghiệm ngưỡng mộ vô cùng. Sau khi kim bạc đâm vào bên trong, người bệnh lập tức ngoan ngoãn, vì ông ta cảm nhận được cây kim bạc đang cắn trên mắt mình nên không dám động đậy. Vù! Tần Lâm dùng tay búng nhẹ một cái, kim bạc tạo ra tiếng vù vù. Mấy giây sau, anh rút kim. Con mắt thứ hai cũng làm y như vậy. Sau khi hai cây kim được đâm xuống, khóe mắt ông già ăn mày chảy ra một chất dịch dinh dính, Tần Lâm dùng tăm bông nhúng cồn cẩn thận lau đi. Lấy cho tôi một ít thuốc nhỏ mắt natri hyaluronate. Đây là trường đại học y, cái thứ thông dụng như vậy ở đâu cũng có. Sau khi cầm ra thì nhỏ hai giọt vào mắt ông già ăn mày. Nhắm mắt, nghỉ ngơi 10 phút. Sau 10 phút, khi ông già ăn mày mở mắt ra, mặt mày vui mừng kinh ngạc. Tôi nhìn thấy rồi, tôi lại nhìn thấy rồi, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ. Ông già ăn mày dập đầu cảm ơn Tần Lâm, khuôn mặt vui mừng lúc này là thật. Tần Lâm vội vàng đỡ ông ta lên, sau đó cả giảng đường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Tất cả giảng viên, sinh viên đều vỗ tay. Đâu còn ai dám bảo Tần Lâm không hiểu khoa mắt nữa đâu. Ngay cả độ cong nhỏ bé giữa nhãn cầu và minh huyệt còn có thể đâm vào chuẩn xác được thì Tần Lâm đúng là thông thạo lĩnh vực này. Anh giỏi hơn tất cả sinh viên, thậm chí là giáo sư. Lúc này, Thái Trường Phúc và giáo sư Lưu đều kính phục Tần Lâm hơn nữa, trẻ tuổi như này, mà có kiến thức y thuật cao siêu đến thế, trong đầu anh không biết có gì vậy. Rốt cuộc học từ ai mới có y thuật cái thế hơn người đến vậy? Sau khi ông già ăn mày được chữa khỏi liền được đưa ra ngoài, sau này phải chú ý hơn, mỗi ngày nhỏ thuốc, khoảng một tháng là sẽ khỏi hẳn. Nếu ông ta còn giả mù đi lừa người nữa thì sẽ có khả năng lại bệnh, nếu lại bị lại thì chắc không ai chữa nổi. Sau đó, Tần Lâm quay về giảng đường, tất cả sinh viên đều nghiêm túc lấy giấy bút ra, chuẩn bị ghi chép bài giảng. Có khúc nhạc đệm lúc nãy xen vào. Quá trình giảng bài của Tần Lâm thuận lợi hơn nhiều, tất cả mọi người đều nghiêm túc lắng nghe, đã từng được thấy qua phương pháp chữa bệnh của Tần Lâm,
còn ai dám khinh thường Tần đại sư nữa. Lúc trước còn toàn gọi anh là đại sư hot nhất mạng xã hội, bây giờ chẳng ai dám gọi vậy nữa. Hóa ra Tần Lâm thực sự lợi hại đến mức khiến cho người khác không dám tin. Bài giảng của Tần Lâm khiến cho mọi người đều yên lặng lắng nghe, thu được không ít kiến thức, dù sao trong đấy cũng toàn tinh túy của y học cả. Đúng là đại sư, thực sự hiểu biết hệ thống đông y. Tần Lâm cũng từng đứng ở vị trí của bọn họ, biết bọn họ muốn hỏi gì, nên liền giảng luôn vấn đề ấy. Một tiết học kết thúc, tất cả mọi người đều chưa thỏa mãn, giáo sư Lưu kéo tay Tần Lâm kích động nói. Tần đại sư, tôi muốn xin trường chúng tôi cho cậu chức phụ giảng viên, sau này có thể lựa thời gian rảnh để đến chỉ dạy cho đám trẻ, bọn nó cũng toàn trụ cột của nước nhà. Giáo sư Lưu thực ra muốn Tần Lâm đến nhiều chút, ông ta cũng có thể thu được thêm nhiều kiến thức, chỉ có điều không dám nói ra, chỉ có thể dùng đám sinh viên làm bia đỡ đạn. Tần Lâm cười, cũng vui vẻ đồng ý, truyền thụ kiến thức cũng là một phần của đông y. Y thuật tuyệt diệu của Diệp Hiên Viên cũng nên được truyền bá rộng rãi. Thái Trường Phúc tiễn Tần Lâm ra cổng, vừa đến cổng trường, nhìn thấy một người phụ nữ bày sạp hàng và một người đàn ông đeo kính râm. Mấy con khốn, ông đây ăn bánh kép của mày là nể mặt mày, mày làm bẩn thế sao tao ăn được? Còn dám đòi tiền tao? Người phụ nữ trung niên sắc mặt khó coi, anh ăn đồ của tôi lại không đưa tiền, tôi làm ăn buôn bán nên đương nhiên phải đòi tiền rồi. Chuyện đề cử. Tên đeo kính râm lạnh lùng hừ một tiếng, liền vứt nửa chiếc bánh kép đang ăn dở lên quầy hàng của người phụ nữ. Trả mày tiền, tao đưa mày, mày dám cầm không? Sao mày không hỏi thăm xem, ở đây có ai không biết anh Lư tao đây? Tao nghĩ mày không muốn buôn bán gì nữa đúng không? Nói xong, anh Lư đạp vào quầy hàng, khiến cho quầy hàng của người phụ nữ trung niên đổ sập xuống, bếp ga và bột mì vung vãi khắp nơi. Nể mặt mày, mày không muốn đúng không? Người phụ nữ trung niên sợ hết hồn, ai u một tiếng, sau đó lùi về sau mấy bước. Nhìn thấy đống đồ mình mất thời gian dài mới làm được đều bị phá hủy trong chốc lát, sắc mặt người phụ nữ trung niên vô cùng khó coi. Nhìn thấy cảnh này, Tần Lâm nhíu mày đi đến. Nếu như là người khác, anh có thể không quan tâm, nhưng người bày hàng là mẹ của Vương Đông Tuyết nên Tần Lâm không thể không quan tâm được. Tần Lâm tiến lên đỡ Từ Quyên dậy. Anh cảm thấy có chút buồn bực, tại sao Từ Quyên lại đột nhiên bày hàng ra đây bán vậy? Gì, sao gì lại ở đây vậy? Từ Quyên ngây người một lúc, sau đó cười khổ. Tiểu Lâm, không ngờ lại gặp cháu ở đây, dì ở đây cũng chẳng có việc gì làm, ra ngoài kiếm việc làm chút thôi, rảnh rỗi quá nên ra ngoài kiếm chút tiền lo cho gia đình. Sau khi cả nhà Từ Quyên chuyển đi, trong nhà cũng không còn ruộng đất gì cả, trước đây nhà bọn họ làm nông, làm ruộng để kiếm sống. Nhưng sau khi chuyển đi, hai vợ chồng ở nhà rảnh rỗi không có việc gì để làm nên Từ Quyên mới mở sạp hàng nhỏ này để làm ăn buôn bán. Bà ấy vốn có sở trường nấu ăn, tài nấu nướng của Vương Đông Tuyết cũng là bà ấy dạy, làm mấy món bánh kép ăn vặt không thành vấn đề. Nhưng không ngờ hôm nay ra đây bày hàng lại gặp phải chuyện này. Tần Lâm đưa mắt nhìn xung quanh, ở trước cổng trường ngoài Từ Quyên ra thì vẫn còn một sạp hàng ở bên cạnh, cũng bán bánh kép, người phụ nữ trung niên kia khoanh tay lại vẻ mặt đắc ý nhìn sang bên này. Bên cạnh cũng có mấy người đang hóng chuyện, thì thầm nói chuyện. Chị Đường. Con mụ này thật nực cười, dám đến cướp mối làm ăn của chị, người đeo kính đen kia là họ hàng nhà chị đúng không? Chị Đường cười lạnh, là cháu ngoại lớn của tôi đấy, con mụ kia tới đây làm ăn mà không chào hỏi tôi một câu, để tôi dạy mụ ta một bài học. Tần Lâm cũng nhận ra, đây là cạnh tranh giữa mấy người bán hàng nhỏ. Trước cổng trường vốn chỉ có một người bán bánh kép, bây giờ có thêm một người nữa. Chắc chắn có rất nhiều sinh viên không thích xếp hàng đợi thì sẽ sang bên kia mua. Hơn nữa một khi phát hiện ra bánh kép của Từ Quyên làm ngon hơn, chắc chắn sẽ có nhiều người nhảy sang bên này mua. Đến lúc đó bên chị Đường sẽ không làm ăn được nữa, bà ta tất nhiên không cho phép chuyện này xảy ra. Cho nên mới bảo cháu ngoại đến dạy bảo một trận. Sau khi Tần Lâm đỡ Từ Quyên dậy, nhìn đồ đặc bị đổ hết xuống đất liền chau mày nói. Anh là ai? Thanh niên đeo kính đen cười lạnh, mày hỏi thử xem, ở đây có ai không biết anh Lư không? Tần Lâm nói, anh Lư, anh ở nhóm của ai? Anh Lư cười lạnh, sao tao phải nói cho mày biết tên đại ca của tao? Mày là cái thá gì, định ra mặt giúp mụ này à? Tao thấy mày có vẻ ngứa đòn đấy. Tần Lâm chau mày, vẻ mặt khó chịu.
Nếu anh Lư này dễ nói chuyện thì Tần Lâm có thể tha cho hắn một lần, dù gì Từ Quyên mới đến đây cướp mối làm ăn của người ta, bị người ta nhắm vào cũng là chuyện bình thường. Nhưng dám phá sạp hàng của người ta thì có chút quá đáng. Tần Lâm nhìn bên sạp hàng của chị Đường, chau mày nói. Thế này đi, chúng tôi sẽ lùi một bước, ngày mai chúng tôi sẽ không bán bánh kép nữa, bán cái khác. Từ Quyên không thiếu tiền, chủ yếu là muốn kiếm công việc thôi. Bây giờ Vương Đông Tuyết làm streamer mỗi tháng thu nhập 3 đến 40.000, phụng dưỡng bố mẹ đầy đủ là chuyện vô cùng đơn giản. Cho nên Tần Lâm cũng không mong Từ Quyên kiếm tiền dựa vào nghề này, chỉ coi là giết thời gian thôi. Nếu bán bánh kép mà cướp mối làm ăn của người ta thì bán cái khác là được. Chị Đường hừ lạnh một tiếng, bán gì cũng không được. Nếu cậu bán que xiên ở đây, sinh viên ăn que xiên của cậu còn ăn bánh kép của tôi làm gì? Cậu không bán ở đây thì bọn họ không có lựa chọn khác, chỉ có thể mua đồ của tôi. Nói cho cậu biết, ở đây có nhiều người qua lại, tất cả đều là khách của tôi, hai người nghèo rất mồng tơi các người mau cút đi, đừng có làm loạn ở địa bàn của tôi. Nói xong, chị Đường tiến lại đạp một cái vào sạp hàng của Từ Quyên, làm bột mì bắn lên người bà ấy. Từ Quyên sợ lùi về sau mấy bước, trốn đằng sau Tần Lâm. Tần Lâm chau mày, mặt tỏ vẻ khó chịu. Các người đừng có được voi đòi tiên, tôi đã nhẫn nhịn các người nhiều rồi đó. Tần Lâm thực sự đã nhẫn nhịn bà ta, nếu không phải thấy bà ta chỉ buôn bán nhỏ thì Tần Lâm đã ra tay từ lâu rồi. Nhưng sự nhẫn nhịn của anh không phải vì sợ bà ta giễu võ dương oai. Chị Đường cười lạnh, thằng nhóc này, dám trả treo với bà à? Xem bà xử mày đây. Nói xong, chị Đường bước lên giáng một cái tát xuống. Thân hình chị Đường cũng cao to. Cơ thể cường tráng, nhìn còn mạnh hơn cả những người đàn ông bình thường, bà ta đứng trước mặt Tần Lâm, giáng cái tát xuống giống như muốn đập chết Tần Lâm vậy. Tất cả mọi người đều nín thở, từ lâu đã có người nói mụ Đường này ghê gớm rồi, không ngờ lại là thật, dám đánh cả đàn ông. Cậu thanh niên này ăn đủ rồi. Mặt chị Đường dữ tợn, tát một cái bốp. Âm thanh này không phải là chị Đường đánh Tần Lâm, mà là âm thanh tay Tần Lâm bắt lấy cánh tay chị Đường. Nhìn chị Đường cao lớn thô kệch như vậy, những người đàn ông bình thường chẳng phải là đối thủ của bà ta, nhưng bây giờ lại bị Tần Lâm bắt lấy cánh tay, không thể động đậy, cơn đau ở cánh tay khiến trán bà ta không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Làm gì vậy hả, cậu buông tôi ra, không nghe thấy hả? Tần Lâm hừ một tiếng, tôi đã nói rồi, đừng thử thách giới hạn của tôi. Nói xong Tần Lâm giơ tay lên giáng một cái tát xuống. Bốp! Tiếng tát vang lên lanh lảnh. Chị Đường quay mấy vòng rồi ngã xuống đất. A, à, cái tát rất mạnh, khiến một nửa bên mặt của chị Đường sưng phồng lên, khuôn mặt mập mạp của bà ta sưng lên như cái đầu lợn. Cậu dám đánh tôi, mẹ kiếp dám đánh tôi à, cháu trai, cậu ta đánh gì kìa? Anh Lư cũng trợn trừng mắt, phẫn nộ. Mày dám đánh gì tao? Mày toang rồi thằng chó. Nói xong, anh Lư siết chặt quả đấm, bước từng bước về phía Tần Lâm. Tất cả mọi người đều nín thở, rất nhiều người lấy điện thoại ra chuẩn bị báo cảnh sát. Anh Lư cao 1m9, thân hình vạm vỡ, cánh tay của gã phải to bằng đùi của Tần Lâm. Nếu thực sự đánh nhau thì căn bản không cùng đẳng cấp. Anh Lư nhảy tới chỗ Tần Lâm, vung một nắm đấm, dù gì cũng là người trong giang hồ nên dùng toàn chiêu hiểm. Nắm đấm này mà vào người bình thường thì chỉ có ngất luôn tại chỗ thôi. Vèo. Nhưng đáng tiếc là gã lại đang đối đầu với Tần Lâm. Một trận gió thổi qua, anh Lư loạng choạng, nắm đấm vung trong không khí. Anh Lư chau mày, chưa kịp rút tay về thì đột nhiên phát hiện có người nắm lấy bả vai mình. Năm ngón tay của Tần Lâm giống như kìm sắt vậy, nắm chắc lấy bả vai anh Lư, khẽ ấn xuống. Anh Lư đau đớn, lập tức quỳ xuống đất. Láo toét, thằng khốn mày dám đánh tao, mày đã nghĩ đến hậu quả chưa? Tần Lâm cười lạnh, giơ chân đạp một cái vào bả vai anh Lư. Rắc rắc một tiếng, vai anh Lư phát ra tiếng xương cốt nứt ra. A, à, con mẹ mày dám đánh tao, mày. Tần Lâm lại đạp tiếp rồi lạnh lùng nói. Tôi toang cái gì, hửm. Giơ chân lên lại đạp phát nữa. Rắc rắc, anh Lư nằm dạp xuống đất, hai bả vai bị Tần Lâm đạp gãy hết cả. Tôi phải nghĩ hậu quả gì cơ, hửm. Anh Lư bị Tần Lâm đạp lên, vẻ mặt dữ tợn. Đau đến nỗi chỉ biết nghiến răng, không nói nổi câu nào. Tần Lâm lại tiếp tục đạp. Toang cái gì, hửm, hậu quả gì, hửm,
anh nói đi xem nào. Anh Lư bị Tần Lâm đạp liên tục, không thốt lên lời, toàn thân đau đớn, bị đạp mấy cái đã rã rời như một bãi bùn nhão. Anh Lư nằm dưới đất, Tần Lâm ngồi xổm người xuống, cười lạnh. Không phải anh bảo tôi toang rồi sao, hậu quả gì đó cơ mà, nào, nói tôi nghe đi. Anh Lư dùng chút hơi sức cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói. Mày có gan thì để tao gọi điện thoại đi. Tần Lâm cười lạnh, được, để tôi gọi giúp anh. Nói xong, Tần Lâm móc điện thoại trong túi gã ra rồi đặt trước mặt gã. Nói đi, muốn gọi cho ai? Anh Lư ngây người, không ngờ Tần Lâm lại thật sự để gã gọi điện thoại. Được, mày cứ đợi đó. Anh Lư lập tức gọi điện thoại cho người có tên là anh Bạch trong danh bạ. Còn anh Bạch là ai, Tần Lâm cũng chưa từng nghe qua. Trong giới giang hồ anh chỉ tiếp xúc với người như Đoàn Bảo Đông và Bùi Lương, anh Bạch chỉ là tầng lớp bình thường, Tần Lâm cũng chẳng có hứng thú. Sau khi được kết nối, anh Lư hét lên. Anh Bạch, em là A Lư đây, cứu em. A Lư, mày sao thế? Anh Bạch nghe vậy cũng căng thẳng theo. Anh Bạch, em bị người ta đánh, ở cổng trường Đại học Y. Anh Bạch hừ lạnh một tiếng, ở Đại học Y cũng có người dám đánh đàn em của tao sao? Để nó nghe điện thoại. Tần Lâm ở bên cạnh đương nhiên nghe rõ, lập tức mở chế độ loa ngoài, nói. Nói đi. Anh Bạch hỏi, thằng nhóc mày là ai, đàn em của ai? Nếu có thể đánh bại A Lư chắc là người thật sự có bản lĩnh, còn dám cho A Lư gọi điện thoại gọi người đến nữa mà, đây không phải là giả vờ đó chứ. Nếu không có thế lực đằng sau, sao dám ăn nói như vậy? Tần Lâm cười lạnh, tôi không phải đàn em ai cả. Cũng không phải là giang hồ. Nghe Tần Lâm nói vậy, thì ra là người ngoài ngành, xem ra động vào một tấm chiếu mới rồi. Mấy tên vạm vỡ ngựa non háu đá đánh A Lư cũng là bình thường thôi, đám ngựa non đấy mà nhìn thấy nhiều người là hoang mang ngay. Anh Bạch hừ lạnh rồi nói, tao họ Bạch, mày cứ hỏi người ở đó đi xem có ai không biết anh Bạch không, nếu mày biết điều thì mau tha cho đàn em của tao, nếu không tao sẽ cho mày biết tay. Tần Lâm cười khẩy. Vẻ mặt bông đùa, anh thấy kiểu uy hiếp này đúng là ngu ngốc. Ồ, vậy tôi lại muốn xem anh cho tôi biết tay như thế nào đấy. Anh Bạch nói với giọng đầy uy hiếp. Thằng nhóc này mày được lắm, tao nói cho mày biết, em tao mà mấy một cọng tóc nào tao sẽ cho mày biết tay. Nghe vậy Tần Lâm cười lạnh, ồ, vậy à, vậy anh nghe cho rõ đây. Nói xong Tần Lâm đạp mạnh một cái. Sắc sắc một tiếng, vai của A Lư lập tức gãy vụn. A Lư hét lên, âm thanh xé rách tim gan, lại thêm âm thanh xương bị gãy nữa, tiếng điện thoại bên này nghe vô cùng kích thích. Vẻ mặt anh Bạch biến sắc, điện thoại truyền đến một âm thanh u ám. Con mẹ nó mày đợi đấy. Nói xong liền ngắt điện thoại. A Lư bị Tần Lâm đạp cho mấy phát nằm mệt lả dưới đất, toàn thân không còn chút sức lực, co quắp dưới đất. Chị Đường cũng bị Tần Lâm tát cho choáng váng cả đầu, ngồi dưới đất một lúc lâu mà vẫn không đứng lên được. Mặc dù chuyện đánh nhau rất thú vị nhưng không có ai dám lại gần để xem, toàn đứng phía xa nghe ngóng. Một chiếc xe 16 chỗ phi nhanh đến, tất cả những người vây xem tản ra. Bọn họ biết rằng, trận chiến thật sự sắp diễn ra rồi. Đám giang hồ này toàn người lợi hại, đánh nhau rất kinh khủng, ra tay tàn ác. Tần Lâm cũng chỉ có một mình, bị nhiều người vây đánh như vậy, e là không gãy tay cũng gãy chân. Một người đàn ông mặc một bộ đồ trắng. Đeo sợi dây vàng to trên cổ bước xuống xe. Khuôn mặt giận dữ, tay cầm một cây gậy lớn tiếng hét. Đâu rồi, con mẹ nó ai dám động đến đàn em của tao? Anh Bạch, A Lư nằm dưới đất cố gắng hét một câu, gần như dùng hết toàn bộ sức lực của mình. Anh Bạch định thần lại, vẻ mặt vô cùng tức giận, A Lư nằm dưới đất, giống như một người tàn phế, bả vai rõ ràng là bị Tần Lâm đạp gãy. Thằng khốn, tao thấy mày muốn chết rồi đấy. Anh Bạch cầm một chiếc gậy sắt, bước đến chỗ Tần Lâm. Mười mấy người bước xuống từ chiếc xe 16 chỗ, bao vây Tần Lâm lại. Đúng lúc anh Bạch đang lại gần Tần Lâm thì đột nhiên có một người nói. Cái này, anh Bạch, người này chạy đến trước mặt Tần Lâm, khẽ nói. Người này hình như là Tần Đại Sư. Anh Bạch khinh thường nói, cái gì mà Tần Đại Sư chó Đại Sư chứ? Nói xong anh Bạch đột nhiên phản ứng lại, chau mày nói. Tần đại sư nào? Anh Bạch, là Tần đại sư mà anh Đông và Bùi đại ca vô cùng tôn kính đấy.
đồng tử anh Bạch đột nhiên co rút lại, mày chắc chứ? Em thấy rất giống, trước đây em có gặp một lần, không dám khẳng định. Nếu đã nói như vậy thì anh Bạch cũng không dám ra tay tùy tiện, nhỡ là Tần đại sư thật thì hắn có trăm cái đầu cũng không đủ cho Tần đại sư chặt. Anh Bạch vội vàng rút điện thoại ra, gọi video cho Long Ích Huy. Một lát sau, Long Ích Huy nhận máy, màn hình hiện lên vẻ mặt khó chịu của ông ta. Cái gì? Ông Long, chỗ tôi có một người này, ông thử nhìn xem có quen không? Anh Bạch quay camera về phía Tần Lâm, liếc Tần Lâm một cái. Vẻ mặt Long Ích Huy đột nhiên biến sắc. Tần đại sư. Anh Bạch cũng biến sắc, nói thật sự là Tần đại sư sao? Long Ích Huy trở nên nghiêm túc một cách kỳ lạ. Tiểu Bạch, nếu cậu dám chọc phải Tần đại sư thì tôi không dám đảm bảo cái mạng của cậu đâu. Cậu không xảy ra xung đột gì với Tần đại sư chứ? Anh Bạch đổ mồ hôi lạnh toàn thân, vội vàng lắc đầu. Không có, em vừa mới đến đây. Long Ích Huy thở dài, không xảy ra chuyện gì là được, nếu không cậu có trăm cái mạng cũng không đủ chết đâu, mau đi xin lỗi Tần đại sư đi, nếu có chút sơ suất nào tôi cũng không cứu nổi cậu đâu. Nói xong, Long Ích Huy vội tắt điện thoại. Ông ấy không muốn Tần đại sư nhìn thấy, nếu không lại bị Tiểu Bạch liên lụy mất. Sau khi ngắt cuộc điện thoại, vẻ mặt anh Bạch trắng bệch, vốn còn tưởng một con ngựa non háu đá, không ngờ lại là một đại boss. Anh Bạch bước từng bước đến trước mặt Tần Lâm, sắc mặt trắng bệch, còn trắng hơn bộ quần áo hắn đang mặc trên người nữa. A Lư nằm dạp dưới đất, có chút bực. Anh Bạch, xử nó đi. Anh Bạch trợn mắt, tao muốn xử mày đấy. Nói xong đạp một cái vào bả vai A Lư. A Lư rên lên đau đớn, ánh mắt không thể tin được. Anh Bạch, sao anh lại? Chỉ thấy anh Bạch cung kính bước đến trước mặt Tần Lâm, cúi người một góc 90 độ. Tần đại sư, là tôi có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, xin anh thứ lỗi. Những tên đàn em khác đều hoang mang, đứng đằng sau không dám động đậy, đại ca làm sao thế? Sao lại gọi là Tần đại sư? Anh Bạch vẫn luôn phong độ, chưa bao giờ cúi đầu trước người khác. Anh Bạch cúi người, trợn mắt với bọn chúng. Tất cả những tên đàn em đằng sau đều sợ hãi, vội vàng cúi xuống. Tần đại sư. Tần Lâm nhìn anh Bạch với vẻ mặt đắc ý, lạnh lùng nói. Không phải nói là cho tôi biết tay sao, biết tay như nào. Anh Bạch run lẩy bẩy, trán toát mồ hôi lạnh. Tần đại sư, là lỗi của tôi, là tôi có mắt không thấy núi Thái Sơn, muốn chém muốn giết như thế nào tùy ý anh. Tần Lâm cười lạnh, liếc nhìn A Lư đang nằm dưới đất, hỏi. Còn nữa, không phải anh nói tôi toang rồi sao, nói tôi phải biết hậu quả gì mà. Bây giờ anh nói xem tôi toang cái gì, phải nhận hậu quả gì. A Lư cũng ngây người, gã biết trước mắt là người không thể chọc vào rồi, gượng nói. Đúng rồi, là lỗi của tôi, xin anh giơ cao đánh khẽ, tha cho tôi một mạng. Từ Quyên cũng hoang mang, không ngờ đám giang hồ này lại cúi đầu trước mặt Tần Lâm. Tần Lâm lợi hại tới vậy sao? Tiểu Tần à! Hay là bỏ đi, không sao rồi, chỉ là một sạp hàng rẻ tiền thôi mà. Chị Đường nằm dưới đất nhìn thấy cảnh này đột nhiên không hài lòng. Các người làm gì vậy hả? Tên nhóc này mà cũng không xử lý được, phải để tôi gọi con trai tôi ra mới được hả? Chị Đường nói xong, sắc mặt anh Bạch đột nhiên thay đổi. Nè bà già, nói bậy bạ gì đó, con trai ư. Đừng nói là con trai bà, cho dù bố bà có đến đây cũng phải xin lỗi Tần đại sư. Đột nhiên chị Đường nhìn chằm chằm, thằng nhóc, cậu dám nói tôi là bà già sao, muốn chết hả? Chị Đường giống hệt như một chị đại chưa từng trải, căn bản cũng không thèm quan tâm đám người của anh Bạch là ai, người cháu trai này không thể giúp bà ta xả giận, vậy thì để bà ta đi kiếm con trai đến. Tần Lâm cười khẩy, được, đừng nói tôi không cho bà cơ hội, gọi điện thoại đi, gọi tất cả mọi người bà có thể gọi đến đây. Chị Đường hừ lạnh một tiếng, vậy cậu đừng có mà hối hận. Nói xong, chị Đường lấy điện thoại ra gọi cho con trai. Alo, Đại Cường, mẹ bị người ta đánh ở trước cổng đại học y khoa rồi. Con mau đến đây. Cúp điện thoại chưa được bao lâu, bỗng có một chiếc taxi chạy tới, có hai thanh niên bước xuống xe, hình như vừa mới uống rượu, mặt mày đỏ ửng. Bọn họ bước tới chỗ chị Đường, sau đó cau mày. Mẹ, ai đánh mẹ? Con trai đến rồi, chị Đường có chỗ dựa rồi. Con trai của bà ta lăn lộn ở tỉnh lỵ, dù sao tỉnh lỵ cũng là một thành phố lớn, hơn hẳn Đông Hải một bậc,
cháu trai A Lư của bà ta không có bản lĩnh này, nhưng chưa chắc Đại Cường cũng như thế. Chị Đường chỉ vào Tần Lâm rồi nói. Chính là cậu ta, con trai, mau giúp mẹ trả thù đi. Đại Cường dắt theo một người anh em, hai người say khướt đi về phía Tần Lâm. Đột nhiên, đồng tử của người đàn ông bên cạnh Đại Cường co rút lại, anh ta nhìn thấy Tần Lâm giống như nhìn thấy quỷ vậy, chỉ đứng ngây người ở đó. Đại Cường sững ra một lúc, sau đó kéo anh ta. Lão Hồ, làm gì thế? Sắc mặt Lão Hồ từ đỏ vì rượu chuyển sang tái mét, ánh mắt vẫn dính về phía Tần Lâm, anh ta tiến lên vài bước, sau đó cúi người, ngập ngừng hỏi. Anh là, anh Tần. Tần Lâm nhìn anh ta, nhẹ nhàng nói. Anh biết tôi sao? Hai chân Lão Hồ run lẩy bẩy, suýt chút nữa quỳ xuống mặt đất. Anh Tần, tôi là đàn em của anh Toàn. Tần Lâm đột nhiên gật đầu, nhưng không lên tiếng. Đại Cường bên cạnh ngẩn người ra, anh Tần ư. Bọn họ đều là đàn em với anh Toàn ở tỉnh Lỵ, ai lại không biết anh Toàn chứ? Ông ta chính là cánh tay phải của chị Hồng. Chị Hồng lại là chị Đại ở tỉnh Lỵ, chỉ cần dậm chân cũng có thể làm rung chuyển nơi đây. Ngay cả chị Hồng cũng phải kính nể anh Tần, Lão Hồ nào dám khiêu khích chứ? Đại Cường cau mày, cảm thấy khó hiểu, Lão Hồ, cậu sao thế, chỉ là một thằng nhãi thôi mà. Tại sao lại khách sáo với anh ta như vậy? Sắc mặt Lão Hồ chợt thay đổi, nhanh chóng đá vào chân hắn ta. Mẹ kiếp, cậu đừng ăn nói bậy bạ, điên rồi sao? Sau đó, anh ta nói nhỏ với Đại Cường, cho dù có là chị Hồng, khi gặp người này cũng vô cùng khách khí, cậu nghĩ mình có bao nhiêu cái mạng chứ? Sắc mặt Đại Cường bỗng thay đổi, ngay lập tức tỉnh táo trở lại, khuôn mặt vốn hồng hào dần trở nên tái nhợt. Anh Tần. Mặc dù Đại Cường biết rằng mẹ mình đã phải chịu tủi thân, nhưng hắn cũng biết rằng người này không thể dây vào được. Người có thể ngang hàng với chị Hồng không thể nào là nhân vật nhỏ bé được, làm sao hắn dám đắc tội đây? Đại Cường cúi đầu, mồ hôi lạnh thấm ướt cả vạt áo. Chị Đường ngồi dưới đất nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt liền trở nên trắng bệch. Con trai cúi đầu rồi sao? Trong mắt bà ta, con trai là một nhân vật lợi hại. Không ngờ hôm nay con trai bà ta lại cúi đầu trước người thanh niên này, anh thực sự là một nhân vật không thể dây vào được sao? Chị Đường bị dọa đến chết khiếp, vội vàng chạy đến chỗ Từ Quyên và nói với vẻ mặt đầy sợ hãi. Em gái à, đều là lỗi của chị sai rồi, ngày mai chị sẽ đi ngay, cũng không bao giờ bày sạp ở đây nữa, để chị đền cái sạp này lại cho em, đền gấp 10 lần nhé. Cảnh tượng này cũng khiến Từ Quyên có chút ngượng ngùng. Không ngờ rằng chỉ vì sạp hàng nhỏ như thế này lại gây ra rắc rối lớn đến thế. Nhiều người lại đứng đây cúi đầu xin lỗi như vậy, Từ Quyên vội nói. Không cần khách khí như vậy đâu, chị cũng không cần đi, tôi đến đây chỉ để giết thời gian thôi, cũng không phải vì kiếm tiền, hay là chúng ta cùng nhau làm đi. Chị Đường ngại ngùng gật đầu, trong lòng không nói nên lời. Có con rể lợi hại như vậy thì dựng sạp bán ở đây làm gì nữa chứ? Bây giờ sạp hàng của Từ Quyên cũng đã có người trông coi rồi, vì vậy Tần Lâm không cần phải lo lắng nữa. Vừa định về nhà thì Tần Lâm nhận được điện thoại của dì hai bảo anh đến đấy một chuyến, giọng điệu cũng có vẻ gấp gáp, Tần Lâm cũng không dám chậm trễ nên đã nhanh chóng sang đó. Sau khi về đến nhà, chỉ có mỗi dì hai ở đây, Lâm Nguyệt Giao và chú hai đều đi làm cả rồi. Đường Mẫn ngồi trên sofa, vẻ mặt có hơi nghiêm trọng, xem ra là đang buồn bực. Tần Lâm liền hỏi. Dì hai, đã xảy ra chuyện gì vậy? Đường Mẫn thở dài rồi nói. Cháu có nhớ nhà họ Phúc ở tỉnh Lỵ hay không? Tần Lâm cau mày, có chút ấn tượng, trước đây từng là bạn của nhà họ Tần chúng ta. Nhà họ Phúc này cũng là một gia tộc lớn, có địa vị rất cao ở tỉnh Lỵ, cũng thuộc hàng đẳng cấp với nhà họ Tần năm xưa. Lúc đầu, nhà họ Phúc đã cứu sống bố của Tần Lâm, sau này hai gia tộc gặp nhau và phát triển mối quan hệ tốt đẹp. Sau này khi nhà họ Tần bị tiêu diệt thì nhà họ Phúc cũng không bao giờ liên lạc lại nữa. Thật ra Tần Lâm không hề có ấn tượng gì về gia tộc này, quan hệ cũng không quá thân thiết, cùng lắm chỉ coi như là người quen. Sau khi nhà họ Tần sụp đổ, nhà họ Phúc cũng không ra tay giúp đỡ, cũng không thừa nguy hãm hại, lúc đầu vốn không mấy quen biết nên cũng không thể xem là vô cảm được. Nếu phải nói về tình nghĩa thì nhà họ Tần còn nợ bọn họ một ân tình. Dù sao ban đầu bố của Tần Lâm cũng được người ta cứu, đó là ơn cứu mạng. Đường Mẫn nói, cháu có biết không, bố cháu có hôn ước với nhà bên đó, ghép đôi cháu và đại tiểu thư nhà họ Phúc,
Phúc Nhung Nhung. Tần Lâm sững ra một lúc, hứa hôn. Tần Lâm có chút khó hiểu, không phải đã hứa hôn cháu với Trúc Linh Linh rồi sao? Từ nhỏ Tần Lâm đã biết mình có hôn ước, hơn nữa là hôn ước với Trúc Linh Linh, còn đại tiểu thư của nhà họ Phúc này thì anh chưa từng nghe qua. Đường Mẫn liền nói, hôn ước của cháu với Trúc Linh Linh là do ông nội định sẵn, còn việc này là do bố cháu hứa hôn, hơn nữa, lúc nhà họ Tần còn thì luôn thực hiện theo mệnh lệnh của ông nội, có vẻ như vì vấn đề này mà ông nội và bố cháu mới có chút bất đồng với nhau. Còn về việc cụ thể của gia đình cháu thì gì cũng không rõ. Dù sao gì hai cũng là người phía ngoại, những chuyện này chỉ nghe mẹ Tần Lâm nói qua nên cũng không biết rõ cụ thể. Tần Lâm gật đầu, nếu đã như vậy thì, không sao cả, bố và ông nội cháu đều đã qua đời rồi, nhà họ Tần cũng chẳng còn lại mấy người, chuyện này coi như bỏ đi. Dì hai lắc đầu, nếu như bỏ đi được thì dì đã không nói với cháu rồi, bây giờ nhà họ Phúc đã liên lạc được với dì, biết rằng cháu vẫn còn sống nên bọn họ muốn bàn cho xong chuyện hôn ước. Hả? Tần Lâm có chút bối rối, muốn bảo anh kết hôn sao? 10 năm đã trôi qua, nhà họ Phúc đã phát triển mạnh mẽ hơn xưa, rất nhiều gia tộc giàu có không so sánh kịp. Tại sao một gia tộc siêu cấp như vậy lại cứ đòi gả con gái cho Tần Lâm? Dì hai, cháu có bạn gái rồi, dì cũng biết mà. Đường Mẫn thở dài, đương nhiên dì biết, bạn gái cháu là người giàu nhất cả nước mà, vậy nên dì mới cảm thấy rối rắm, không biết phải làm gì đây. Tần Lâm liền nói, có gì đâu, chúng ta cứ nói rõ ràng là được. Đường Mẫn lắc đầu, mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu, dì thấy nhà họ Phúc rất mong muốn được liên hôn với cháu đấy, cụ thể là vì lý do gì thì cháu đến xem thử đi. Được, để cháu đi xem thử. Đối với nhà họ Phúc này, cho dù Tần Lâm không có tình cảm gì, nhưng dù sao bọn họ đã từng cứu mạng bố anh, cho nên cũng được xem như là ân nhân của Tần Lâm. Con người của anh, có thù sẽ báo, có ơn sẽ trả. Nếu nhà họ Phúc đã tìm ra anh, vậy đương nhiên anh phải đi thăm bọn họ một chút. Tần Lâm một mình đến tỉnh lỵ, vốn nghĩ rằng sẽ trực tiếp đi đến chỗ nhà họ Phúc, nhưng nếu như đã ở tỉnh lỵ mà không đi thăm Lôi Hồng, e rằng cũng có chút không hợp tình hợp lý cho lắm. Sau khi liên lạc, Tần Lâm trực tiếp đi tới một nhà hàng sang trọng, Lôi Hồng đang đợi anh ở bên trong. Cậu Tần! Nhìn thấy Tần Lâm đi vào, Lôi Hồng nhanh chóng đứng dậy. Vẫn là chiếc váy dài màu đỏ, mái tóc ngắn toát lên vẻ lão luyện, vô cùng hiên ngang, khiến cho người ta có cảm giác, tuy cô là phụ nữ nhưng vẫn không hề thua kém đấng mày râu. Khí chất của Lôi Hồng thật sự rất khó tả, nếu như là một người đàn ông bình thường thì đến nhìn cũng không dám. Sau khi hai người ngồi xuống, Lôi Hồng rất nhiệt tình, đã lâu không gặp nên thậm chí còn có chút nhớ nhung. Tần đại sư, chuyện lúc trước xảy ra ở bệnh viện đã được giải quyết chưa? Chuyện lần trước của mỹ phẩm đồng bảo dường như đều được cả nước chú ý đến, đương nhiên Lôi Hồng cũng biết chuyện này. Nhưng cô chỉ là người qua đường, gặp phải chuyện này cũng không giúp được gì nhiều, nên chỉ có thể lo lắng suông mà thôi. Hơn nữa, cô đã được tận mắt chứng kiến y thuật của Tần Lâm. Biết rằng cậu Tần không phải là một kẻ có tiếng mà không có miếng, một cao thủ như vậy thì làm sao lừa đảo được chứ, hẳn là một lời bôi nhọ ác ý trên mạng. Tần Lâm nói, giải quyết xong rồi, không có chuyện gì cả, tôi cũng không phải người trong giới giải trí, mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi. Lần này tôi đến đây là muốn nghe ngóng chuyện của nhà họ Phúc. Lôi Hồng sững ra, nhà họ Phúc, cậu quen người nhà họ Phúc à? Tần Lâm nhìn thấy biểu hiện của Lôi Hồng có chút kỳ lạ. Liền cảm thấy tò mò. Sao thế, nhà họ Phúc này có gì đặc biệt à? Lôi Hồng suy nghĩ một hồi, cũng không có gì đặc biệt, là một đại gia tộc giàu có, thuộc gia tộc hạng một, ngang hàng với nhà họ Hải ở tỉnh lỵ. Chỉ là gần đây có ai đó đang nhắm đến nhà họ Phúc, tôi nghĩ nhà họ Phúc sắp xảy ra chuyện rồi. Tần Lâm nghe xong liền cau mày, ồ, có ai muốn đối phó nhà họ Phúc sao? Chị à! Nếu như Lôi Hồng thật sự muốn đối phó với nhà họ Phúc thì Tần Lâm sẽ cảm thấy có chút khó xử. Một bên là ân nhân cứu mạng của bố, còn một bên là bạn của anh, đối với cả hai đều khó xử. May mắn thay, Lôi Hồng đã lắc đầu, không phải tôi, là người ở tỉnh khác, tôi và nhà họ Phúc không thân thiết mấy, cũng không quen biết gì với người muốn đối phó với bọn họ. Nghe Lôi Hồng nói vậy, Tần Lâm bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. Nói chi tiết xem nào. Lôi Hồng nói nhỏ, nhà họ Phúc này đang tự làm truyền thông, tức là các video TikTok hot nhất hiện tại, các chương trình phát sóng trực tiếp.
và họ đã thu hút được rất nhiều các nhân vật nổi tiếng trên mạng, cũng như kiếm được rất nhiều tiền cho công ty của mình. Bây giờ, nhà họ Phúc về cơ bản đang là người dẫn đầu trong ngành công nghiệp truyền thông tự do trong tỉnh. Nhưng trong ngành này sẽ luôn làm mất lòng mọi người, hơn nữa, nó còn mang tính cạnh tranh trên toàn quốc, nếu đắc tội người trong tỉnh thì không nói, chỉ cần tìm một mối quan hệ để hòa giải là được. Nhưng nếu xúc phạm đến tỉnh khác thì rất khó để tìm được mối quan hệ, nếu làm không tốt sẽ mất cả chỉ lẫn chài. Lôi Hồng nói, gần đây tôi có nhận được một tin, ông chủ Đồng Phương Châu của tỉnh bên muốn đối phó với nhà họ Phúc. Tần Lâm cau mày, Đồng Phương Châu, lợi hại vậy sao? Lôi Hồng gật đầu với vẻ mặt nghiêm trọng, Đồng Phương Châu là ông chủ lớn của tỉnh lân cận, địa vị cũng ngang với tôi, nhưng lợi hại hơn một chút, nếu như tính cả tôi, Đoàn Bảo Đông và Bùi Lương gộp lại thì mới có thể đấu với ông ta. Hơn nữa, cậu cũng biết đấy, tôi chỉ mới ngồi ở vị trí này, còn Đồng Phương Châu lại là ông lớn nhiều năm như vậy, đương nhiên sẽ có thực lực hơn tôi rất nhiều. Nếu Đồng Phương Châu muốn đối phó với nhà họ Phúc, e rằng bọn họ sẽ lành ít dữ nhiều. Lôi Hồng giới thiệu vô cùng chi tiết, Đồng Phương Châu này rất mạnh, nền tảng vững chắc, còn có thâm niên nhiều năm hơn cả Lôi Hồng, đương nhiên những gia tộc bình thường không thể nào đối phó lại được. Đồng Phương Châu này, có thể hẹn gặp mặt được không? Lôi Hồng liền hỏi, cậu Tần, cậu Định. Nói xong, Lôi Hồng liền đưa tay lên sờ cổ. Tần Lâm gật đầu. Tuy vẫn chưa đi đến nhà họ Phúc, nhưng anh mang nợ nhà họ Phúc như vậy, thì nhất định phải trả. Năm xưa bọn họ cứu mạng bố anh, bây giờ Tần Lâm cứu cả nhà bọn họ, coi như cũng đã trả xong món nợ ân tình này. Hơi thở của Lôi Hồng trở nên gấp gáp, rõ ràng adrenaline sao trong người cô đã tăng lên nên mới tạo ra căng thẳng. Sao adrenaline? Adrenaline là một hormone có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm. Cậu Tần lại sắp làm chuyện gì đó lớn rồi. Lúc trước Tần Lâm giết Cao Thâm, đã là một sự kiện lớn gây chấn động tỉnh lỵ, nếu không phải sau này tình cờ biết được thì Lôi Hồng sẽ không bao giờ tưởng tượng ra được Cao Thâm chết như thế nào. Một người thận trọng như vậy lại có thể bị Tần Lâm giết chết. Ngoài việc Cao Thâm thích vào những chỗ để chơi bời ra, thì hầu như hắn không có lỗ hở nào cả. Hoàn toàn không thể ngờ lại bị Tần Lâm tóm được ở câu lạc bộ. Lần này, Tần Lâm đối phó với Đồng Phương Châu cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Cùng là những nhân vật lớn, đương nhiên Lôi Hồng sẽ biết phong cách hành động của những người này. Cao Thâm cẩn thận và cảnh giác, dường như sẽ không cho ai bất cứ một cơ hội nào để ám sát. Thật sự xin lỗi, đến cả người còn không được nhìn thấy nữa là. Nhưng Đồng Phương Châu còn lợi hại hơn nữa, ông ta là một người có sự chuẩn bị. Bất cứ khi nào ông ta ra ngoài làm việc, đều phải chuẩn bị kỹ càng tuyệt đối. Tất cả mọi hành động đều nằm trong kế hoạch của ông ta. Những người khác muốn làm gì, ông ta cũng có thể dự đoán trước được. Nếu ông ta dám đến tỉnh lỵ thì chắc chắn ông ta đã có sự chuẩn bị kỹ càng. Cũng giống như Lôi Hồng, tỉnh lỵ là địa bàn của cô, cho nên cô muốn làm gì thì làm. Nhưng một khi đã ra khỏi tỉnh, đến địa bàn của người khác, vậy thì phải hết sức cẩn thận và cảnh giác. Chắc chắn phải chuẩn bị kỹ lưỡng mới có thể đi gặp người khác. Cậu Tần, nếu tôi hẹn Đồng Phương Châu gặp mặt, e rằng chuyện sẽ vô cùng lớn, đến lúc đó có muốn ám sát cũng sẽ gặp khó khăn. Tần Lâm nói, không cần lo lắng, chỉ cần cho tôi gặp mặt ông ta thì tôi có thể giết được. Đồng tử Lôi Hồng co rút lại, lời nói của Tần Lâm thật sự khiến cho cô kinh ngạc. Cậu Tần này lợi hại vậy sao? Chỉ cần gặp là có thể giết ư? Có nghĩa là, cho dù Đồng Phương Châu có chuẩn bị kỹ như thế nào thì cũng không có tác dụng sao? Lôi Hồng suy nghĩ một hồi, cậu Tần, nếu cậu đã tự tin như vậy thì tôi sẽ hẹn cho cậu, mặc dù tôi và ông ta không mấy thân thiết, nếu như ông ta đã muốn đến, ắt sẽ cho tôi mặt mũi. Tần Lâm gật đầu. Sau đó, Lôi Hồng gọi điện cho Lão Toàn và một số người thân cận khác, tìm một phòng riêng để mở một cuộc họp nhỏ. Khi đám người Lão Toàn nghe nói Tần Lâm muốn đối phó với Đồng Phương Châu, bọn họ ngay lập tức kinh ngạc. Sắc mặt ai nấy đều trở nên nghiêm trọng. Không được đâu, Đồng Phương Châu này cảnh giác như vậy, lúc trước cũng có nhiều sát thủ ám sát ông ta, nhưng tất cả đều thất bại. Đúng vậy, Đồng Phương Châu này quá cảnh giác rồi, hơn nữa lại vô cùng tàn độc, một khi thất bại, e rằng cả chúng ta và chị Hồng cũng sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Vẻ mặt Lôi Hồng nghiêm nghị,
nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu. Tôi tin cậu Tần. Cậu Tần đã một mình giết được Cao Thâm, tôi cho rằng đây là bằng chứng thuyết phục cho sức mạnh của cậu ấy, chúng ta không nên nghi ngờ cậu Tần. Nhưng, Lão Toàn và những người khác còn hơi do dự. Được rồi, đừng nhưng nhị nữa, chuyện này tôi đã quyết rồi. Đích thân tôi sẽ liên lạc với Đồng Phương Châu, mọi người cứ chuẩn bị đi. Nói xong, Lôi Hồng lập tức rời khỏi. Những tâm phúc kia đều lộ vẻ buồn bực, sau đó nói với Lão Toàn. Anh Toàn, anh khuyên một chút đi, chị Hồng của chúng ta có chút hành động theo cảm tính rồi. Đúng vậy, tôi nghĩ chị ấy đã có ý với cậu Tần rồi, tên họ Tần kia nói gì chị Hồng cũng đồng ý, nếu như cậu ta muốn mạo hiểm thì còn lôi chúng ta chết theo làm gì chứ? Lão Toàn cau mày, cũng có chút do dự. Lão Toàn cũng đã nhìn thấy cách thức của Tần Lâm, quả thực rất lợi hại, nhưng ông ta vẫn cảm thấy chưa đủ để giết được Đồng Phương Châu, cũng chưa chắc có thể toàn mạng quay về. Lão Toàn bất lực lắc đầu. Chuyện chị Hồng đã quyết định, tôi cũng không còn cách nào khác. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 29.